Chương 1350, tướng quân phẫn nộ. Ha ha, vấn đề quân nhân chuyển ngành, nếu Diệp Phàm có thể vượt qua thuận lợi, thì phòng cán bộ một về sau chỉ là địa bàn của phó trưởng ban Diệp. Quản Nhất Minh không ngờ không trúng kế, thản nhiên cười nói. Ông già này, Cổ Hoài thầm mắng một câu trong lòng, trên mặt cười nói. Bí thư quản, chúng ta đều là nhân viên nhà nước, nào có phân địa bàn của người này người kia. Diệp Phàm dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là cấp dưới của tôi thôi. Ý là Diệp Phàm có thể thoát khỏi bàn tay tôi sao? Ha ha, lão Cổ, nuôi hổ là họa, thành ngữ này anh chắc không lạ. Trong này những con hổ lớn nhiều lắm có thể đè chết, chứ đừng nói con hổ còn có đôi. Mặc dù là voi, chỉ sợ cuối cùng cũng bị nuốt sạch sẽ. Quản Nhất Minh thản nhiên cười nói, các con hổ đương nhiên chỉ Phượng Quốc Hưng và Diệp Phàm. Đương nhiên, còn có chỉ một số người khác. Hổ thành đôi, tất nhiên là có thợ săn đúng không? Cổ Hoài thản nhiên cười nói, dáng vẻ rất tin tưởng. Một thợ săn làm sao giết nổi đám hổ, chờ anh đổi đạn dược, đàn hổ vùng lên, chỉ sợ đến cuối cùng thợ săn cũng thành miếng mồi cho hổ. Quản Nhất Minh vươn mình nói. Nói thế cũng đúng, nhiều thợ săn thay nhau nổ súng, đạn không ngừng, ngược lại đàn hổ chỉ sợ không có người cầm đầu. Cổ Hoài không khác gì bị lửa đốt. Cũng thầm đồng ý với cách nói của Quản Nhất Minh. Ha ha, lão Cổ, vì hai thợ săn làm một ly. Quản Nhất Minh thoải mái cười to. Đúng, đúng, một đôi thợ săn, hung tàn như lũ hổ cũng phải chết đúng không? Cổ Hoài cũng cười hai lão thợ săn cùng một ly. Nếu đều là thợ săn, bí thư quản, cũng phải thổ lộ tâm tình. Anh nói một chút, chuyện Trần Tiến Bình liệu có phải có người đứng sau lưng sai khiến không? Cổ Hoài cũng muốn thăm dò việc này, y có phỏng đoán của chính mình. Lão Cổ về sau cứ gọi tôi là lão quản là được. Bí thư quản gọi khách sáo. Chúng ta cùng phe phái, không cần chú ý nhiều lắm. Cứ xưng hô thế. Quản Nhất Minh nói. Được, về sau gọi là lão quản. Cổ Hoài thản nhiên gật gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Quản Nhất Minh, bởi vì anh ta còn chưa trả lời vấn đề mình vừa đưa ra. Việc này... không phải ban tổ chức cán bộ các anh cố ý kéo dài sao? Trên mặt Quản Nhất Minh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lão già này, đến giờ còn chưa chịu nói ra, Cổ Hoài trong lòng lại thầm mắng một câu, ngoài miệng cũng thản nhiên nói. Ban tổ chức cán bộ phụ trách sắp xếp bọn họ, sao có khả năng tự tìm phiền toái cho chính mình? Phải biết rằng, Trần Tiến Bình mang quân hàm tướng quân không thể nào dễ đối phó. Người ta trước kia tốt xấu gì cũng là thiếu tướng. Nói về cấp bậc cũng không khác tôi nhiều lắm. Nếu thực sự làm ầm ĩ lên, ban tổ chức cán bộ có thể thoát được liên quan sao? Việc này tôi có chút không hiểu, không phải ban tổ chức cán bộ các cậu cố ý kéo dài thì là ai, với mục đích gì? Quản Nhất Minh nói thầm một câu, quay nhìn Cổ Hoài một cái nói. Cho dù là ai làm, sẽ là luôn tạo cho tên kia phiền toái nhất định. Kết quả việc này chẳng lẽ không đúng với mong muốn của tôi và anh sao? Cũng đúng. Tuy nhiên theo tôi thấy, cũng là phiền cho mình. Cổ Hoài nhíu mày. Phiền toái cái con khỉ, anh không phải nhân cơ hội này đẩy Diệp Phàm đi. Nói có vẻ đường hoàng, ban tổ chức cán bộ các anh khi nào thì tích cực quá. Rõ ràng một tháng để sắp xếp mọi chuyện đều phải kéo dài đến nửa năm, để người ta sống dở chết dở đến cầu xin các anh. Quản Nhất Minh trong lòng thầm mắng, miệng nói. Là có chút phiền toái nhỏ, tuy nhiên, kéo dài quá cũng phiền. Giải quyết được cũng tốt. Cũng đúng. Cổ Hoài gật đầu. Quái, hình như không phải là Quản Nhất Minh gây khó dễ, không phải y thì là ai. Nếu Diệp Phàm không làm được việc này thì về sau vẫn phải giải quyết, đến lúc đó không tìm ra người đứng sau lưng thì không phải là càng thêm phiền sao. Cổ Hoài trong lòng thầm nói, cũng có chút nghi ngờ. 8 giờ tối, ở quán trà Khương Thái Công ngồi 3 người, Diệp Phàm, Trương Lâm Hoa, Trần Tiến Bình. Tướng quân Trần, chuyện lần trước thật có lỗi. Bởi vì đại hội thi đấu thuyền rồng phải làm ngay, tôi đã chỉ thị cho Thái Hoa và Đặng Vân sắp xếp. Tuy nhiên thật đáng tiếc, còn 10 đồng chí chưa được sắp xếp. Tuy nhiên, Thái Hoa và Đặng Vân cũng bởi vì việc này đã bị ban tổ chức cán bộ xử lý. Diệp Phàm chân thành tỏ vẻ xin lỗi, đối với Trần Tiến Bình, thực sự có chút xin lỗi, ngược lại không phải nói dối. Hừ, đã nên xử lý sớm. Hai người chỉ là làm lấy tiền lương. Trước kia, chúng tôi tìm y, liền dở giọng, muốn ăn muốn uống còn muốn.
Trần Tiến Bình nói đến đây nhìn Diệp Phàm một cái. Nước quá trong ắt không có cá, tướng quân Trần là người trong biên chế, tuy nói anh là người trong quân đội, nhưng cũng giống nhau đúng không? Diệp Phàm thản nhiên nói cũng không để ý. Nói cũng được, gặp chuyện lạ mà chẳng thấy lạ. Tuy nhiên, tôi là không có chỗ tốt cho hai bọn họ. Lương tháng thêm tiền trợ cấp còn chưa đủ chữa bệnh cho mẹ. Trần Tiến Bình có chút giận dữ hừ nói. Tướng quân Trần, tối nay trưởng ban Diệp đến đây muốn thương lượng với anh một chút về vấn đề sắp xếp biên chế. Chúng tôi đều đến đây với thành ý. Trương Lâm Hoa nói. Thành ý, tôi có đủ thành ý. Đến một vị trí cấp phó giám đốc sở cả tỉnh ủy không có sao. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ không phải là một vị trí phó giám đốc sở cũng không muốn làm chứ. Trần Tiến Bình hơi châm chọc, hừ nói. Tướng quân Trần, anh nên chú ý từ ngữ khi nói chuyện. Trương Lâm Hoa có chút giận dữ, tướng quân Trần cũng quá cao giá, thực sự coi mình là lãnh đạo tỉnh ủy. Thôi, chuyện tướng quân Trần đã kéo dài 2 năm, anh ấy tức giận cũng bình thường. Nếu là tôi cũng không khác gì, việc này, ban tổ chức cán bộ chúng ta làm việc cũng có chỗ không đúng. Diệp Phàm khoát tay, nhìn Trần Tiến Bình một cái, nói. Có chuyện tôi vẫn không hiểu, vì sao anh nhất định phải làm trong tỉnh ủy? Chẳng lẽ những vị trí cấp phó giám đốc sở khác không thích hợp với anh sao? Ví dụ như, sở xây dựng là đơn vị cũng không kém. Hơn nữa, lại nói tiếp tướng quân Trần. Anh cố ý như vậy làm công tác sắp xếp của ban tổ chức cán bộ chúng tôi tăng thêm khó khăn tương đối lớn. Nếu không như vậy thì có lẽ đã sớm sắp xếp xong. Cho nên, việc này, anh và tôi đều có trách nhiệm có phải không? Giọng Diệp Phàm vẫn khá hòa nhã, cũng không có tư thế gây sự. Tuy nhiên Trần Tiến Bình hiển nhiên không tính đến, hừ nói. Tôi có trách nhiệm, chê cười tôi vì dân vì nước bỏ hết nhiệt huyết, tôi có gì sai? Các anh làm không được lại đem trách nhiệm đẩy sang tôi. Thực sự nghĩ rằng quân nhân chúng tôi toàn ngồi không có phải không? Nói khó nghe một chút, phó trưởng ban Diệp, sức nhẫn nhịn của tôi đến giới hạn rồi, nếu không làm được nữa, Trần Tiến Bình tôi sẽ đến ngồi trước Thiên An Môn. Trần Tiến Bình, anh ngồi đây uy hiếp có phải không? Diệp Phàm kiềm chế, giọng điệu trở nên nghiêm túc, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tiến Bình. Trong lòng y chợt lóe lên cái gì đó. Thầm nghĩ, quái, vị phó trưởng ban Diệp này có ánh mắt rất có năng lực, hình như có thể ép người, rất sắc bén. Tuy nhiên, hiển nhiên Trần Tiến Bình chịu oan ức quá lớn, y liền phản ứng lại, lạnh lùng hừ nói. Uy hiếp, cậu dám nói thì nó cũng đúng, tuy nhiên, chúng tôi là bất đắc dĩ làm vậy. Chúng tôi muốn ăn cơm, phải làm việc, chẳng lẽ sai sao? Anh muốn ăn cơm, phải làm việc, việc này đúng. Các anh vì đất nước có thể bỏ hết nhiệt huyết, điểm ấy, tôi rất khâm phục, nhưng anh phải nghĩ, chúng ta chỉ là làm việc khác nhau thôi. Huống chi, cũng không thể nói là ban tổ chức cán bộ chưa sắp xếp cho các anh, mà là yêu cầu của anh hà khắc. Nếu mọi người đều như anh, yêu cầu như vậy thì ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chắc phải đóng cửa mất. Giọng Diệp Phàm cứng rắn, nói. Đóng cửa sớm cũng tốt, không làm được gì thì dùng làm gì. Trần Tiến Bình đối chọi gay gắt. Hai người giống như đang cãi nhau, nhưng làm Trương Lâm Hoa lo lắng. Nếu thế thì xử lý vấn đề thế nào? Cho nên, y vội vàng khuyển giải nói. Phó trưởng ban Diệp, tướng quân Trần, hai người đều bình tĩnh lại ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nói cái con khỉ. Trần Tiến Bình hiển nhiên cho rằng Diệp Phàm đang dùng uy phong lãnh đạo đùa giỡn, mình đường đường là một quân nhân được quân đội bồi dưỡng, rời quân ngũ, kết quả là hổ lạc đất bị chó bắt nạt, cho nên, đứng lên muốn đi. Tướng quân Trần, chúng ta uống vài chén rồi nói sau. Trương Lâm Hoa vội vàng mỉm cười nói. Quan điểm khác nhau không thể uống vào. Trần Tiến Bình không nể mặt, đứng lên nhằm hướng cửa chính mà đi. Trương Lâm Hoa còn muốn giữ lại, tuy nhiên Diệp Phàm cũng là lạnh lùng khoát tay hừ nói. Để y đi, một tướng quân tinh thần sa sút trong quân đội đến đất chính quyền còn dương oai. Có bản lĩnh đến doanh trại quân đội nhàn tản đi, đến súng. Xem ra, cũng không động đến. Cậu nói cái gì? Trần Tiến Bình giống như bị đâm vào chỗ đau, xoay người, đối mắt như có thể cắn người nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Phải biết rằng, Trần Tiến Bình cơ thể khá cao lớn, xem chừng hơn 1m8, thuộc loại lưng hùm vai gấu. Diệp Phàm tuy nói dáng cao LPNS nhưng không thể so sánh bằng. Phỏng chừng người ta duỗi tay là ngã xuống. Vì vậy,
Trưởng phòng Trương Lâm Hoa vừa thấy thế, nghĩ Trần Tiến Bình muốn ra tay, vội vàng bước lên một bước lớn ngăn trước Trần Tiến Bình, hai tay tạo tư thế chống đỡ miệng hô. Tướng quân Trần, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái rắng, cút ngay, tôi hôm nay muốn ức hiếp một chút người chỉ biết dựa vào tổ tông che chở, không có bản lĩnh cũng gọi là phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Chưa gì đã đòi dạy dỗ bố. Trần Tiến Bình vẻ mặt khinh miệt, oán giận, hất Trương Lâm Hoa vào chân tường, bước vài cái đến trước mặt Diệp Phàm. Tướng quân Trần, đừng ra tay, ngồi xuống. Trương Lâm Hoa khá dũng cảm, lại vồ lên, ôm tay áo Trần Tiến Bình, muốn kéo y ngồi xuống. Tuy nhiên, Trần Tiến Bình hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, hai năm chịu đựng tức giận tích tụ giờ mới bộc phát. Bụp một tiếng, Trương Lâm Hoa bị y thuận tay đẩy ngã bổ nhào vào chân tường. Lần này ra tay khá nặng, Trương Lâm Hoa xem chừng có chút đau, nhất thời không đứng dậy được. Chương 1351, nắm đấm của ai lớn hơn? Bịch, bịch. Trương Lâm Hoa còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy Diệp Phàm bất ngờ chuyển người một cái, trong chớp nhoáng đã tiến đến trước mặt Trần Tiến Bình. Một bạt tai, không ngờ người to như gấu như Trần Tiến Bình mà cũng bị Diệp Phàm cho ngã phịch mông xuống đất. Chuyện còn chưa hết, Trần Tiến Bình phản ứng lại, xoay người gầm lên. Đồ chó chết. Xem ra y muốn quyết đấu sống chết, có điều, dĩ nhiên là Diệp Phàm không cho y cơ hội. Tung chân đá vào eo của Trần Tiến Bình mấy phát, mấy tiếng bốp bốp vang lên, Trần Tiến Bình lập tức lăn lộn dưới đất mấy vòng, không thể đứng dậy nổi, ngồi cứng đờ trước mặt Diệp Phàm. Trưởng phòng Trương Lâm Hoa đứng chỗ góc tường, kinh ngạc, chố mắt ra nhìn. Gã há mồm, mồn há to hết cỡ, nước miếng chảy cả ra ngoài, trưởng phòng Trương không hề ngờ đến. Việc này thật là hết sức kinh hãi. Phải biết rằng, Trần Tiến Bình đường đường là một thiếu tướng, trước đây chắc hẳn cũng phải lăn lộn, xông pha trận mạc. Có lẽ cũng đã từng giết kẻ địch, người như thế, có gì là chưa từng tập qua, vậy mà không ngờ bị một cán bộ nhỏ như Diệp Phàm cho vài cước ngã lăn quay. Hơn nữa, sau khi hắn bị hai cái bạt tai, mặt hắn sưng vêu lên, máu mũi chảy ròng ròng, nói tóm lại là tình trạng rất thảm. Trần Tiến Bình trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, không thể tin được và không cam tâm. Hắn ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không biết là đang suy nghĩ gì. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong đầu Diệp Phàm chợt lóe lên ý nghĩ, cần phải biết, Diệp Phàm luôn luôn tin tưởng vào thân thủ của mình. Lúc còn trẻ, gã còn có thể bất phân thắng bại với một thiếu tá của đội quân báo săn Thủy Châu. Lúc ấy, thấy vị thiếu tá của đội báo săn nói là có tam đẳng quốc thuật. Về sau, trong quân đội cũng nhiều lần tổ chức hội thi võ thuật, Trần Tiến Bình đã 3 lần đoạt chức quán quân. Nào ngờ, với trưởng ban Diệp Phàm thì gã chẳng thấm vào đâu, nhìn dáng điệu kia chắc hẳn thằng nhãi ấy còn chưa ra hết sức, như đang muốn đùa giỡn với gã vậy. Việc này, Trần Tiến Bình khó lòng mà chấp nhận được. Đừng tưởng rằng nắm đấm sĩ quan là to, trước đây tôi cũng làm công việc chấp pháp. Đã từng nghe qua về vụ án thảm sát 88 chưa, vụ án đó là do chính tôi phá đấy. Diệp Phàm lạnh lùng nói, phủi phủi quần áo, ngồi gác hai chân lên bàn. Cậu, là cao thủ. Trần Tiến Bình thốt ra câu nói một cách khó khăn. Hồi nhỏ có tập mấy năm. Diệp Phàm thản nhiên nói. Hắn xoay người nói. Trương Bình Minh, nhắc đến người này hẳn ông chẳng lạ gì. Dĩ nhiên là biết, hắn ta đã thành quỷ. Trần Tiến Bình chưa kịp đề phòng gì thì Diệp Phàm đã chuyển ngay đến đề tài này, vì vậy hắn ta buột miệng nói ra. Nói được nửa câu, chợt giật mình bừng tỉnh, mắt hắn càng trợn tròn to hơn. Hơn nữa, vẻ mặt đầy kinh hãi, miệng lẩm bẩm. Cậu làm thế nào mà lại biết hắn ta? Lâm Hoa, anh ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi Trần Tướng Quân. Diệp Phàm xua xua tay, Trương Lâm Hoa ngần ngừ trong chốc lát rồi nói. Phó trưởng ban Diệp, anh không sao chứ? Cảm ơn, tôi không sao, yên tâm, ông ta không đánh nổi tôi đâu. Diệp Phàm khưa tay, cười với Trương Lâm Hoa một cách đầy tự tin, Trương Lâm Hoa gật gật đầu, đi ra ngoài. Diệp Phàm biết, nếu như thực sự Trần Tiến Bình có oan ức gì, con người kia sẽ cố ý làm loạn, đối với kẻ muốn cố ý làm loạn, dù có sắp xếp, bố trí y thế nào thì y cũng sẽ có ý kiến. Cho nên, nếu nhìn từ phương diện sắp xếp tổ chức thì không thể giải quyết vấn đề này. Muốn thu phục được y thì phải trị đúng bệnh, giống như đối với kẻ đã đạt đến cấp tướng như y. Có việc gì mà không làm được. Y mạnh, thì mình càng phải thể hiện rằng mình mạnh hơn, đầu tiên phải đánh vào sự kiêu ngạo,
lòng tự trọng của y. Sau đó mới thu phục y. Vừa rồi ông có nói, Trương Thiên Minh đã hóa thành quỷ, vậy là ông đã nhớ ra hắn rồi phải không? Diệp Phàm nói một cách thản nhiên, thực ra là muốn ép ông ta. Diệp Phàm cũng có chút hiếu kỳ về mối ân oán giữa Trần Tiến Bình và Trương Thiên Minh. Hơn nữa, Diệp Phàm mơ hồ cảm nhận được ở đây có chút gì đó liên quan đến vụ trọng án Việt Đông. Tên chó chết Trương Bình Minh, hắn ta đường đường là phó tư lệnh quân khu Việt Châu. Thực ra, vô cùng âm mưu thủ đoạn, vì chức vụ, việc gì hắn cũng dám làm. Trần Tiểu Bình bặm môi chửi. Chửi xong, liền liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thở dài một cái, lại ngồi vào bàn, phủi phủi quần áo, nói. Chuyện này cậu không nên biết thì tốt hơn, biết rồi, không tốt cho cậu chút nào đâu. Hơn nữa, biết cũng chẳng có ích gì. Bên đó, quá mạnh, vốn dĩ tôi và cậu đều không có khả năng chống chọi. Hãy tin lời tôi. Diệp Phàm không có chút hành động nào, cũng không bày tỏ chút thái độ nào. Thôi được, tôi biết là làm khó cậu, tôi không nói nữa. Về việc bố trí, các cậu xử lý đi. Suốt cuộc đời này, Trần Tiến Bình tôi chả có gì mà phải diễn kịch cả. Lại nói tiếp, trước đây Trần Tiến Bình tôi có chút làm khó các anh. Có điều là do có người ép tôi, không làm không được. Có thể cậu không biết, vị trí ao ước mà tôi vừa nhắc tới, luôn có người dòm ngó, kết quả như thế nào, không bao lâu sau vị trí đó sẽ sớm bay mất thôi. Bởi vậy, hai năm rồi, việc bố trí của tôi và một số người bạn luôn bị một số người thao túng, phá đám nên không có cách nào giải quyết được. Hơn nữa, sau đó, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy có sắp xếp cho chúng tôi chức vụ gì, ha ha, thì đó đều là những chỗ rác rưởi. Tôi biết, đây không phải là lỗi của ban tổ chức tỉnh ủy các cậu, mà là luôn có người không chịu buông tha cho Trần Tiến Bình tôi, hắn ta muốn ép tôi đến chỗ chết, muốn tôi cả đời không ngoi lên được. Trong chốc lát Trần Tiến Bình có vẻ nhụt chí, có lẽ là được Diệp Phàm thức tỉnh. Cho nên, ông liền phá bính, ngày ngày làm ầm ĩ để ngấm ngầm so cao thấp với cao nhân kia. Diệp Phàm hừ nói, liếc mắt Trần Tiến Bình, hỏi. Rốt cuộc đó là ai? Có phải là Trương Bình Minh không? Ha ha! Trập Tiến Bình cười hai tiếng, vừa giống như thừa nhận lại vừa như không thừa nhận. Diệp Phàm biết, chắc đến tám phần là Trương Thiên Minh. Nhưng, Diệp Phàm vẫn hỏi. Việc này tôi có chút không hiểu, Trương Thiên Minh chỉ là phó tư lệnh quân khu Việt Châu. Hơn nữa, tôi đã tìm hiểu qua, vị trí cũng không phải là cao lắm. Đương nhiên, tôi thừa nhận, hắn ta cũng có chút quyền lực trong quân đội Việt Đông. Nhưng, hắn ta làm gì có khả năng thao túng bộ máy chính quyền tỉnh ủy chúng ta? Cần biết, người có khả năng thao túng ban tổ chức tỉnh ủy, ít nhất cũng phải có chút máu mặt ở tỉnh ủy Việt Đông. Ví dụ như Quản Nhất Minh, loại người có quyền uy như vậy, nếu như muốn thao túng, không muốn việc bố trí chức vụ của cậu được giải quyết, thì có thể được. Nhưng, cả cái tỉnh Việt Đông này, được mấy người có vị trí cao như Quản Nhất Minh? Diệp Phàm nhìn Trần Tiến Bình một cách bình thản. Cậu thực sự muốn biết à? Mặt Trần Tiến Bình thoáng chút nghi ngờ, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên. Diệp Phàm gật gật đầu, đáp một tiếng cộc lốc, nốc một chén rượu. Không biết vẫn tốt hơn, không phải Trần Tiến Bình tôi không coi trọng cậu. Uy quyền của cậu và người đó tương đương nhau, thôi không nói nữa. Trần Tiến Bình lắc lắc đầu, nhưng, qua thông qua đôi mắt siêu việt và thuật xem tướng của mình, Diệp Phàm cảm nhận được. Không phải là Trần Tiến Bình có tỏ vẻ huyền bí, hắn ta nói thật. Hừ, cứ lải nhải lâu như vậy, ông chỉ có mấy câu đó thôi sao? Diệp Phàm hừ nói, lộ rõ vẻ mất hứng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói một cách khinh thường. Tôi thấy lúc bình thường gan ông to lắm mà, ngày ngày xuất hiện ở cửa tỉnh ủy. Ít nhất, các cửa ở ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi đã trở thành phòng khách của ông rồi phải không? Thế nào, giờ thì trở thành kẻ nhút nhát như vậy à? Đương nhiên, chữ chuỗi cửa Diệp Phàm để trong ngoặc kép. Ai dám nói tôi là kẻ nhút nhát, nếu không có người khuyên can tôi, thêm vào đó mẹ tôi ốm đau bệnh tật triền miên, không thể không có tôi chăm sóc. Bằng không, tôi đã sớm đến Bắc Kinh làm loạn một trận rồi. Trần Tiến Bình bị Diệp Phàm đâm trúng chỗ đâu, tay đập mạnh xuống bàn. Đột nhiên cầm bình hồng tửu lên, nốc một hơi, rốc cạn. Mặt lão ta vốn dĩ bị hai cái tát của Diệp Phàm làm cho sưng phù có chút màu xanh tím. Trong chốc lát đã thêm một chút tím, thậm chí đã thành màu lục. Ông không phải kẻ nhút nhát, nói đi. Diệp Phàm hừ nói, tỏ
tỏ vẻ kiên quyết, muốn tìm ra kẻ đứng sau thao túng tất cả chuyện này. Triệu Sương Sơn. Sau khi Trần Tiến Bình thốt ra ba chữ này, Diệp Phàm cảm thấy đầu hơi ong ong, có chút choáng váng. Không ngờ kẻ gây cản trở lại là Triệu Sương Sơn, người hắn thấy hơi gai lạnh. Thầm nghĩ, chả trách mà việc của Trần Tiến Bình và mấy người kia không giải quyết được, việc này nhức đầu đây, ai lại ăn no rừng mỡ mà đi gây sự với hắn. Trần Tiến Bình muốn được ngồi ở trụ sở lớn của Tiêm ủy, đó là điều tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, Diệp Phàm xoay người nói. Sao lại là ông ta? Hắn ta mới đến Việt Đông này chưa tới 2 năm, mà việc của ông kéo dài hơn 2 năm rồi. Ông ta đến sau, làm sao có thể khống chế Việt Đông được? Ha ha, ông ta chưa đến, không có nghĩa là không có quyền lực ở đây. Hơn nữa, khi mà chúng ta vừa mới thay đổi chức vụ thì Trương Thiên Minh không phải vẫn phá rồi đấy sao? Việc sắp xếp chức vụ cũng không thể ngày một ngày hai là giải quyết xong. Ban tổ chức tỉnh ủy dựa vào trình tự thủ tục thông thường để giải quyết thì cũng phải mất đến 7, 8 tháng phải không? Chẳng bao lâu sau, Triệu Sương Sơn đến. Hình như không khác biệt về thời điểm là mấy phải không? Không ngờ Trần Tiến Bình cười một cách bình thản, có điều, Diệp Phàm nhìn rõ, nụ cười đó có chút chua xót. Dù sao, Triệu Sương Sơn không chỉ đại diện cho một mình hắn mà còn đại diện cho cả Triệu gia ở thủ đô, hơn nữa, Triệu gia còn có một phe phái, làm gì có chỗ cho Trần Tiến Bình ra oai, có khả năng là do vị sư đoàn trưởng trước đây gây ra. Trước mặt mọi người Trần Tiến Bình đường đường sư đoàn trưởng sư đoàn số 7. Nhưng nếu đem so sánh với các đại gia trong giới quân đội thì Triệu Sương Sơn chỉ như một con ngé con thôi. Chả trách, cuối cùng Trần Tiến Bình phải lột bỏ quân phục, từ một thiếu tướng bị giáng chức và bị ném tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Có phải sợ rồi không? Trần Tiến Bình liếc mắt nhìn Diệp Phàm đầy đắc ý, lúc này, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ khinh bỉ. Vừa rồi ăn liền mấy cước của Diệp Phàm, ngã lăn quay xuống đấy, trong lòng Trần Tiến Bình có phần khó chịu. Đương nhiên lúc này muốn lấy lại chút thể diện. Sợ, ha ha, có chút ít. Diệp Phàm thản nhiên trả lời, liếc mắt nhìn Trần Tiến Bình, cười nói. Có điều, tôi không hiểu tại sao lão Triệu lại muốn giúp Trương Thiên Minh. Lẽ nào Trương Thiên Minh cũng cùng một ruột với gia tộc quân đội Triệu gia? Nghe nói cậu cũng đến từ nhà Triệu gia, hay là không cần phải hỏi vấn đề nhàm chán, vô vị này nữa. Hỏi cậu cũng không giải quyết được gì. Có ý nghĩa gì không? Trần Tiến Bình tiếp tục nhìn Diệp Phàm một cách khinh bỉ. Ha ha, tôi thấy ông thật vô vị. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu. Lẽ nào cậu không phải cùng một phe với nhà Triệu gia? Rõ ràng là Trần Tiến Bình bất chấp tất cả, dở võ mồm cãi lấy cãi để. Chương 1352, buôn lậu súng ống. Phải cũng đúng, không phải cũng đúng. Trong giới quân đội ở Việt Châu, Triệu gia tuyệt đối không có chút quyền hành gì mà nhúng tay vào. Bởi vậy, Trương Bình Minh chính là người duy nhất được Triệu Bảo Cương bồi dưỡng, chắc cũng chẳng khác là mấy so với thân phận của cậu. Triệu Bảo Cương từng là phó chủ tịch quân ủy, không cần phải nói đến việc học trò cũ có mặt trong quân đội ở khắp nơi, mà chỉ tính mới giới quân đội ở đây thôi, cũng đã có mấy học trò của ông ta rồi. Trần Tiến Bình bình luận tình hình thực tế. Đơn giản vậy sao? Diệp Phàm có vẻ không tin lắm. Đương nhiên là đơn giản vậy thôi, có điều, việc mà Trương Thiên Minh làm, hình như Triệu gia ở thủ đô cũng không biết. Nhưng, không chừng là họ biết. Trần Tiến Bình vẻ mặt sưng lại, nói, lại liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Tuy nhiên, Triệu gia chỉ cần Trương Bình Minh ủng hộ việc thi hành các biện pháp hành chính của Trương Thiên Minh trong quân đội ở đây thôi, còn những việc khác Triệu gia cũng sẽ không hỏi đến. Nói cũng phải, Trương Thiên Minh muốn làm gì, đó là chuyện của hắn ta. Diệp Phàm gật gật đầu. Có phải ông muốn thông qua tôi để thăm dò Triệu gia một cách triệt để phải không? Hay là ông muốn tôi bóc trần việc mà Trương Thiên Minh đã làm, thăm dò thái độ của Triệu gia một chút? Không, không, có tác dụng không? Không phải là tôi đã nói rồi, việc mà Trương Thiên Minh làm là việc của hắn, Triệu gia sẽ không tham gia vào. Mặc dù là Trương Thiên Minh có làm một số chuyện vượt quá giới hạn, thậm chí Triệu gia có biết cũng vờ như không biết. Dù sao, so với việc mất đi Trương Thiên Minh thì thà giả bộ hồ đồ còn hơn. Trần Tiến Bình nhìn rất xa. Ha ha, Triệu gia có thể không quản việc này, nhưng tôi vẫn có thể hỏi qua một chút. Đột nhiên Diệp Phàm cười một cách bí hiểm. Cậu! Trần Tiến Bình lắc lắc đầu, vẻ mặt hụt hẫng. Tôi giới thiệu cho ông một người bạn, chắc chắn anh ta có thể giúp ông.
dĩ nhiên, tin lời tôi đi. Diệp Phàm thản nhiên nói. Bạn nào, nếu như không có quyền hành, thì chi bằng không gặp còn hơn, lại thêm phiền não. Và lại, có những chuyện tôi cũng không muốn ai ai cũng biết. Một số đồng chí sẽ tức nước vỡ bờ. Tôi còn có gia đình, còn một người mẹ già nằm liệt giường. Trần Tiến Bình lắc lắc đầu, chợt, ánh mắt hắn lóe lên một tia ác độc, hừ nói. Dĩ nhiên nếu có đủ quyền hành, tôi sẽ nghe theo. Dù thịt nát xương tan, thì kiếp sau vẫn có thể sống tiếp. Được, có đủ quyền lực hay không chúng ta chuyển chỗ khác rồi nói tiếp. Diệp Phàm nói, quay người đi ra. Sau khi ra ngoài cửa, Diệp Phàm mới biết Trương Lâm Hoa chưa đi, hắn đang đứng hút thuốc ở hành lang, vẻ mặt lo lắng. Lão Trương, ông về trước đi. Trong lòng Diệp Phàm có chút suy nghĩ, tên Trương Lâm Hoa này vẫn là kẻ không tồi. Là một kẻ hữu dụng, vỗ vai y nhẹ nhẹ. Các ông! Trương Lâm Hoa nhìn Trần Tiến Bình, cảm thấy hai người này có gì đó có vẻ kỳ lạ, vừa rồi còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, bây giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến cho một cán bộ lão thành khôn khéo như Trương Lâm Hoa bỗng chốc trở nên ngu ngơ, không hiểu gì. Chúng tôi không sao. Trần Tiến Bình nói, vẫn còn cười gượng, gật gật đầu như minh chứng cho lời nói. Về đi, sắp hết năm rồi. Lần trước tổ chức hội đua thuyền rồng, ông cũng đã mệt lắm rồi. Nhưng, việc tôi với tướng quân Trần Tiến Bình gặp nhau lần này. Nói đến đây, Diệp Phàm nhìn Trương Lâm Hoa, tin rằng y hiểu. Tôi hiểu rồi. Trương Lâm Hoa đã ngầm hiểu được ý của hắn, vừa nghe lập tức hiểu. Hiển nhiên là Diệp Phàm không muốn việc này lộ ra ngoài. Hai người lên xe, Diệp Phàm đưa Trần Tiến Bình tới một nhà dân cũ kỹ. Trần Tiến Bình quan sát kỹ căn phòng mới bước vào, xem ra, vẫn có chút không an tâm, tính cảnh giác tương đối cao, sợ bị Diệp Phàm chụp mũ. Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trần, vị này là thiếu tướng Trần Tiến Bình chủ nhiệm quân đoàn số 7. Diệp Phàm giới thiệu luôn. Chào Trần tướng quân. Trương Hùng nói rất tự nhiên, bắt tay với Trần Tiến Bình. Xoay sang nói. Phó trưởng Ban Diệp, mời ngồi. Trần tướng quân cũng ngồi đi. Ở phía bên kia thái độ của đặc phái viên của thủ tướng cũng tương tự. Trương Hùng rất khách khí với Diệp Phàm, gã không khách khí với mọi người như vậy. Cho nên, cả khẩu khí và cách nói chuyện cũng khác, đối với Diệp Phàm thì dùng chữ mời, còn đối với Trần Tiến Bình thì cộc lốc. Hơn nữa, xem ra có vẻ rất nể nang Diệp Phàm. Trương Hùng là do Trấn Đông Hải phái đến Việt Đông điều tra vụ án. Lần trước sau khi Vương Triều cùng Diệp Phàm lần theo tung tích kẻ đó, phát hiện ra thuốc độc tự sát hình như là do bên quân đội sản xuất. Bởi vậy, chuyện này có liên quan đến quân đội, chắc cũng có liên hệ gì đó. Sau khi Trấn Đông Hải nghe Diệp Phàm báo cáo xong, lập tức cử Trương Hùng xuống, bảo gã phối hợp với Diệp Phàm để làm sáng tỏ việc này. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng đang thành lập ban nòng cốt phá án ở Việt Đông. Trong số đó còn một người nữa là Phó Giám đốc Sở Giám sát Túc Nhất Tiêu. Tuy nhiên, trước mắt Diệp Phàm còn chưa gọi ông ta đến gặp Trương Hùng và Trần Hằng Phong. Đương nhiên, Trần Hằng Phong là do Thủ tướng phái tới, gã với Trương Hùng không cần nói ra cũng hiểu rõ lòng nhau. Bên ngoài thì các bên điều tra riêng rẽ, kỳ thực đã sớm cùng nhau hợp nhất để điều tra vụ án. Mặc dù nói là không cùng bộ phận, ban ngành, nhưng tất cả đều vì lợi ích to lớn của quốc gia. Kỳ thực, cả hai người đều là thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm. Nói trắng ra, Trần Hằng Phong chính là người mà Trấn Đông Hải cài cắm vào. Nói thế không có nghĩa là Trấn Đông Hải đang nghi ngờ Thủ tướng điều gì, mà thực ra Trần Hằng Phong được Trấn Đông Hải phái đến bên cạnh Thủ tướng để làm một số công việc bí mật. Điều này Thủ tướng cũng biết rõ, bởi vậy, bảo Trần Hằng Phong đi phá án, cũng biết rằng Trần Hằng Phong năng lực phi phàm. Bởi vì, hắn ta đến từ bộ phận đó. Trần tướng quân, có chuyện gì, ông có thể nói với chủ nhiệm Trương Hùng và chủ nhiệm Trần Hằng Phong. Diệp Phàm cũng không khách khí nữa, ngồi phịch xuống. Hắn biết là Trần Tiến Bình có điều muốn hỏi, bởi vậy, gã đang đợi. Trần Tiến Bình cũng ngồi xuống, cảm thấy hình như Diệp Phàm với người trung niên có khuôn mặt phổ thông kia có mối quan hệ khá thân thiết. Liền hỏi, không biết là chủ nhiệm Trương và chủ nhiệm Trần thì ban ngành nào cao hơn? Việc trọng đại như vậy, Trần Tiến Bình nhất định muốn điều tra rõ lai lịch, thân phận của Trương Hùng và Trần Hằng Phong, bằng không, tuyệt đối không thể nói gì. Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Trần, đưa cho ông ta xem giấy tờ. Dù sao, đây cũng là việc lớn, cho ai cũng phải cẩn trọng. Diệp Phàm nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Trương Hùng không hé răng nói gì, lôi giấy tờ chứng minh từ trong cặp ra đưa cho Trần Tiến Bình, nói. Không thể là giả được, ông tự xem đi, tin là có phó trưởng ban Diệp ở đây, thật giả thế nào ông tự mình xem đi. Trần Đình Hằng cũng thế, lôi giấy tờ chứng minh ra. Trần Tiến Bình có chút hồ nghi, cầm giấy chứng minh lật đi lật lại, lúc nhìn thấy chức vụ, tay Trần Tiến Bình hơi run run một chút. Hắn cẩn thận xem đi xem lại giấy chứng minh mấy lần nữa, rồi mới đặt xuống trước mặt Trương Hùng, lại cầm chứng minh của Dần Hằng Phong lên xem đi xem lại vài lần, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ. Không ngờ chủ nhiệm Trương là phó chủ nhiệm phòng kiểm tra tình hình quân sự, không ngờ chủ nhiệm Trần đến từ văn phòng của Thủ tướng, xem ra Trần Tiến Bình tôi tìm đúng người rồi, tôi tin các ông. Phó trưởng Ban Diệp, có muốn làm vài chén hồng tửu không? Trương Hùng cười hỏi. Làm chén đi. Bằng không, ngồi đây cũng vô vị. Diệp Phàm cười nói. Trương Hùng vẫy tay một cái, ngay sau đó, một cô gái đi đến, chắc là người phục vụ, đến rót rượu. Ngoài ra, còn có bốn đĩa thức ăn nhỏ. Trương Hùng, tôi vốn thích gặm chân gà toàn tụ đức, không ngờ bây giờ ông cũng bị nhiễm thói rồi. Diệp Phàm cười ha hả nói. Ôi, bệnh truyền nhiễm. Trương Hùng cười đau khổ, lắc lắc đầu, có chút than thở. Phó trưởng Ban Diệp, chuyện này. Trần Tiến Bình liếc mắt nhìn Diệp Phàm, dường như là đang hy vọng Diệp Phàm đừng lan man. Xem ra, tâm địa Trần Tiến Bình cũng không tồi, còn biết hỏi ý kiến Diệp Phàm. Cậu ta đang nghe đấy, không sao đâu, ông có việc gì thì cứ nói đi, không cần phải tránh gì cả. Miệng của Phó trưởng Ban Diệp được đúc từ gang thép đây. Trương Hùng và Trần Hằng Phong đều cười, nói. Trương Hùng, tôi không phải người sắt đâu. Diệp Phàm cười nói. Vậy thì tôi nói đây. Trần Tiến Bình thấy thái độ của Diệp Phàm như vậy, trước tiên hắn nốc hết một chén rượu, trầm ngâm một lúc, dường như đang sắp xếp lại mọi chi tiết trong đầu. Thật lâu sau mới nói. Việc này nói ra rất phức tạp, liên đới cũng tương đối rộng. Không thành vấn đề, ông cứ nói từ từ. Chúng tôi vừa ăn vừa nghe. Trương Hùng ra hiệu, cùng Diệp Phàm cùng một chén. Nhắc đến tên Trương Thiên Minh này. Trước tiên phải nói về con trai hắn Trương Xuân. Người này 25 tuổi, có công ty vận tải hàng hải Thiên Tinh. Trần Tiến Bình vừa nói đến đây, Diệp Phàm khoát khoát tay, đột nhiên nói. Dừng lại một chút, có phải là công ty vận tải hàng hải Thiên Tinh phải không? Phải, trụ sở chính của nó đặt ở Hồng Thổ Loan, Việt Châu. Trần Tiến Bình không ngờ Diệp Phàm lại hiểu công ty này đến như vậy. Vậy thì phải rồi. Công ty vận tải hàng hải Thiên Tinh hình như trực thuộc tập đoàn Dương Điền. Thực ra tập đoàn Dương Điền là một công ty. Diệp Phàm thản nhiên nói, trong lòng chấn động lớn, bụng nghĩ Thiên Tinh hải vận này chẳng lẽ có liên quan đến tập đoàn Dương Điền và thảm án 88 hay sao? Cái này thì tôi không rõ lắm, Trương Xuân làm cái Thiên Tinh hải vận này là lấy vận tải biển làm chính, công ty có hai con tàu chở được trên chục ngàn tấn và một tàu du lịch chở được mấy trăm người. Chắc không phải là công ty chứ? Trương Hùng thản nhiên hừ nói. Chủ nhiệm Trương nói đúng rồi, trên thực tế đó là công ty túi ra. Ba con tàu kia là hàng thật giá thật, song chỉ là treo đầu dê bán thịt chó thôi. Như thế nào, chẳng lẽ họ không vận chuyển hay sao? Diệp Phàm nổi hứng, hỏi. Vận chuyển chỉ là ngụy trang thôi, mấy tháng cũng chẳng chở được một lần. Rõ ràng là không kinh doanh, người ta thì mong khách còn chẳng được, đằng này họ còn đuổi cả khách đi. Nói là gần đây đặt lịch hết rồi, muốn chở hàng thì phải đợi đến năm sau, vừa nghe như vậy, khách hàng đều chạy mất dép, ai mà đợi được chứ, có đúng không? Trần Tiến Bình nói, cũng phải, công ty vận tải biển không phải chỉ có một mình nhà bọn họ. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn Trần Tiến Bình một cái, nói. Bọn họ không làm chuyện phạm pháp chứ? Phó trưởng Ban Diệp thật là nhanh nhạy. Trần Tiến Bình khen một câu, nói tiếp. Đúng vậy. Đúng là làm chuyện trái pháp luật, mà còn là buôn bán lớn hẳn hoi. Buôn lậu. Diệp Phàm và Trần Hằng Phong cùng không nói nên lời. Ừ, chính là buôn lậu, Trường Xuân lợi hại, kéo tấm da hổ của ba hắn, bình thường đều có thể qua được. Năng lượng của một vị phó tư lệnh của một đại quân khu thì những người dân bình thường khó lòng mà tưởng tượng được. Trần Tiến Bình nói. Chương 1353, con cá sau lưng quá lớn. Ừ. Cha của anh ta là phó tư lệnh, chắc hẳn là khối biên phòng ở Việt Đông chỉ nằm ở đáy mắt anh ta. Trương Xuân mang tấm áo da hổ cha mình ra thì ai còn dám điều tra. Hơn nữa,
chắc hẳn Trương Xuân này cũng là người tương đối giảo hoạt. Trấn Hằng Phong thản nhiên nói. Ha ha, đúng vậy. Nhưng, đến gần cuối, khi tiền của Trương Xuân kiếm được 20-30 triệu, tham vọng của thằng nhãi này bành trướng đến cực độ. Đến Macau đánh bạc, nghe nói đốt một khoản tiền lớn, còn chơi gái cao cấp nữa chứ, hơn 20 triệu đó. Nghe nói chỉ đốt trong vòng nửa năm là hết. Hơn nữa, còn thêm khoản nợ 20-30 triệu. Chắc hai vị cũng nghe nói rồi, đó đều là vay nặng lãi. Người có thể cho vay 20-30 triệu, đều là các lão đại xã hội đen. Nếu Trương Xuân không trả tiền, chắc chắn đến xác cũng không còn. Những người đó mặc kệ anh là tư lệnh hay không phải tư lệnh. Để nhanh chóng trả tiền, Trương Xuân bí quá hóa liều. Chẳng phải cha được phân công quản lý một khối trong quân đội sao? Trần Tiến Bình nói đến đây cố ý dừng lại một chút. Chẳng lẽ Trương Xuân trộm súng của bộ đội đem đi bán? Trấn Hằng Phong khóe miệng giật giật, trên mặt lộ tia sợ hãi. Những chuyện thế này, là những chuyện kinh thiên động địa. Khó trách ngay cả người kiến thức rộng rãi như công tử Trấn Hằng Phong con trai thủ tướng Trấn cũng bị dọa cho sợ hãi. Đúng vậy, anh ta đã làm chuyện này. Dù nói chuyện súng ống nước ta quản lý rất nghiêm ngặt, nhưng, mèo có đường mèo chó có lối chó. Súng ống thì cũng có báo phế đúng không nào? Trương Thiên Minh là phó tư lệnh, trong tay quản không biết bao nhiêu là súng ống. Không có vài triệu thì cũng phải có được mấy trăm ngàn chứ. Nhiều đạn như vậy, Trương Xuân có muốn lấy đi vài trăm cũng chẳng chút vấn đề gì. Cuối cùng, dùng lý do báo phế không sửa được. Dĩ nhiên, Trương Xuân chẳng thể một lần lấy đi mấy trăm cái, mà chỉ lấy giải rác thôi. Những cây súng kia chắc cũng sắp báo phế rồi, sau khi thành của riêng thông qua đường dây ngầm bán đi giá chắc hẳn không thấp. Lúc đầu, Trương Thiên Minh chắc chắn không biết chuyện này, sau đó, chắc hẳn là nhận ra. Nhưng, Trương Xuân đã bước lên thuyền trộm rồi thì không xuống được nữa. Hổ ác không ăn thịt con, Trương Thiên Minh cũng chỉ chùi đít cho con mình thôi. Việc này bị cấp dưới của tôi biết được báo lên cho tôi. Trưởng ban Diệp kể ra Trương Thiên Minh này, cũng nên điều tra một chút. Tôi nghĩ có giấu cũng chẳng giấu được. Nguyên phó tư lệnh quân khu Việt Châu Chu Thế Dã là cấp trên của tôi. Ông ấy rất chiếu cố tôi, nhưng, lại không hợp với Trương Thiên Minh. Trần Tiến Bình nói, chắc hẳn là sau khi anh được biết chuyện Trương Xuân trộm súng đã đem chuyện này báo cho Chu Thế Dã đúng không? Diệp Phàm thản nhiên nói, vâng, phó tư lệnh Chu rất tốt với tôi, đương nhiên tôi phải giúp đỡ ông ấy. Chỉ cần dùng chuyện này đâm chọc, Trương Thiên Minh kia còn ngồi vững được sao? Nhưng, không thể ngờ Trương Thiên Minh cảnh giác cao lắm. Lúc tôi báo lên phó tư lệnh Chu, cũng có người đem chuyện này nói với ông ấy rồi. Phó tư lệnh Chu sau khi nghe xong lập tức hành động, điều tra chuyện này. Hai, không ngờ tên chó tạp chủng Trần Tiền lại bán đứng phó tư lệnh Chu. Tên này là thuộc hạ thân tín của phó tư lệnh Chu. Hai, không ngờ đến lúc mấu chốt lại làm chuyện này. Sau đó tôi điều tra, mới biết Trần Tiền là bà con xa của Trương Thiên Minh. Chắc hẳn là cái đinh do Trương Thiên Minh cắm vào từ đầu. Kết quả đồng chí Chu Thế Dã không nắm được chứng cứ, lại thêm 5 quân nhân bị bắn chết, Trương Thiên Minh liền phản công lại. Phó tư lệnh Chu khó thoát khỏi trách nhiệm, lại không có chứng cứ, nên đành gác lại chuyện này. Kết quả bên ngoài nói là phó tư lệnh Chu chỉ huy diễn binh có sai lầm, làm chết 5 quân nhân. Phó tư lệnh Chu từ thiếu tướng hạ xuống đại tá chuyển sang làm công tác hậu cần. Trần Tiến Bình vẻ mặt phẫn nộ. Chu Thế Dã vừa ngã, chắc hẳn Trương Thiên Minh lập tức trừng trị anh đúng không? Diệp Phàm hừ nói. Vâng, bằng không, tôi đang lúc thanh niên trai tráng thế này sao lại xuất ngũ chuyển ngạn? Hơn nữa, từ thiếu tướng chuyển ngành xuống đại tá. Cái này, hợp với trình tự sao? Trần Tiến Bình hừ giọng nói, liếc nhìn ba người đám Diệp Phàm nói. Đây là chuyện trong thể chế, chỉ cần có người một tay che được trời thì chuyện gì chẳng làm được. Tướng quân. Đối với dân chúng bình thường thì oai phong như kim tinh nguyệt, nhưng đối với những kẻ mạnh có thực quyền trong quân giới, thì tướng quân cũng chỉ là một con trâu chấu đáng thương mà thôi. Chuyện này anh có chứng cứ không? Trương Hùng hỏi, đây mới là mấu chốt nhất. Tôi mà có chứng cứ thì sớm đấu với Trương Thiên Minh rồi. Còn có thể đợi đến nỗi bị ức hiếp như bây giờ sao? Hơn nữa, mấy cán bộ cùng làm với tôi lúc trước đều gặp xui xẻo. Toàn được sắp về những chỗ chẳng hay ho gì. Xui xẻo nhất chính là đồng chí Lý Tùng phát hiện được Trương Xuân buôn lậu súng, anh ta là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 7 của chúng tôi,
giờ anh ta là thê thảm nhất bị đưa lên tới tòa án quân sự. Tôi giành cưỡng bức NX quân nhân, đến giờ còn ở trong tù kìa, tôi quả có lỗi với anh ấy. Trần Tiến Bình nói, giọng có chút nghẹn ngào. Đem danh sách nhân viên cung cấp ra đi. Trương Hùng vẻ mặt nghiêm túc, có chút phẫn nộ. Sau khi lên lầu, Trần Tiến Bình nói. Trưởng Ban Diệp, mặc kệ cuối cùng ra sao, anh vẫn là ân nhân của Trần Tiến Bình tôi. Chuyện sắp xếp tôi và mấy thuộc hạ, anh cứ xử lý. Dù anh sắp xếp thế nào, tôi cũng phục tùng vô điều kiện. Trần Tiến Bình như đã giải quyết được khúc mắc trong lòng, có vẻ đã nhìn thấy hy vọng. Có thể chấp nhận được sắp xếp của đối thủ. Công tác của các đồng chí còn lại do anh là, yên tâm, tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng cho các anh. Muộn nhất cuối tháng 3 là xong, trong thời gian này anh kiên nhẫn chờ đợi đi. Đừng xung động, chắc hẳn Trương Thiên Minh đang chờ các anh quấy rối, lúc đó gã sẽ xuống tay. Cho nên, không thể để gã được như ý. Diệp Phàm dặn dò. Tôi hiểu rồi. Trần Tiến Bình thận trọng gật đầu, bước đi. Người nhìn thấy hy vọng, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tối, Túc Nhất Tiêu và Vương Triều đều bị Diệp Phàm gọi đi. Trong ngôi nhà dân cửu chuyển giác Vương Triều thì không sao, vì anh đã gặp Trương Hùng rồi. Còn đồng chí Lão Túc cũng thản nhiên, vì anh ta căn bản chẳng hiểu Diệp Phàm đưa anh ta tới làm gì. Phó Giám đốc Sở Túc, hai đồng chí này một người tên là Trương Hùng, một người là Trấn Hằng Phong. Là đặc phái viên từ Trung ương đặc biệt phái đến để điều tra vụ thảm án ở Việt Đông. Tôi cũng là một trong những tổ viên, hiện nay chính thức thông báo với anh có đồng ý vì Tổ quốc bí mật làm việc không? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Túc Nhất Tiêu. Đồng ý. Túc Nhất Tiêu không chút do dự, nếu Diệp Phàm nói như thế, chắc chắn không lừa mình. Vì Diệp Phàm chính là người quan trọng phá được thảm án 88. Chắc sau đó được Trung ương chú ý, yêu cầu Diệp Phàm tiếp tục điều tra tiếp. Cùng lăn lộn với hắn, tiền đồ chắc chắn xa rộng hơn nhiều. Ha ha, hoan nghênh đồng chí Túc Nhất Tiêu. Đây là số điện thoại của tôi, anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trương Hùng mỉm cười, bắt tay làm quen với Túc Nhất Tiêu, đưa cho anh ta một tấm danh thiếp. Dĩ nhiên, trên đó ghi anh là thương nhân. Ngoài ra, còn đưa cả thẻ công tác ra. Cảm ơn, tôi sẽ để ý tình hình, có chuyện gì tôi sẽ báo cáo ngay với anh. Túc Nhất Tiêu vẻ mặt đứng đắn, nói, cũng lật qua lật lại thẻ công tác. Lập tức, đồng tử hơi co giật, thằng nhãi này cố gắng ổn định tinh thần, không hiện vẻ kinh hãi lên mặt. Kỳ thực, đồng chí Diệp Phàm mới là chỉ huy cao nhất của tổ điều tra chúng ta. Cho nên, tổ điều tra bí mật chúng ta lấy anh ấy làm trung tâm. Đồng chí Túc Nhất Tiêu, anh hiểu ý tôi chứ? Hiểu. Túc Nhất Tiêu nghiêm mặt, thi hành nghi lễ công an. Tuy nói đồng chí Lão Túc chưa hề làm công an, nhưng hiện nay đang giữ chức giám sát sở tỉnh, cho nên cũng được huấn luyện qua, lễ kính dĩ nhiên cũng tương đối tiêu chuẩn. Hơn nữa, đồng chí Lão Túc rõ ràng có chút kích động. Tuy nói là bí mật điều tra, nhưng là cơ hội lớn để thể hiện. Mấy người cùng bàn bạc một lúc. Vương Triều, Sơn Trang Đông Pha điều tra thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi. Khó lắm, căn bản không vào được. Tôi hơi lo lắng, nếu trong đó thực sự có vấn đề, ắt giờ cũng đã chuyển trận địa. Dù chúng ta có vào được, chắc cũng chỉ công dã tràng. Vương Triều có chút lo lắng, lắc đầu. Vương Triều nói có lý. Đối thủ nếu có thể thiết kế được thảm án 88 kinh thiên như vậy, chỉ số thông minh tuyệt đối chẳng kém ai. Thủ đoạn này rất thâm độc, kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến từng chi tiết, như biết trước được từng hành động của chúng ta, tiên cơ luôn bị hắn đoạt trước một bước. Hơn nữa, người này có khả năng năng lượng không nhỏ, ngay cả độc dược bí mật của quân đội cũng kiếm được, không đơn giản chút nào. Trương Hùng hở dài nói, quản nhất minh là cửa ải cần hóa giải, nhưng... Thân phận của quản nhất minh là thế nào, chúng ta cũng không thể hành động với ông ta. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, nói. Liếc nhìn mọi người, đập bàn một cái nói. Điệu hổ ly sơn có được không? Kế hay. Trương Hùng nói, rồi nói thêm. Chuyện này để tôi xử lý, cứ đưa đồng chí lão quản ra nước ngoài hoặc đi trường đảng trung ương học vài tháng, không có ông ấy ở hiện trường chúng ta làm việc cũng tiện hơn một chút. Đồng chí Thúc Nhất Tiêu giỏng tai lên nghe. Dĩ nhiên thầm kinh hãi. Lòng nói, giọng điệu Trương Hùng khá lớn. Quản nhất minh đường đường là phó bí thư đảng ủy mà anh ta nói điều đi là điều đi. Đặc phái viên trung ương đúng là hoành tráng thực. Hiện nay chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Dương Điền Quản Phi còn đang chữa bệnh ở Mỹ, chắc hơn một năm nữa cũng chưa về.
Người cầm lái mới là tài dục, người này có lý lịch gì đó, chắc cũng có năng lượng. Nếu xuống tay với tập đoàn Dương Điền, phải thăm lý lịch của gã mới được. Túc Nhất Tiêu chen vào nhắc nhở. Liếc mắt nhìn mọi người, Túc Nhất Tiêu nói thêm. Tào Dục họ Tào, có liên quan gì với Tào gia trong quân giới ở thủ đô không? Nếu quả thực là như vậy thì nắm tập đoàn Dương Điền quả có chút khó khăn. Ở địa phương có quản nhất minh chống, bên trên có Tào gia giúp đỡ, chắc chắn khó mà động được vào họ. Ừ, đồng chí Túc Nhất Tiêu nói đúng. Lai lịch của Tào Dục, chủ nhiệm Trương điều tra rõ chưa vậy? Diệp Phàm hỏi. Vừa mới điều tra rõ, sau lưng người này đúng lập rất cứng cựa. Trương Hùng sắc mặt khó coi. Ai? Diệp Phàm hỏi. Phó Thủ tướng Diệp Toàn Sâm. Trương Hùng vừa nói câu này, cả sảnh lập tức trầm xuống, danh tiếng của Diệp Toàn Sâm rất vang dội, dù sao thì Phó Thủ tướng cũng có phân lượng tương đối lớn. Quan hệ giữa họ thế nào? Diệp Phàm hừ nói. Tào Dục là cháu đằng ngoại của Phó Thủ tướng Diệp, mẹ Tào Dục là Diệp Nguyệt Hoa, gọi Phó Thủ tướng Diệp là anh. Hơn nữa, là anh ruột, cũng là họ hàng, không phải bà con xa. Trương Hùng vẻ mặt ngưng trọng, nói. Chuyện này chắc hẳn Phó Thủ tướng Diệp không dính vào đâu, nếu dính vào thì chuyện này quả là rất phức tạp. Vương Triều cũng nhíu mày, dù sao, tên tuổi Diệp Toàn Sâm cũng quá vang dội. Chương 1354, khuyết vị trí chủ tịch tỉnh. Bất luận sự việc thế nào, chúng ta phải chú ý động tĩnh của Tào Dục, Diệp gia chắc chắn sẽ bất mãn. Diệp Phàm nói tới đây, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén nhìn mọi người một lượt, hừ giọng. Đương nhiên, chúng ta cần phải thu thập đầy đủ chứng cứ mới khiến Diệp Toàn Sâm không thể nói gì. Cho nên, sớm động tới Tào Dục là vấn đề lớn. Mỗi động tĩnh của Tào Dục đều sẽ ảnh hưởng tới những kẻ khác. Cá lớn chạy rồi, bắt vài con tôm nhỏ còn có ý nghĩa gì? Trước tiên cần bí mật giám sát Tào Dục. Trương Hùng nói. Đồng chí Nhất Tiêu âm thầm điều tra tập đoàn Dương Điền từ bên ngoài, nhưng cần chú ý an toàn. Anh Túc à, tiến cử anh tới, không biết là đúng hay là sai. Hai. Diệp Phàm sau một hồi giải thích thì thở dài. Việc này có ảnh hưởng rất rộng lớn, nếu Túc Nhất Tiêu vì việc này mà bị tổn thương, thậm chí mất mạng, trong lòng Diệp Phàm sẽ bất an. Tuy nhiên, điều tra cũng là con dao hai lưỡi. Nếu may mắn thành công sẽ tô đậm thêm bản thành tích của Phó Giám đốc Sở Giám sát tỉnh Túc Nhất Tiêu, cũng chính là cơ hội để bạt hiếm có trên con đường chính trị của anh ta. Được, tôi sẽ cẩn thận. Trưởng Ban Diệp, cảm ơn cậu đề bạt, dẫn dắt tôi vào. Sống ở đời, cốt yếu là có thể làm được việc gì đó, có phải không? Thậm chí vì chuyện này có mất mạng cũng đáng. Uống thôi. Túc Nhất Tiêu cương quyết gật đầu. Túc Nhất Tiêu nghĩ lại việc rũ sạch mấy chuyện trăng hoa xảy ra ở huyện Ma Xuyên, tỉnh Nam Phúc, cho nên, cũng quyết định thử cố gắng thêm một phen. Uống nào! Năm người cùng cạn ly rượu, rồi tan cuộc. Tết cổ truyền đến rồi. Diệp Phàm cũng cởi bỏ những tâm sự trong lòng, quyết định về nhà đón mừng năm mới. Vừa hay, Túc Nhất Tiêu cũng về quê ăn Tết. Hai người lái hai chiếc xe về quê. Sau khi tới Thủy Châu, tỉnh Nam Phúc hai người mới rẽ về hai hướng. Vừa về tới Sở Thiên Các Diệp Phủ, phát hiện thầy Trương Đạo Lâm đã tới rồi. Nhưng, thấy vẻ mặt nặng nề của Trương Đại Sư, Diệp Phàm giật thót, thầm nói có phải là con gái Đại Sư có chuyện gì rồi? Đại Sư, có phải xảy ra chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi. Sáng nay, chân của Tiểu Cầm đột nhiên bị co rút. Tôi nghĩ là chuyện bình thường, không ngờ lại co rút rất dữ dội, ngay cả gân chân cũng bị gập lại, đưa tới bệnh viện cũng chẳng cách nào giải quyết được. Trương Đạo Lâm lo lắng nói. Xem tình hình trước sau đã hãy nói. Diệp Phàm gọi Trương Đại Sư lên xe, lái thẳng tới bệnh viện. Sau khi kiểm tra, lông mày hắn nhíu lại. Đại Sư, nếu tôi đoán không nhầm, chắc chắn là do tác động của Kim Tử Hoàn gia tộc Kim Hàn Quốc này đã phát tác kịch liệt. Xem ra, chuyến này phải đi Hàn Quốc ngay mới được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Vậy, anh xem. Trương Đạo Lâm ngại ngùng nói. Tối nay ăn xong bữa cơm tất niên, đợi làm xong thủ tục, nếu có chuyến bay đi Hàn Quốc chúng ta sẽ đi ngay. Diệp Phàm nói. Được, anh nói sao thì tôi làm theo vậy. Trương Đạo Lâm gật đầu. Mùng 1, Diệp Phàm đi chúc Tết ba người, Tề Chấn Đào, Thiết Thác và Đoàn Hải Thiên. Tề Chấn Đào vẫn là một trang anh hùng, xem ra, quân nhân chuyển ngành thì vẫn không giống người thường. Diệp Phàm vừa nhìn thấy, cười ha ha nói. Chú Tề.
chú vẫn có dáng vẻ của tướng quân lắm. Nói kháy tôi phải không? Tề Chấn Đào hừ giọng liếc Diệp Phàm. Không dám, chú đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, nói kháy chủ chẳng phải không muốn giữ cái mũ của mình à? Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Tôi không quản được cậu, Triệu Sương Sơn thì còn được. Tề Chấn Đào không vui, hừ một tiếng. Ha, ha. Diệp Phàm không đáp chỉ cười khan. Anh, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, ở đây chán quá. Bây giờ đã qua năm mới rồi, đường phố chắc chắn sẽ rất thú vị. Tề Thiên ở bên xen vào nói. Tiểu tử con yên lặng chút nào, tiểu Diệp tới là có việc, hiểu không? Đâu giống mày, đã 26, 27 tuổi đầu, không lấy vợ, ngay cả bạn gái cũng không có. Có phải tới lúc lão già này nằm vào quan tài mày mới hiểu chuyện? Cả ngày lông bông, đừng cho rằng tao không biết, kiếm được chút tiền thì đều đem cho gái bằng sạch, sao không đốt chết mày luôn đi? Tề Chấn Đào vừa nghe giọng Tề Thiên thì tức giận. Hơn nữa, trước mặt Diệp Phàm, bị mất mặt như vậy, Tề Thiên vô cùng xấu hổ. Có tiền thì có gì sai, còn đâu có ăn cắp, ăn cướp của ai? Tiền kiếm bằng mồ hôi công sức của mình, có chứng thực rõ ràng của nhà nước. Còn tiêu thế nào, thì đâu có vấn đề gì. Không tiêu vì gái còn tiêu vì cái gì. Hơn nữa, hừ, bố chẳng quản nổi việc của mình lại chút giận lên con. Tề Thiên ỷ vào có Diệp Phàm đỡ đằng trước, biết bố già không dám làm gì mình nên mạnh miệng nói. Mày! Tề Chấn Đào bị chọc giận tới mức giơ tay lên rồi dừng lại giữa không trung. Thôi, hai bố con ông cứ như thế bảo sao chẳng cãi nhau. Không dễ gì hôm nay tiểu Diệp tới chơi, đừng dọa cho khách chạy chứ. Phong Nhã Mai lộ vẻ không vui, nhìn Tiểu Phàm, nói. Đừng để ý tới họ, hai bố con đều nóng tính. Cháu ngồi chơi, đợi chút, cô đi làm chút gì cho cháu ăn. Chú Tề, vừa rồi Tề Thiên nói cái gì mà không qua nổi. Có phải bên Nam Phúc có động tĩnh gì không? Diệp Phàm không dễ bị lừa, nắm ngay lấy đầu mối này mà hỏi. Thằng nhóc này nói linh tinh cháu cũng tin. Tề Chấn Đào mặt biến sắc. Ai nói bừa chứ? Quách Phác Dương không phải sắp đi sao? Nghe nói có khả năng Phí Mãn Thiên lên thay, không thì chống mất vị trí chủ tịch tỉnh à, bây giờ bố cũng là phó bí thư tỉnh ủy, hoàn toàn có năng lực cạnh tranh. Nhưng, bạn bè cấp trên của Tôn Hoài Vân cũng có chút thực lực. Lần này kế hoạch của bố nghe chừng không ăn thua. Diệp Phàm hiểu dụng ý của Tề Thiên, đơn giản là muốn nói cho mình nghe, bởi vì Diệp Phàm rất hiểu Tề Thiên. Tên nhóc này cũng rất tai quái. Chú Tề, có phải là thật không? Diệp Phàm hỏi. Ừ, việc này là thật, còn do chính miệng anh tôi nói. Anh ấy chịu trách nhiệm ở Bộ Tài chính, tin tức nhanh nhạy hơn chúng ta nhiều. Nghe nói qua đầu năm sẽ có đợt điều chỉnh lớn, kế hoạch của Phí gia là sớm lên thay thế vị trí của Quách Phác Dương. Ai có thể tranh được với anh ta? Chú Tề của cậu có thể giành được vị trí chủ tịch tỉnh. Nhưng Phó Bí thư Công tác Thường vụ Đảng Tôn Hoài Vân đang có lợi thế hơn tôi. Điều này không phải quan trọng, chủ yếu là nghe nói Tôn Hoài Vân được Phượng Bảo Sơn ủng hộ. Phượng Bảo Sơn trước khi về hưu, ắt hẳn sẽ tiến cử người thân tín của mình lên. Mà Phượng gia lại chẳng có ai có đủ tư cách ngồi vào vị trí đó. Phong Nhã Mai thở dài, dáng vẻ tiếc nuối, dù sao, ai mà chẳng muốn làm phu nhân chủ tịch tỉnh tôn quý. Tề Chấn Đào cũng 50 rồi, nếu vẫn không nghĩ được cách nào, con đường sau này sẽ khó khăn hơn nhiều. Không phải vẫn còn nhà họ Phượng khác ở Bắc Kinh sao? Diệp Phàm nhìn Tề Chấn Đào, hỏi. Tập đoàn Phượng Bảo Sơn thực lực mạnh, nhưng tập đoàn của Phương Thiên Diêu cũng mạnh không kém, chắc có thể đọ sức một phen. Hai. Tề Chấn Đào thở dài, vẻ mặt ảm đạm, ngồi đó rất lâu không nói. Có phải lần này Phượng gia còn tiến cử ai khác không ạ? Diệp Phàm hồi lâu sau mới hỏi tiếp. Ừ, là con trai cả của Phượng Lão. Phượng Triều Phong năm nay đã 53, 54 tuổi rồi, là thư ký đương nhiệm tỉnh ủy tỉnh An Đông. Năm nay có lẽ sẽ có điều chuyển, có khả năng vào danh sách ủy viên Bộ Chính trị Trung ương. Tuổi của anh ta cũng sắp xỉ rồi. Còn tôi năm sau mới 50, hơn nữa, tôi có thể so sánh với anh ta sao? Tất nhiên, theo quy định, phải có ủy viên chính thức Bộ Chính trị về hưu. Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng được sắp xếp thay thế theo thứ tự tên. Nhưng có những việc cho dù làm theo quy định cũng phải cẩn thận, tránh sau này lỡ có xảy ra chuyện gì, phải không? Hơn nữa, Phượng Triều Phong muốn vào danh sách ủy viên Bộ Chính trị, đầu tiên cần điều tra chức vị của anh ta trước.
chức vị và học hàm không tương đương, sẽ khiến người khác cười chê. Sự ảnh hưởng tình trạng kinh tế của tỉnh An Đông đối với cả nước đã giảm một chút, cho nên, những người đứng đầu Phượng gia quyết đem toàn lực của cả tập đoàn tập trung tiến cử Phượng Triều Phong, đương nhiên không sợ danh hiệu ủy viên Bộ Chính trị rơi vào tay kẻ khác, vị trí này chắc chắn thuộc về anh ta rồi, chủ yếu là muốn tìm cho anh ta vị trí cao hơn. Giống như vị trí phí bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, vốn rất tốt. Nhưng, phí gia quá soi xét, nếu hợp tác cùng phí gia, Phượng gia có chút bất lợi. Nếu sau này phí Nhất Hoàn vào một trong những vị trí ủy viên thường vụ cửu thường, vậy chẳng phải sẽ thành một đối thủ mạnh của Phượng gia. Cho nên, tại địa bàn Nam Phúc này Phượng lão có xá gì, chắc hẳn là tiến tới những tỉnh lớn khác có ảnh hưởng trên cả nước. Ví dụ như mấy vị trí bí thư thành phố trực thuộc. Nguyên nhân cụ thể không thấy Phượng lão nhắc tới, nhưng, ông ấy hy vọng huynh đệ Tề gia chúng ta có thể giúp một tay. Kể ra vị trí này của tôi vẫn do Phượng lão sắp xếp cho. Lúc trong phái cần giúp đỡ, Tề Chấn Đào tôi có thể từ chối sao? Tề Chấn Đào nói, Bộ Chính trị Trung ương là bộ phận tổ chức của cơ cấu lãnh đạo Trung ương và tổ chức Trung ương. Ngũ Đại Đảng được thành lập vào tháng 4 năm 1927. Ngũ Đại Đảng có điều lệ quy định, Hội đồng Ủy viên Trung ương, lựa chọn một Ủy viên Trung ương chính thức làm Tổng Bí thư chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công việc chính trị trên cả nước. Đồng thời lựa chọn số ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Trung ương làm ủy viên chấp hành Trung ương chính thức. Khi ủy viên dự khuyết Cục Chính trị tham gia hội nghị của Bộ Chính trị chỉ có quyền phát ngôn chứ không được biểu quyết. Lúc ủy viên chính thức của Bộ Chính trị tạm rời cương vị công tác thì ủy viên dự khuyết sẽ lần lượt bổ sung theo thứ tự. Bộ Chính trị Trung ương tuyên chuyển cán bộ trong tổ chức, ủy viên thường vụ sẽ giải quyết những sự vụ thường ngày của Đảng. Bộ Chính trị Trung ương Đảng sẽ do hội nghị toàn thể hội đồng ủy viên Trung ương lựa chọn ra. Phượng Triều Phong vào danh sách ủy viên chính trị là việc đã định, không thể ngờ lại điều tra chức vị. Tề Chấn Đào vừa hay gặp phải ngưỡng này của Phượng gia. Trong tình hình không có sự hỗ trợ của Phượng gia, lấy gì để mà tranh thủ vào chức vị đứng đầu tỉnh, TCA nước liệu có mấy vị trí chủ tịch tỉnh đây. Mặc dù Tề Chấn Đào biết quan hệ giữa Diệp Phàm và Kiều gia, nhưng, đây là vị trí chủ tịch của cả một tỉnh. Nếu chỉ là chức vị cấp sở, có lẽ Kiều gia còn giúp được chút ít nếu đến cầu cạnh. Vị trí chủ tịch tỉnh, không phải dựa vào vây cánh của mình thì người ta cũng chẳng thể giúp, với lại, Tề Chấn Đào cũng không thể đi nhờ Kiều gia. Kiều gia và Phượng gia vốn không cùng chung một chính kiến. Chú Tề, thật sự không còn cách nào sao? Diệp Phàm hỏi. Cậu nói xem còn có cách nào nữa? Đợi cơ hội sau thôi. Tề Chấn Đào chán ngán lắc đầu. Tôn Hoài Vân được điều lên trên, trong phương diện quản lý nội bộ đảng liệu có thể điều chuyển một người lên không? Công việc quản lý tổ chức đảng luôn mạnh hơn các vị trí khác. Diệp Phàm hỏi, về vấn đề này, tổ chức đảng ở mỗi tỉnh đều xếp ở vị trí thứ ba, quản lý công tác tổ chức nhân sự, quyền lực đương nhiên lớn. Điều này, cũng tương đối khó. Tề Chấn Đào lắc đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm tới nhà Thiết Thác. Nói tới việc của Tề Chấn Đào. Thiết Thác cũng lắc đầu, muốn cũng không có cách giúp. Anh Thiết, anh công tác ở vị trí ủy ban kỷ luật mãi rồi, không nghĩ đến đi làm việc khác sao, đi làm thử xem. Diệp Phàm cười nói. Chương 1355, tiêu chuẩn thân sĩ. Nhảy khỏi đây làm việc khác, nhưng tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc chị tham quan. Thiết Thác nghiêm túc lắc đầu. Nếu có thể lên phó bí thư tỉnh ủy, quyền lực sẽ lớn hơn so với ủy ban kỷ luật của anh nhiều. Diệp Phàm không kìm nổi nói một câu. Tôi đương nhiên cũng muốn, nhưng quả rất khó. Chức phó bí thư có thể nhúng tay vào các cuộc họp, mà bên nhân sự cũng có thể dính vào một chút. Cậu cũng biết, muốn tiến thêm một bước nhỏ độ khó cũng sẽ không nhỏ. Câu cửa miệng là thành tích, chuyện trong thể chế này, không phải là cậu không rõ. Thành tích của Thiết Thác tôi cũng đủ lên chức phó bí thư, nhưng khó là không có ai chống đỡ sau lưng. Chiêm Hùng làm ở bộ. Nếu như là ở ban tổ chức trung ương thì còn được. Thiết Thác thở dài, cũng có chút chán nản. Nói anh ta không muốn ngồi vào chức vị phó bí thư tỉnh là không đúng. Đồng chí Đoàn Hải Thiên càng buồn bực. Lần tới chúc Tết này, Diệp Phàm vừa tới gần cửa đã nghe thấy tiếng hét ở trong, hình như là đang hét làm lung tung. Dừng lại ngoài cửa một chút Diệp Phàm mới gõ cửa. Thấy Diệp Phàm, Đoàn Hải Thiên mới kiềm chế lại, mời Diệp Phàm ngồi xuống. Anh Đoàn! Tức giận không có lợi cho sức khỏe, Tết nhất, có việc gì cũng bỏ qua đi.
Diệp Phàm khuyên. Không tức giận không được, cậu xem, hễ tôi nghĩ tới khu kinh tế mới Hồng Liên là tức giận. Cái đám ngốc này, thu hút đầu tư, thu hút đầu tư, thu hút được thằng lừa đảo. Người ta làm cái nhà máy, chỉ tốn mấy trăm ngàn, còn chúng tôi thì sao, bị hắn lừa mất hơn chục triệu. Hễ nghĩ tới việc này là tôi muốn đạp cho thằng ngốc đó một trận. Mẹ kiếp, đầu óc đúng là làm ăn hồ đồ. Đoàn Hải Thiên vô cùng tức giận, trước mặt người khác chắc sẽ kiềm chế, nhưng trước mặt Diệp Phàm, có lẽ được coi như người nhà, nên thoải mái hơn mới không cần đóng kịch. Anh Đoàn, chuyện này ở đâu mà chẳng có, cũng không có gì to tát cả. Diệp Phàm nói, nơi khác tôi không biết, nhưng ở trong phạm vi quản lý của Đoàn Hải Thiên tôi đây thì không thể chấp nhận được. Trong nước mình, chỗ nào cũng liên quan tới tiền. Ông em ơi, cậu cũng biết, Thủy Châu là tỉnh thành, kể ra cũng buồn, ngay cả thành phố cấp phó tỉnh cũng chẳng phải. Nhưng ở thành phố Thương Hải, người ta lại là thành phố cấp phó tỉnh. Leo lên đầu tỉnh thành chúng ta thì không nói, ngay cả khu kinh tế mới Hồng Liên cũng chia làm 3-4 phe rồi. Tôi vốn muốn mượn cơ hội này làm một bước đột phá, trấn áp Thương Hải, ai ngờ việc không như mong muốn, càng lún càng sâu. Nếu lúc đầu cậu có thể ngồi vào vị trí đó thì tốt rồi, ít ra, cũng không rơi vào thế bị động. Đoàn Hải Thiên thở dài. Diệp Phàm phát hiện, đầu anh ta đã có tóc bạc rồi. Việc này, có lẽ em có ở vị trí đó cũng chẳng khác biệt mấy. Dù sao, khu kinh tế mới Hồng Liên vốn đã có vài chứng tật. Có những chuyện, con người ta chẳng thể cứu vãn, vì vậy anh nên bỏ qua đi, đừng suốt ngày nghĩ tới Hồng Liên. Hồng Liên hỏng rồi. Phải dứt khoát nghĩ cách khác thôi. Từ toàn thành phố xuất phát phát triển kinh tế, nâng cao được tên tuổi của Thủy Châu, khiến các mặt khác cũng được nâng cao. Phía đông sáng thì phía tây cũng sáng, rồi dần dần sẽ chuyển biến tốt đẹp thôi. Diệp Phàm nói, cái dám, Cố Nhất Vũ có thể làm gì? Trừ ăn uống chơi bời ra, anh ta còn có thể làm được gì tử tế chứ? Nếu không phải Phó Thủ tướng Diệp ủng hộ gã, ông đây đã sớm cho gã biết tay. Mẹ nó! Đây là chuyện gì chứ, một tên bất tài như nó có thể cáng đáng được sao? Gã đó được lắm, gần đây đã bị tôi dạy cho một bài, lại dám khua môi múa mép, nói Đoàn Hải Thiên tôi sau khi tới Thủy Châu, không tạo môi trường thuận lợi cho gã. Tư tưởng chỉ đạo xảy ra vấn đề, nhưng mà, gã còn cùng phe với Cao Hoài Dân, kẻ tung người hứng, đúng là ăn nói lung tung. Đoàn Hải Thiên suýt chút giống lên. Nhỏ giọng chút lão Đoàn, còn sợ giọng anh chưa đủ lớn sao? Cả tòa lầu này đều có thể nghe thấy giọng của anh rồi. Vợ Đoàn Hải Thiên vẻ không vui nhìn anh ta. Thôi vậy, không nói nữa. Hôm nay ông em Diệp tới. Làm vài món nhắm rượu rồi nói chuyện sau. Cơn giận của Đoàn Hải Thiên cũng giảm khá nhiều, khoát tay. Có phải gần đây việc điều chỉnh nhân sự trong tỉnh gây phiền phức cho anh Đoàn không? Kỳ thực, nếu anh Đoàn muốn có thể đi tranh thủ một chút. Vứt cái mớ rắc rối này ở Thủy Châu. Làm chức phó chủ tịch thường vụ tỉnh ủy cũng tương đối mạnh đó chứ. Diệp Phàm kiến nghị. Đâu dễ dàng như vậy, phó thường vụ tỉnh ủy là Tống Sơ Kiệt, vẫn còn đang tại vị. Hơn nữa, mặc dù nói trong tỉnh có khả năng bị điều chỉnh, nếu toàn bộ cán bộ trong tỉnh đều thăng cấp, đương nhiên có thể chống ra một số vị trí. Nhưng nếu thăng cấp một người, ở trên đổ bộ xuống một người, đem mấy kẻ ngốc ấn đẩy vào đấy, người khác, hoàn toàn không có đất diễn. Đoàn Hải Thiên hắng giọng nhìn Diệp Phàm, lại nói. Hơn nữa, tôi mới tới Thủy Châu, thời gian chưa tới 2 năm. Nhưng mà, tôi có chút không cam tâm. Cậu không biết, ở thành phố Thương Hải, thằng cha Nạp Lan rất vênh váo, luôn âm thầm chỉ trích chúng ta không bằng thành phố Thương Hải thế này, không bằng thế kia. Mà trong danh sách đảng bộ, tôi cao hơn hắn. Hắn không phục, nói là ta bị nhiễm ánh sáng thị thành. Nhưng chuyện này kể ra tôi cũng chẳng nói được gì. Quả là không bằng hắn thật. Thủy Châu, bất luận là về phương diện kinh tế, hay môi trường dân cư, đều kém hơn Thương Châu. Nếu nói tới sự ảnh hưởng trong và ngoài nước, người nước ngoài đều biết Thương Hải, thành phố Thủy Châu chưa chắc người ta đã biết. Có người còn hỏi, rốt cuộc trong tỉnh Nam Phúc thì thành phố Thương Châu hay Thủy Châu là tỉnh thành? Đồ con rùa, cái này bảo người ta phải trả lời như thế nào chứ, thật là mất mặt. Đoàn Hải Thiên nói thầm một tiếng uống ly rượu gạo nhà nấu, anh ta uống cạn một hơi. Việc đó cũng không thể trách anh, hơn nữa, thành phố Thương Hải người ta cũng là thành phố nổi tiếng. Trước giải phóng chính là vì có Đại học Thương Hải mà nổi tiếng. Đại học Thương Hải là do Hoa Kiều quyên tiền xây dựng nên,
nhưng Thương Hải là thành phố đảo, bản thân đã có ưu thế đặc biệt. Thủy Châu mặc dù là tỉnh thành, địa vị chính trị cao, sức ảnh hưởng quả là có kém một chút. Thủy Châu rộng quá, lại hơi loạn. Anh Đoàn, anh có thể tạo ra cục diện như bây giờ đã là giỏi lắm rồi. Diệp Phàm nói, khen ngợi Đoàn Hải Thiên vài câu. Để ông em cười chê rồi, cậu đừng có nâng tôi lên. Thủy Châu thế nào, tôi rất rõ. Chúng ta là người nhà không cần phải mấy câu vô nghĩa đó, tự lừa dối để mình vui vẻ cũng chả có nghĩa lý gì. Đoàn Hải Thiên cuối cùng đã nở nụ cười, khoát khoát tay. Diệp Phàm giao cho Trương Cường đi làm visa. Về sự vụ này Trương Cường luôn lo liệu rất tốt, nhưng mà, việc đặc biệt cũng cần giải quyết đặc biệt. Mới 3 giờ sáng hôm sau, Trương Cường đã gửi những thủ tục cần thiết tới nhà Diệp Phàm. Về chuyện nhân mã, Diệp Phàm chọn Tề Thiên, Trần Khiếu Thiên, Lang Phá Thiên. Còn Lô Vĩ do bận việc nên không thể đi. Trái lại, Phí Nhất Độ của Phí gia sau khi nghe nói, vô cùng căm phẫn, đồng ý cùng đi, nói là phải đá vào mông bọn Hàn Quốc mới hả giận. Đương nhiên, lão thái gia nhà họ Phí nghe thấy Diệp Phàm chuẩn bị đi gặp mặt gia tộc Kim Thị của Hàn Quốc cũng xúi dục Phí Nhất Độ đi. Phí Nhất Độ cũng nên luyện tập một phen, nếu không, võ công mà không đưa vào thực chiến còn có tác dụng gì. Mặc dù nói Phí gia đang sống trong xã hội hiện đại, nhưng cũng quyết không từ bỏ tinh hoa võ công. Mai Phán Nhi, và Mai Thiên Kiệt, cùng với Mai Diệp Thu đều tới, bởi vì công ty chuyển Giang Nam của Mai gia đang đàm phán hợp tác cùng công ty Hàn Quốc. Về phần Mai Diệp Thu và Mai Thiên Kiệt đều là nhân cơ hội này đi ra nước ngoài chơi một chuyến, đám Diệp Phàm trở thành nhân viên của tập đoàn Media Giang Nam, dĩ nhiên chỉ đóng giả vậy thôi. 5 giờ chiều hôm sau, đoàn người Diệp Phàm đã tới Hàn Quốc. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc tên cũ là Hán Thành, nằm ở giữa của bán đảo Triều Tiên, vì nằm ở vị trí phía bắc sông Hàn, nên tên trước đây là Hàn Dương. Cuối thế kỷ 14, sau khi Vương Triều định đô ở Hán Dương, liền đổi tên thành Hán Thành. Sau năm 1945, bán đảo Triều Tiên khôi phục lại, lấy tên tiếng Anh của Hán Thành dựa theo cổ ngữ Hàn Quốc phiên âm thành, ý nghĩa là thủ đô. Năm 2005, dưới sự thúc đẩy của Ủy ban Nhân dân thành phố, tên tiếng Trung Hán Thành đã được sử dụng hơn 600 năm được đổi thành Seoul. Nhưng, bây giờ là tháng 2 năm 2000 nên tên gọi vẫn là Hán Thành. Tập đoàn đã sớm đặt một phòng vô cùng lộng lẫy ở khách sạn Động Tháp Hán Thành đến đón tiếp đoàn người Mai Phán Nhi do Phó Tổng Tập đoàn, An Tín Đảo Tiêu Sinh dẫn đầu. Kiến trúc của khách sạn Động Tháp giống như một tòa tháp, tổng cộng có 5, 60 tầng, hình dáng bên ngoài tương đối tiền vệ, không cẩn thận xem còn thực sự nghĩ rằng đây là tòa tháp giả cổ cao ngút trời. Mặc dù An Tín Đảo còn rất trẻ, xem ra chưa quá 30 tuổi, nghe nói là con cả của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tài sản có tới vài trăm triệu, cũng có thể xem là gia đình quyền quý. Diệp Phàm lờ mờ thấy, An Tín Đảo dường như có chút tình ý với Mai Phán Nhi. Cái vẻ nhiệt tình kia, chẳng phải hơi quá sao. Vừa thấy Mai Phán Nhi liền nhiệt tình tiếp đón, nắm chặt lấy bàn tay của Mai Phán Nhi mãi không buông. Chào anh, Chủ tịch An. Diệp Phàm trong lòng khó chịu, cố ý giơ tay ra bắt. An Tín Đảo nhìn thấy, mới đành rút tay về bắt tay với Diệp Phàm, nhưng cái bắt tay này rất lấy lệ, giống như tay của Diệp Phàm có gai vậy. Mai Phán Nhi liếc xéo Diệp Phàm, trên mặt lộ nụ cười đắc ý. Biết rõ rằng anh chàng này đang khó chịu, nhưng cô vẫn nói cười vui vẻ với An Tín Đào. Xem ra, chính là muốn đồng chí Tiểu Diệp buồn bực một chút. Đương nhiên, thân phận Diệp Phàm lại chỉ là kẻ đi cùng, sao có thể giáo huấn được chủ tịch. Tuy nhiên, xem xét một cách toàn diện, An Tín Đào vẫn vô cùng nhã nhặn, có phong độ của một thân sĩ châu Âu cổ điển. Diệp Phàm càng ngày càng nóng mặt, thấy ở dưới sàn có vỏ chuối, lập tức hào hứng, nhẹ nhàng gạt một cái. Vỏ chuối đó nhẹ nhàng trượt tới dưới chân An Tín Đào. Quả nhiên rất hiệu quả. Oạch một tiếng. An Tín Đào đường đường là phó chủ tịch mà lại bị ngã chồng vó. Tề Thiên nhân cơ hội đó chen lên trên, giả như đỡ An Tín Đào dậy. Không cẩn thận, vừa kéo, lại ngã oạch thêm một tiếng. Quần Âu của phó chủ tịch An bị Tề Thiên kéo rách. May mà bên trong còn có mặc quần lót, nếu không, phó chủ tịch An đã phải biểu diễn lõa vũ giữa phố. Tên nhóc Tề Thiên này vẫn chưa hả giận, giả như tay chân luống cuống, lại đem vỏ chuối bôi khắp quần phó chủ tịch An, ngay lúc đó, bộ Âu phục đắt tiền bị biến thành đống rẻ rách. Rất xin lỗi phó chủ tịch An, xem tay tôi này. Tề Thiên vội dùng tiếng Anh để xin lỗi. Không, không sao, tôi đi thay bộ khác.
An Tín Đào gần như bỏ chạy. Mai Diệc Thu và Mai Thiên Kiệt che miệng cười khúc khích. Ban đầu Mai Phán Nhi không ngờ tới chuyện này, tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt tủm tỉm cười của Diệp Phàm, bèn hướng tầm mắt nhìn xuống dưới, lập tức hiểu ra tất cả. Chương 1356, trăm năm tranh đấu. Vỏ chuối kia lúc nãy rõ ràng ở bên cạnh mình, làm sao lại có thể bay tới dưới chân An Tín Đào? Nhất định là do Diệp Phàm làm chuyện này. Những việc Diệp Phàm làm, Mai Phán Nhi cũng biết một số, để cho vỏ chuối bay lại đây có gì khó. Vì thế mới trừng mắt nhìn Diệp Phàm, nhưng, cũng không nói gì. Trong trường hợp này, Mai Phán Nhi cũng không dám biểu hiện gì hơn. Chợt nghĩ tới cảnh tức cười lúc nãy của An Tín Đào, Mai Phán Nhi không nhịn được che miệng cười. Người phụ nữ xinh đẹp này hễ cười tươi, có thể khiến những người con trai nuốt nước miệng khan, mồm miệng khô ran. Cơ thể của Mai Phán Nhi có thể khiến những người khác mất hồn không thể quên được. Không lâu sau, An Tín Đào đích thân mời đoàn người của công ty truyền thông Giang Nam vào phòng ăn. An Tín Đào rất ân cần, giống như phục vụ viên khách sạn, tự mình kéo ghế cho Mai Phán Nhi. Tuy nhiên, lúc anh ta đang muốn ngồi cạnh Mai Phán Nhi, lại bị một kẻ không biết điều cướp mất, nhanh tay kéo ghế ngồi xuống. Người này đương nhiên là Diệp Phàm rồi. An Tín Đào quét mắt nhìn Diệp Phàm, không tiện mở miệng. Không còn cách nào khác, xoay người ngồi sang phía bên kia của Mai Phán Nhi, nhưng lại bị Mai Diệc Thu ngồi mất. Anh ta cũng thấy tương đối buồn bực, ngượng ngùng cười cười ngồi xuống chỗ đối diện. Chủ tịch An, không biết anh có thân với Đông Tháp Sơn của Kim gia không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Diệp tiên sinh cũng biết Đông Tháp Kim gia sao? Mặt An Tín Đào ánh lên một tia kinh ngạc. Ha, ha, có nghe nói qua. Nhưng, cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch An, chuyến đi Hàn Quốc này của Diệp tiên sinh có chút việc cần tìm Kim gia. Không biết chủ An tịch có thể cung cấp một số thông tin liên quan tới Kim gia. Mai Phán Nhi hỏi, cũng là giúp Diệp Phàm một tay. Nói tới gia tộc Đông Tháp Kim gia ở Hàn Quốc chúng tôi là một gia tộc lớn. Kim gia, nói thế nào nhỉ? Dùng cách nói của người Trung Quốc nhé, đó là danh gia. Tài sản cá nhân không dưới hàng trăm triệu. Phạm vi ngành nghề kinh doanh của họ là vô cùng rộng, như ô tô, nhà cửa, xưởng chế tạo, công nghiệp giải trí, đều có. Nhưng, Kim gia nổi tiếng nhất không phải là những thứ này, mà là do dựa vào sự nổi tiếng của tổ tiên. An Tín Đào thấy mọi người chăm chú lắng nghe, liếc nhìn Mai Phán Nhi, đặc biệt dừng lại một chút, để mọi người tự nhiên thấm lời mình nói. Sự nổi tiếng của tổ tiên, xem ra Kim gia vẫn là một gia tộc cổ truyền. Lúc này, Phí Nhất Độ cười nhạt nói, rất có phong độ của thân sĩ. Có lẽ cảm quan của Phí Nhất Độ rất tốt, An Tín Đào cười. Vị phí tiên sinh này nói rất có lý. Kim gia vì sao nổi tiếng, nguyên nhân là phong thủy, nên đã nổi tiếng khắp Hàn Quốc chúng tôi. Vì An Tín Đào từng du học ở Đại học Yến Kinh Trung Quốc, cho nên cũng nói được tiếng Hoa, tiếng phổ thông nói trôi chảy tth tành ra chẳng gây ra rào cản ngôn ngữ nào. Lần đàm phán với công ty truyền thông Giang Nam này, An Tín Đào chính là người đứng ra đàm phán, còn có nguyên nhân khác chính là anh ta hiểu tiếng Hoa. Phong thủy, ha ha, xem ra học phong thủy đúng là danh tiếng rất lớn, ngay cả người nước ngoài cũng tin. Trương Đạo Lâm hài hước, xoa xoa tròm râu dưới cằm, lộ rõ khí chất của một thầy địa lý phong thủy. Về điểm này có lẽ Trương tiên sinh không rõ rồi, kỳ thực, người Hàn Quốc chúng tôi cũng giống người Trung Quốc các anh, rất tin vào phong thủy. An Tín Đạo cười đáp. Điều ấy là đương nhiên, quan niệm lễ giáo của người Hàn Quốc kỳ thực được ảnh hưởng rất sâu đậm tư tưởng nho giáo của chúng tôi. Rất nhiều người sau khi cha mẹ mất đi đều coi trọng việc lựa chọn nơi an táng cho họ. Nếu trong nhà xảy ra những việc không như ý, ví dụ như có người chết hay bị phá sản, thường sẽ cho rằng do phần mộ của người thân đều nằm ở những nơi phong thủy không cắt lợi. Dù cho lão tổ tông đã xuống mồ nhiều năm, có những người nếu không có nhiều người không ngại phiền hà di táng lại, nhờ đó mà xoay chuyển vận đen. Diệp Phàm trước khi tới Hàn Quốc cũng đã tìm hiểu một chút về văn hóa nơi đây nên cũng có nghe được một vài tin. Ừ, tôi cũng nghe nói vậy. Nghe nói các chính khách Hàn Quốc trước khi tuyển cử thường di chuyển phần mộ của tổ tiên. Từng có một chính khách Hàn Quốc tốt nghiệp trường Harvard đã 8 lần di chuyển phần mộ của cha mẹ, gần như là một năm một lần, hy vọng nhờ vậy có thể thắng các đợt tuyển cử hoặc vào được nội các. Bởi vì di chuyển nhiều quá nên ngay cả người nhà anh ta cũng không rõ hiện nay phần mộ của cha mẹ rốt cục đang ở đâu. 2. Có những việc,
tin thì phải tin, nhưng nếu tin quá thành ra mê tín, cũng không tốt. Phí Nhất Độ thản nhiên nói, còn cười cười lắc đầu. Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn An Tín Đào, cười nói. Trở lại chuyện chính nào, An Chủ tịch, vẫn là những việc liên quan tới danh tiếng Kim gia. Hay là trước tiên mời anh nói về sự tranh giành phong thủy đi. Việc này, vào vài trăm năm trước đã chấn động cả Hàn Quốc chúng tôi. Ở cách thủ đô Hán Thành, Hàn Quốc về phía bắc 80 km là ngoại ô thành phố Cổ Châu, có một ngọn núi nhỏ tầm thường, sườn núi có một nơi bị người ta san lấp, tạo thành hai bãi bóng cỏ bằng phẳng, một to, một nhỏ. Chỗ cao nhất của đồng cỏ có hai nấm mồ, chôn cất hai người rất nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc ở đó. Một ngôi có từ thế kỷ 11, của tướng quân Bùi Quan. Ở cách phần mộ của Bùi gia mấy bước có một phần mộ khác. Nơi đó chôn cất vị đại thừa tướng Kim Nguyên Trung ở thế kỷ 14. Người này chính là tổ tiên của Đông Tháp Sơn Kim gia. Đối với hai gia tộc lớn của Hàn Quốc là Kim tộc và Bùi tộc mà nói, sườn ngọn núi này chính là nơi khởi phát mối thù truyền kiếp của hai gia tộc trong lịch sử Hàn Quốc. Bởi vì tổ tiên của hai gia tộc cùng ở một chỗ phong thủy cực tốt, hai gia đình đều không muốn chia sẻ với nhau, càng không định từ bỏ phần đất tốt lành này. Do vậy, mấy trăm năm nay luôn giành giật với nhau. Bùi gia muốn đè bẹp Kim gia muốn đè bẹp Bùi gia. Người nhà hai gia tộc này cứ đấu qua đấu lại, nhưng cũng không giải quyết được cốt lõi vấn đề. Từ đó đến nay, Bùi gia và Kim gia vẫn còn đang thông qua cạnh tranh buôn bán, đấu tranh chính trị, hoạt động nhà đất, dùng thủ đoạn để chèn ép đối phương. An Tín Đào thản nhiên nói. Giành giật lâu như vậy, đã mấy trăm năm, lẽ nào tới bây giờ hai gia tộc vẫn chưa thể phân cao thấp? Diệp Phàm thở dài. Ừ, khó phân cao thấp. An Tín Đào gật đầu. Lẽ nào không thể chung sống hòa thuận, kết hợp với nhau không phải sẽ càng mạnh hơn sao? Tề Thiên bĩu môi nói. Vị tiên sinh này, nếu anh có thứ gì tốt liệu có đồng ý chia sẻ với người khác không? Huống chi, còn là thứ đồ tốt liên quan tới vận mệnh của gia tộc. Khi đã tin vào nó thì nó chính là việc đại sự, liên quan tới sự hưng suy của cả gia tộc, ai lại dám dùng vận mệnh gia tộc đi đánh cược đây? An Tín Đào hơi cười cười. Ừ, đương nhiên không đồng ý. Người ta ai chẳng có tính ích kỷ, ai lại muốn mở hầu bao vất vả kiếm được của mình cho đi mới thấy ổn thỏa. Tề Thiên nhấp rượu, cười nói. Anh ta nhìn An Tín Đào, nói. Chủ tịch An cũng tin phong thủy sao? Tin, đương nhiên tin, phong thủy học, nói như người Trung Quốc các anh là thuật phong thủy, đã có lịch sử rất lâu đời. Kỳ thực, có người cho rằng, phong thủy học cũng giống như một môn học, nhưng lại không hề mê tín. Lấy mối quan hệ giữa con người và tự nhiên mà nói, chỗ nào tốt thì con người ở đó. Đương nhiên cũng có ích đối với người trưởng thành. An Tín Đào tự tin khoa khoang một lèo những lời luận bàn về phong thủy. Nhìn mọi người một lượt, nói. Không giấu gì các vị, đài truyền hình TTS chúng tôi chuẩn bị chọn vị trí đặt đài mới. Đến lúc đó, cũng muốn mời đại sự tới địa phương xem một chuyến. Tổng bộ đã quyết định đi Trung Quốc một chuyến mời Trương Đại Sư tới Hàn Quốc. Nghe nói, Trương Đại Sư từng xem, chỉnh sửa cửa chính cho Bộ Tài chính Quý Quốc. Ha, ha, ha. Diệp Phàm và Tề Thiên tự nhiên cười to. Mọi người đều cảm thấy rất mơ hồ. Cười cái gì, chẳng ra làm sao cả. Mai Diệp Thu có vẻ không vui, hừ giọng. Diệp Thu, người ở bên cạnh cô ấy, chính là Trương Đại Sư, tấm thẻ kim bài phong thủy của Trung Quốc chúng ta. Cô nói tôi cười cái gì? Tề Thiên đắc ý ngẩng đầu lên, trước nay luôn bị Mai Diệp Thu ức hiếp, khó khăn lắm mới có một dịp thể hiện. Trương Đại Sư, ngài chính là Trương Đại Sư. Ngay cả An Tín Đào cũng không thốt lên lời, cùng Mai Diệp Thu đứng bật dậy. Ha, ha, tôi chính là Trương Đạo Lâm, đừng gọi là Đại Sư, một kẻ không học hành gì như tôi, được người Trung Quốc gọi là giả thần giả thánh đi lừa đảo người ta thôi. Trương Đạo Lâm cười nhạt. Trương Đại Sư, xin tha lỗi cho sự lỗ mãng của Tín Đào. Ly rượu này tôi kính ngài, Đại Sư. An Tín Đào, vẻ mặt khâm phục, đứng dậy kính rượu. Buổi tối, mọi người vui vẻ đi dạo Hán Thành. Sau khi về tới khách sạn thì cùng ngồi xuống nói chuyện. Đại Sư, có thể ra tay một chút về phong thủy. Nếu Bùi gia và Kim gia không qua lại với nhau, chúng ta có thể lợi dụng sự bất hòa của hai nhà, tạo ra một chút mâu thuẫn. Tề Thiên lộ dáng vẻ đắc chí tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Cách này cũng được,
thậm chí còn hơn cả cách chúng ta trực tiếp tới nhà Kim gia. Dù sao, ở Hàn Quốc, Kim gia cũng có tài sản khổng lồ. Nghe nói tổ tiên của Kim gia từng là vệ thị vệ trưởng trong hoàng cung, phương diện võ học cũng tự tạo nên một hệ, có vẻ tương đối độc đáo. Ở Hàn Quốc, võ học của Kim gia có thể so sánh với 4 gia tộc lớn của Trung Quốc chúng ta. Chúng ta mặc dù là rồng lớn cũng có những điểm yếu bị kẻ khác nắm được. Phí Nhất Độ cũng gật đầu. Về việc này, không phải An Tín Đào đã nói rồi sao? Kim Bùi, hai nhà đã đấu với nhau mấy trăm năm chưa ngã ngũ, lẽ nào chúng ta chỉ thêm chút dầu thì có thể tạo ra kết quả sao? Việc này, tôi thấy trong một thời gian ngắn nghĩ cách giải quyết là không thể. Quan niệm của con người ta một khi đã thâm căm cố đế, muốn xoay chuyển ngay còn khó hơn lên trời. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời chính là nói đến trường hợp này. Huống chi, phong thủy của họ còn liên quan tới sự hưng suy gia tộc. Anh nói xem, họ sẽ nhượng bộ sao? Diệp Phàm không đồng ý cách này. Kim gia bên ngoài thì là một tập đoàn tài chính lớn. Kỳ thực, trên thực tế, họ kinh doanh ngành giải trí, làm những việc phi pháp, cũng chính là một tổ chức xã hội đen. Căn cứ theo điều tra, Kim gia có tới vài trăm đệ tử, đều là những tay đâm chém. Những đệ tử này phân bố trong khắp các ngành nghề kinh doanh của Kim gia. Đương nhiên, những kẻ bảo kê trong ngành giải trí là đông nhất, như những tay đâm chém, bảo kê vũ trường, làm bảo vệ, dù vậy, những người này không đáng để ý tới. Kỹ năng cơ bản võ học quyết sẽ không vượt quá tam đẳng, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Chỉ là, Kim gia là một đại gia tộc lâu đời như nhế, tổ tiên lại là thị vệ cung đình, hình như còn từng giữ chức tướng quân. Gia tộc vững mạnh như vậy, khẳng định nội tình không đơn giản. Dù cao thủ chúng ta không sợ, chỉ sợ Kim gia vẫn có vài lão già chưa chết thôi. Ví dụ, mấy cao thủ thất, bát đẳng thậm chí là siêu cấp cửu đẳng. Nếu chúng ta đánh được tới cửa nhà Kim gia, vậy mấy lão già đó còn ngồi được không? Tề Thiên nhìn mọi người một lượt, phân tích có vẻ cũng phù hợp tình hình thực tế, lại nói. Cho nên Kim gia và Bùi gia đã đấu bao nhiêu năm nay? Tổ tiên Bùi gia đã từng là tướng quân, Bùi gia chắc chắn cũng là một gia đình võ học. Mượn sức của Bùi gia đàn áp Kim gia, chúng ta càng chắc thắng. Đại ca, trước khi đi em hỏi lão thái gia, ông nói 30 năm trước từng đi tới Hàn Quốc, cũng là đi giải quyết việc tranh chấp cá nhân của một người bạn, có gặp một cao thủ họ Kim, người đó tên là Kim Duệ Thiên. Nội công vững vàng, đặc biệt là công phu chân rất lợi hại, kỳ thực, chính là quốc thuật được người Hàn Quốc tôn sùng hiện nay Taekwondo. Phí Nhất Độ nói, chương 1357. Đánh thẳng Kim gia. So với lão thái gia thì thế nào? Diệp Phàm trong lòng căng thẳng hỏi. Lão thái gia nói là kẻ tám lạng người nửa cân, tuy nhiên sau vài trăm chiêu, cuối cùng ông ta thua. Nhưng, Kim Nhuệ Thiên kém lão thái gia gần 30 tuổi, ước chừng năm nay không đến 70. Đối với cao thủ mà nói, 70 tuổi tuy rằng cơ thể và sức khỏe kém thời Hoàng Kim rất nhiều, nhưng bọn họ xuất quyền xuất cước so với tuổi trẻ lại càng thuần thục hơn. Góc độ công kích càng xảo quyệt, xuống tay càng độc ác, sự thuần thục trong kỹ thuật tấn công có thể bù đắp sự lão hóa tự nhiên của cơ thể và sức khỏe. Cho nên nếu quả thật đúng như lời của lão thái gia nói thì vị Kim Duệ Thiên kia đúng là lão gia của Đông Tháp Kim gia. Việc này quả là có chút phiền phức. Lão thái gia nói rồi, ông ấy hiện bán thân bất toại, không thể giúp được gì. Nếu như có bác cả Thanh Thiên ở đây, có lẽ còn có cách. Phí Nhất Độ sắc mặt nghiêm chỉnh, nói. Cảm ơn lão thái gia đã quan tâm. Diệp Phàm gật gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người nói. Bùi gia chắc chắn có cao thủ chống lại cao thủ của Kim gia. Tuy nhiên muốn thuyết phục Bùi gia chắc chắn phải có được thứ khiến họ động lòng mới được. Nhưng mà chúng ta lấy gì để ra tay? Cho nên con đường nhà họ Bùi tạm thời không cần suy nghĩ tới. Hơn nữa xem ra muốn thuyết phục họ cũng cần có thời gian. Bệnh của Trương Cầm không thể kéo dài mãi. Cho nên tôi quyết định ngày mai chúng ta nên đến thẳng nhà họ Kim để thăm hỏi. Nếu thực sự nhà họ Kim có cao nhân kia đứng đầu, thì chứng tỏ vận khí của chúng ta để đến cực điểm rồi. Đành đến đâu hay đến đó thôi, nếu như không có cao nhân tọa trận, hoặc cao nhân đó đã chết rồi hay gì đó, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay thu phục nhà họ Kim. Đúng, sư phụ nói rất đúng, sợ cái gì chúng ta cứ đánh thẳng đến nhà họ Kim, dám đến Trung Quốc của chúng ta dương oai, thật quá kiêu ngạo rồi. Không cho chúng biết chút lợi hại, chúng sẽ coi thường người Trung Quốc chúng ta. Mai Thiên Kiệt lập tức nhao nhao lên,
trợ uy cho Diệp Phàm. Được, đại ca nói thế nào thì làm như thế đi. Tề Thiên và Phí Nhất Độ đều gật đầu, còn Lý Cường hoàn toàn giống như một vệ sĩ yên lặng đứng phía sau Diệp Phàm. Trần Khiếu Thiên là cao thủ giấu mặt của Diệp Phàm, bình thường không lộ diện trước mặt người khác. Buổi sáng ngày hôm sau, Mai Phán Nhi tự mang theo một đám người tin cần đi, còn Diệp Phàm cũng một mình đi thẳng đến Đông Tháp Sơn nhà họ Kim. Đông Tháp Sơn không phải là một ngọn núi cao mà là một khúc cong lớn thoai thoải. Trên vị trí cao nhất có xây dựng một tháp ngọc, và toàn tháp này lại hướng về phía đông, cho nên, nó được gọi là Đông Tháp Sơn. Nơi đây cảnh sắc thật mê đắm lòng người, ngút ngàn những đóa mai, tuy nói là Tết âm lịch, nhưng những đóa hoa mai ngạo nghễ nở rộ đã khoác một tấm áo hồng lên mùa đông hiu quạnh. Phí Nhất Độ và Lý Cường vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Tề Thiên và Mai Thiên Kiệt ngược lại mặt mày lại tỏ vẻ hớn hở. Hai người này khi nào cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn, chỗ này động tí chỗ kia sở tí khắp cả vườn mai, giống hệt hai đứa trẻ bướng bỉnh. Mai Diệc Thu lạnh lùng liếc mắt Tề Thiên, hừ nói. Này này chú ý hình tượng một chút đi chứ, cũng hai mấy tuổi đầu rồi cơ mà, sao cứ như con nít thế. Mai Thiên Kiệt vừa nghe, vội vàng dừng tay không dám lắc cây mai nữa. Nhưng Tề Thiên ngược lại vẫn tỏ kiêu ngạo, chẳng những lắc lắc cây mai mà còn lấy chân đá một cước. Răng rắc một tiếng, một gốc cây mai nhỏ đã bị đá gãy. Hắn nhìn chằm chằm Mai Diệc Thu ý là tôi thá rồi thấy, sao nào? Hõn nữa còn tiện tay nhặt một đóa hoa mai, cắn cắn cánh hoa, cười nói. Hoa mai này đã hái xuống rồi sao vẫn chưa nếm được chứ, hình như vẫn còn có vị chua thì phải. Tên này hiển nhiên là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Mai Diệc Thu mang họ Mai. Sao thể nhịn sự ngông cuồng của thằng nhãi này được, hừ nói. Khốn kiếp, anh thử ngắt hái tiếp tôi xem. Hái rồi lại cắn, hoa mai đâu phải là người phụ nữ dữ dằn. Tề Thiên vừa nói vừa vuốt một cánh hoa mai, muốn biểu diễn lại cảnh cắn hoa. Cảm giác trước mắt nhoáng lên bóng chân, thình thịch một tiếng, hai người đều lùi lại ba bước. Đến đây, số bà. Tề Thiên kêu lên, vừa giãn ra, bay lên khoảng 2 mét đá về phía Mai Diệc Thu. Vả vào miệng. Mai Diệc Thu vô cùng căm tức. Thằng nhãi này không ngờ dám vô lễ với mình như vậy. Hai người đánh tới đánh lui mấy quyền, bỗng vang lên một âm thanh lớn. Không biết nơi đây là vườn nhà họ Kim sao, cút đi. Chính chủ ra rồi. Diệc Phàm thì thầm, liếc mắt nhìn Phí Bát Độ, Tề Thiên và Mai Diệc Thu cũng ngừng tay. Vừa rồi Diệc Phàm không ngăn họ lại là muốn làm cho người nhà họ Kim xuất hiện. Diệc Phàm nhìn Tề Thiên, thằng nhãi này chân mày dựng lên. Chửi bằng mấy câu tiếng Hàn thô tục mới học. Mẹ nó, dám quản việc của ông đây à? Đánh cho nó tàn phế rồi quăng đi. Giọng nói lạnh lùng bằng tiếng Hàn Quốc vang tới, cùng với đó, một người thân hình cao lớn ra tiếp chiêu Tề Thiên. Tới đi thứ tạp chủng. Tề Thiên dùng tiếng Hoa mắng mốt vài câu, hung hăng đá một cước lên trời. Rắc một tiếng, xê thân ảnh bị hung hăng đã xuống cây mai, lập tức đè gãy cây mai thân to bằng miệng chén nhỏ. Chỉ vậy thôi à? Tề Thiên ra hiệu chữ B, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào tên đó. Bởi vì những câu tiếng Hàn khác Tề Thiên không biết nên đành phải dùng ký hiệu. Hừ! Lại là âm thanh đó, từ rừng cây xuất hiện ba bóng người một đỡ kẻ đang nằm trên đất, hai đánh về phía Tề Thiên. Tuy nhiên chỉ cần vài bước Tề Thiên đã có thể hóa giải được bởi vì Tề Thiên hiện đã luyện tới tầng nhị bậc tứ đẳng. Tên trông coi vườn mai này thân thủ nhiều nhất cũng chỉ nhị đẳng. Sao xứng là đối thủ của Tề Thiên, thằng nhãi này thực sự sung sướng, vui vẻ đánh đấm. Các hạ đến đây đúng không? Một thân hình gầy gò từ trong rừng mai bước ra, đây là một người trung niên, nhìn rất thấp bé. Mai Diệc Thu tiến lên một bước nói bằng tiếng Hàn. Chúng tôi từ Trung Quốc tới, muốn gặp Kim Tử Hoàn. Muốn gặp Kim Thiếu gia không khó, qua cửa ta rồi hãy nói. Người đàn ông gầy đó tức giận, bay về phía Tề Thiên tiếp chiêu. Cửa cái rắm, có gì khó qua chứ? Tề Thiên ở Thủy Châu được coi là thiết chân, công lực ở chân quả thực không tệ. Thình thịch, một cước quét qua, gã gầy gò bắn thân mình lên, nào biết Tề Thiên đổi chân rất mau, nhấc chân lên nhắm đúng phần eo của gã gầy gò. Gã lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Đợi đến khi gã quay người lại, nét mặt đã vô cùng hoảng sợ. Đã đủ tư cách chưa? Mai Diệc Thu nói lớn. Để tôi hỏi thử. Gã gầy nói, gọi điện thoại, không lâu sau, hừ lạnh nói. Kim Thiếu gia có lời mời.
Căn phòng của Kim gia rất bình thường, chỉ có điều tạo hình rất cá tính, nhìn qua trông giống như con sói. Vốn tưởng là gia tộc lâu đời, phòng ốc sẽ có nhiều đồ cổ. Ai ngờ chẳng thấy một ngôi nhà cổ đâu, chỉ thấy một tòa lầu hiện đại. Hơn nữa, còn có những 10 tầng, chắc hẳn là không ít người ở. Bên ngoài sân cỏ còn có hơn 10 chiếc xe sang trọng, xem ra, người nhà họ Kim quả rất chú trọng hưởng thụ, cũng rất thích khoe khoang. Đến gần cổng của tòa lầu, thấy có hai hàng người toàn thân mặc Âu phục đen. Mặc dù là đang trong mùa đông, nhưng cơ ngực vẫn phập phồng sau bộ tây phục, nếu như mỗi đồng chí cầm thêm một cây búa, thì quả rất giống bang đầu búa của Hong Kong. Đại ca, xem ra Kim hoàn tử muốn kết tình với anh rồi đó. Tề Thiên cười gượng một tiếng, dù sao người Hàn cũng không hiểu được tiếng Hoa, trêu chọc vài tiếng thì có sao. Người nhà họ Kim là bang phái đứng đầu ở Hàn Quốc, gọi là Kim gia bang cũng không quá mà. Phí Nhất Độ mỉm cười nói. Tuy nhiên Tề Thiên đang đi đầu tiên định bước vào cửa thì bị một tên thanh niên hùm beo chặn lại. Ý gì đây? Tề Thiên lông mày dựng đứng, hừ nói. Mai Diệc Thu giật mình quay ngoắt lại. Đó là quy tắc của nhà họ Kim, ta muốn vào Lang Vương lầu cần soát người trước. Tôi tên là Kim Đức Minh, trưởng ban bảo vệ nhà họ Kim. Vừa lúc đó một người tầm trung niên khuôn mặt lạnh lùng bất phàm đi ra, tuy nói tiếng phổ thông, nhìn kỹ lại, hẳn là Hoa Kiều hoặc hậu thế của Hoa Kiều. Đại Hàn cái gì, Hàn cái dám, ông, hình như là người Trung Quốc đúng không, sao lại mạo nhận là người nhà họ Kim? Tề Thiên lạnh lùng nói, tên nhãi này trước mặt một đồng bào có biểu hiện như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Ông ta mà cũng được gọi là người à, chỉ là một con chó thôi, hơn nữa lại là một con chó canh cổng. Mai Diệc Thu vẻ mặt gay gắt nói, hừ giọng nói. Giúp đỡ Tề Thiên, nhưng ngược lại Tề Thiên lại cảm thấy hình như mặt trời đang mọc ở hướng Tây. Mai đại tiểu thư không ngờ lại giúp đỡ mình, lòng có chút cảm kích, song ai ngờ Mai Diệc Thu chẳng thèm để ý đến sự cảm kích của anh ta. Các hạ từ Trung Quốc tới, dùng võ mồm hẳn có ích gì sếp. Trung Quốc có lễ nghi lắm cơ mà, sao lại có một lũ chó mèo không biết lễ nghi ở đây? Kim Đức Minh vẻ mặt u ám nói, tuy nhiên ngay sau đó miệng cảm giác đột nhiên nóng lên dữ dội. Bên cạnh một gã vệ sĩ trẻ khuôn mặt kinh ngạc đột nhiên nói. Trưởng ban Kim. Môi của ông chảy máu kìa. Kim Đức Minh đưa tay lên sờ, quả nhiên có máu, lúc này cảm thấy môi vô cùng đau đớn, nhìn xung quanh không có gì khác thường. Lúc này gã mắt đỏ sọng lên quát lớn. Kẻ nào làm chuyện này? Hắn vừa nói xong môi dường như càng đau đớn, lần này càng nghiêm trọng hơn, một chiếc răng cũng bị rơi ra từ trong miệng. Cái này, dĩ nhiên là Diệp Phàm là chuyện tốt của. Thằng nhãi này nhét vào túi vài hạt đậu tương. Dùng lực nội công lại thêm thủ pháp phi đao, thật là thần không biết quỷ không hay, khiến cho Kim Đức Minh thành mõm heo. Lên, đánh cho đám này tàn phế. Kim Đức Minh trong lòng hiểu rõ, chắc chắn là một trong số đám cao thủ của Diệp Phàm làm. Người này liếc quanh một cái, không ngờ lại nhắm đúng Trương Đạo Lâm Đại Sư. Bởi vì Trương Đại Sư này phong độ đích thực có chút phi phàm. Còn Diệp Phàm, dù nói tương đối từng trải, nhưng vẫn non hơn một chút. Chậm đã. Đột nhiên một âm thanh vang lên. Kim thiếu gia, tôi bị những kẻ này đánh lén. Kim Đức Minh cúi người khuôn mặt đầy phẫn nộ nói. Âm thanh phát ra cũng là tiếng Hoa, cùng với giọng nói đó là một thanh niên từng trải diện mạo anh tuấn đẹp trai, đoán chừng gần 30 tuổi. Diệp Phàm vừa nhìn thấy đã biết đó là Kim đại thiếu gia Kim Tự Hoàn. Là ông. Lúc Kim Tự Hoàn nhìn Trương Đạo Lâm đại sư, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, chợt sắc mặt trở nên nghiêm khắc nói. Lần trước tôi đã bỏ qua cho ông, lần này dám tới, các người coi Đông Kim Tháp Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta là cái gì? Chương 1358, gia chủ hiển thân. Giữa em gái cậu và con gái tôi chỉ là sự giao đấu về võ thuật bình thường, lỡ tay làm bị thương cô ấy cũng là bình thường. Huống chi, cũng là do em gái cậu, Kim Mộng Na gây chiến trước. Đường đường là Kim gia, sao gây chiến mà không dám nhận thua? Cậu là cao thủ. Lén lút làm bị thương con gái tôi, khiến nó trong mấy năm tới chỉ có thể sống trên chiếc xe lăn. Cậu, đường đường là thiếu chủ của Đông Tháp Kim gia, võ phẩm ở đâu? Nhân phẩm ở đâu? May là cậu khoác lên mình tấm áo da, thật ra là lại là loại tiểu nhân như vậy. Tôi rất thất vọng về cậu. Trương Đạo Lâm tuy nói phẫn nộ nhưng ông cũng không có cái tính chửi ầm ĩ cả lên. Thế nào gọi là đánh lén? Nói chơi, tôi thách đấu với con gái ông.
Chính Trương Cầm cũng đồng ý rồi. Dùng thuật ngữ hoa hạ của ông thì chính là giao đấu võ thuật một cách công khai. Không đọ được với tôi, cô ta tự làm chân mình bị thương thì chẳng có quan hệ đến tôi cả. Lần trước ông tự dưng tìm đến, tôi nghĩ đến lòng thương con của ông mà tha cho ông. Ông thực sự cho rằng Đông Tháp Kim gia là loại bùn nhão hay sao? Lần này, tôi quyết định không bỏ qua cho ông nữa, bao gồm cùng ông giải quyết. Kim Tử Hoàn có chút càn rỡ, liếc mắt nhìn Diệp Phàm phát hiện đều là thanh niên cả. Chính là người đó, nhiều nhất cũng chỉ xấp xỉ tuổi mình. Chẳng lẽ đẳng cấp còn cao hơn mình? Kim Tử Hoàn rất có niềm tin với tài năng thiên phú tuyệt hảo của mình. Không thể tin ở độ tuổi của mình mà có loại cao thủ lục đẳng như vậy. Hơn nữa, ở địa bàn của Kim gia, lại có ông cụ ở phía sau chống đỡ. Cho nên, càng không biết sợ là gì, thái độ thể hiện trong lời nói rất tỏ vẻ ta đây. Ha ha, tình hình lúc đó, người người lớn nhỏ nhà họ Kim các anh dùng tình thế bắt buộc để gây chiến với Trương Cầm. Trước sự bao vây của các anh, không nghênh chiến mà được sao? Phỏng chừng, nếu cô ấy không nghênh chiến thì các anh sẽ tha cho cô ấy sao? Chuyện đùa. Diệp Phàm nói đến đây, liếc nhìn Kim Tử Hoàn, hừ nói. Một cao thủ đáng lẽ phải có chút phong độ của cao thủ mới đúng. Thật uổng cho anh có một vóc dáng đẹp, đáng tiếc. Nói những câu này, ánh mắt Diệp Phàm tràn đầy sự thất vọng còn lắc lắc đầu. Võ Đức, nói đùa, vừa rồi anh ra tay đánh lén làm bị thương tay tôi, đó là có võ đức sao? Kim Tử Hoàn phản bác lại. Diệp Phàm trong lòng ngạc nhiên, cảm thấy rằng dựa vào thân thủ của Kim Tử Hoàn, không thể thấy được việc mình ra tay. Rồi chợt hiểu ra, ở nơi nào đó của đại sảnh còn có cao nhân thực sự trấn thủ. Hẳn là người này đã thông báo cho Kim Tử Hoàn, xem ra Đông Tháp Kim gia quả nhiên ngọa hổ tàng long. Nói chuyện phiếm ít thôi, nếu Kim Tử Hoàn cậu đã nói đi gây chiến với Trương Cầm. Được, phí nhất độ tôi tới Bắc Kinh. Hôm nay, chính vào lúc này, ở địa bàn của Kim gia, khiêu chiến với Kim gia, chúng ta cũng giao đấu với nhau mười mấy chiêu xem thế nào. Phí nhất độ nhìn Diệp Phàm ánh mắt ra hiệu, rồi tiến lên một bước, vẻ mặt bình tĩnh hừ nói. Phí nhất độ. Kim Tử Hoàn thản nhiên liếc nhìn Phí nhất độ. Mở mắt ra mà nhìn. Hừ nói. Được, tuy nhiên, đến lúc bị đánh cho bị thương thì đừng hành xử giống ông ta. Kim Tử Hoàn chỉ vào Trương Đại Sư hừ nói. Cũng đừng quỵt nợ. Quỵt nợ, Phí nhất độ tôi không biết từ này có ý gì. Tuy nhiên, thật ra anh cũng có thể nghi ngờ tôi, bởi vì anh trước tôi một khóa. Miệng lưỡi của Phí nhất độ tuyệt đối không buông tha người ta. Vậy ký giao ước. Tề Thiên ở bên hừ nói. Ký. Không ngờ Kim Tử Hoàn và Phí nhất độ cùng một lúc thốt lên. Hai người đều giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương, sát khí đằng đằng. Xem ra, thật sự là ngang tài ngang sức. Không lâu sau, một người trông như quản gia soạn một bản giao ước, hai bản bằng tiếng Hàn Quốc, hai bản bằng tiếng Hán. Mai Diệp Thu xem qua rồi gật đầu. Kim Tử Hoàn và Phí Nhất Độ lần lượt ký tên. Sân huấn luyện của Kim gia khá to. Hơn nữa, lại rất có khí thế. Chẳng những có tất cả các tài liệu luyện công của hoa hạ cổ đại, ví như khóa đá, cối xay thạch, cọc mai hoa, mà còn có các máy móc cơ năng có thể nâng cao thân thể rất hiện đại. Ở trên một vùng đất ẩm, Kim Tử Hoàn và Phí Nhất Độ mỗi người đứng một bên. Hai người đều nhìn nhau chằm chằm. Khoảng chừng 3 phút qua đi. Sát. Hai bên giống to một tiếng, đi vài bước cà nhắc, nhảy lên cao hơn 2 mét. Một chân cắt qua không khí, tư thế chân kích khởi linh hoạt sắc bén hướng về phía đối phương. Hai bên chạm chân nhau trên không, hô sát một tiếng, mỗi người đều bị đối phương làm cho chấn động phải lùi vài bước dài mới có thể đứng vững. Hai bên đều có chút ngạc nhiên, lúc này, biết đối phương đều là những người có khả năng cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương dần dần nghiêm trọng hơn. Anh ở Hoa Hạ hẳn không phải loại vô danh tiểu tốt, sao tôi chưa từng nghe qua tên Phí Nhất Độ bao giờ nhỉ? Kim Tử Hoàn hừ nói. Ha ha, tôi đến từ Phí Gia Trang ở chân núi Hương. Phí Nhất Độ thản nhiên cười một tiếng. Phí Gia Trang. Kim Tử Hoàn lẩm bẩm, lục tìm một lát, không có kết quả. Thôi kệ đi, lại là một tiếng giống, lần này một bạo quyền mạnh mẽ đánh thẳng về phía Phí Nhất Độ. Đánh hay. Phí Nhất Độ hô một tiếng. Từ trên không trung giáng xuống một cái đập chân như búa tạ hướng về phía trên đầu Kim Tử Hoàn. Vậy mà Kim Tử Hoàn thân thủ nhanh nhẹn hơn hẳn người thường, đột nhiên thay đổi 360 độ, bất ngờ trượt qua phía sau Phí Nhất Độ,
đưa chân đá đúng về phía eo của Phí Nhất Độ. Phí Nhất Độ nhìn thấy nhưng không kịp tránh, một bên thân mình bị đuổi tới sườn bộ phía sau thắt lưng. Tác dụng quán tính của cơ thể vồ hướng về phía trước. Tuy nhiên, đang lúc Kim Tử Hoàn hơi có vẻ đắc ý chuẩn bị đạp chân về phía trước một cước, chuẩn bị làm cho Phí Nhất Độ thành con chó ngửi bùn. Phí Nhất Độ đột nhiên dùng cơ ở một bên thân quay một vòng 360 độ, toàn bộ thân mình đột nhiên hướng về phía mặt đất. Trong nháy mắt tiếp đất bùng phát lực, một hồi mã thương. Dưới quán tính của chân, tốc độ đôi tay giống như tia chớp hướng về trước mặt Kim Tử Hoàn. Nắm tay oa đại của NASA, hung hăng nện về phía đùi Kim Tử Hoàn. Kim Tử Hoàn cảm giác đùi đau điếng, cuồng kêu một tiếng, nâng chân lên muốn đá về phía mặt Phí Nhất Độ. Tuy nhiên, Phí Nhất Độ sao có thể để anh ta thực hiện được mục đích. Hai tay vừa xoắn lại, Kim Tử Hoàn đứng không vững, trong chớp mắt té ngã trên đất. Phí Nhất Độ đứng lên từ cú nhảy mãnh liệt trên người Kim Tử Hoàn, một cước nện lên bụng của Kim Tử Hoàn, hung hăng một bước dẫm lên rồi quay tròn, thêm một lần nữa dùng chân đá hậu. Kim Tử Hoàn lập tức đau tới mức miệng há hốc. Phí Nhất Độ không buông tha người ta, hai chân như luyện nhảy cầu lại tiếp tục đá thêm mấy cái. Dừng lại. Đột nhiên từ phía cây đại thụ không xa đó vang lên một tiếng nói như giống. Lúc tiếng nói truyền đến, Phí Nhất Độ còn hết sức nhấc chân đá thêm một cước, cước này đá vào cằm Kim Tử Hoàn, lập tức cằm Kim Tử Hoàn rơi xuống dưới, miệng há hốc, máu chảy cả ra. Một bóng người nổi giận, hướng về phía Phí Nhất Độ run lên. Lão gia, đối thủ của ông là tôi. Diệp Phàm nghiêng người tới trước mặt Phí Nhất Độ, nhẹ nhàng vòng quanh, Phí Nhất Độ bị làm cho phải dừng lại mấy chục mét phía ngoài. Bên này chân cũng không chậm, một chân nhấc lên đá mạnh về phía ảo ảnh. Nói, Diệp Phàm cảm giác như là gặp phải tấm bản thép cứng rắn, bàn chân đau điếng, thu chân đứng tại chỗ. Phát hiện dưới chân hơi sưng lên, trong lòng có chút hoảng sợ, phát hiện một người mặt béo, toàn thân mặc trang phục Triều Tiên cổ, vẻ giận dữ chừng mắt nhìn mình. Ông ta vừa cúi đầu, vỗ vào cằm Kim Tử Hoàn, sau tiếng răng rắc rất nhỏ, cằm Kim Tử Hoàn cuối cùng hợp lại. 3. Kim Tử Hoàn nén đau kêu lên. Lui ra, để ta. Ông này cũng nói tiếng Hoa. 3. Kim Tử Hoàn còn muốn tranh, tuy nhiên ông ta khoát tay chặn lại hừ nói. Con không phải đối thủ của cậu ta. Các hạ tuổi trẻ tài cao, hẳn không thể vô danh, hãy xưng tên ra xem. Ông này khá là kênh kiệu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Hoàng đậu đó vừa rồi của tôi ông đã nhìn thấy, lẽ nào còn không biết tôi là Diệp Phàm sao? Diệp Phàm hừ nói, một lời phá thiên cơ. Các hạ là một cao nhân, sao phải chấp nhận một đứa trông cửa? Võ đức ở đâu? Ông ta lớn tiếng hừ nói. Các hạ cũng là cao nhân, sao có thể đánh lén một cô gái yếu ớt, nhân phẩm của ông ở đâu? Diệp Phàm cũng không khách khí phản bác lại. Động vào người của Kim gia không lấy mạng của cô ta đã là may rồi. Ông ta vô cùng kiêu ngạo. Kim gia, Kim Duệ Thiên là như thế nào với ông? Diệp Phàm đột nhiên nói ra tên người này, cũng là để dò xem Kim gia Đông Tháp có phải hậu duệ của Kim Duệ Thiên hay không. Thứ hai, nếu thật là vậy, vậy có thể mượn danh tiếng của lão gia Phí Thái để trấn trụ bọn họ. Nếu lời nói đã không giải quyết thí hợp, thì phải trực tiếp ra tay dùng bạo lực khiến bọn họ phải khuất phục. Cậu biết cha ta? Mí mắt ông này đột nhiên nháy vài cái, lỡ lời nói. Đó là vì trong câu hỏi đường đột vừa rồi, Diệp Phàm bỏ thêm hóa âm mê thuật, ông này nói ra trong vô thức. Mẹ nó, quả nhiên là hậu duệ của lão gia Kim Duệ Thiên, thật là gặp phiền toái, Diệp Phàm hơi suy nghĩ, nói. Nói vậy hẳn ông đã nghe đến cái tên Phí Trường Thiên. Cậu là con cháu Phí gia, tuy nhiên cậu họ Diệp. Ông ta hừ nói, thật ra trong lòng khá chấn động. Ha ha, Phí Nhất Độ mà khi nãy đấu với Kim Tử Hoàn chính là con trai của Phí Trường Thiên lão gia. Diệp Phàm chỉ vào Phí Nhất Độ nói. Không thể tưởng tượng được đúng là hậu nhân của Phí gia. Ông ta thì thào một câu, đột nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hừ nói. Tôi đang muốn tìm con cháu Phí gia giao đấu một phen. Cậu không phải con cháu Phí gia thì tránh ra, để Phí Nhất Độ qua đây cùng ta đánh mấy chiêu. Lão nhân, ông cũng quá là không biết xấu hổ đi. Có tiếp tục đấu cũng phải là Kim Tử Hoàn cùng đấu với Phí Nhất Độ đúng không? Mai Thiên Kiệt ở một bên hừ nói. Tôi có thể đại diện Phí gia cùng ông giao đấu mấy chiêu. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cậu,
Dựa vào cái gì? Ông ta lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ. Anh ấy có thể. Phí Nhất Độ thận trọng gật đầu, chỉ vào chiếc vòng cổ của Diệp Phàm nói. Anh ấy là người thanh niên cùng lứa với Phí Gia, Phị Ưng. Ông ta quả nhiên sắc mặt có chút biến đổi, nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ Diệp Phàm. Nhìn hồi lâu mới gật gật đầu. Phí Trường Thiên cho cậu cái này. Xem ra cậu có tư cách khiêu chiến. Vậy qua đây, tôi là Kim Tinh Hiền, chủ của Đông Tháp Kim Gia. Mời, Kim Gia chủ. Diệp Phàm vừa ôm hai tay, nghiêm túc. Đại ca, hiệp định còn chưa ký. Lúc này Tề Thiên ở một bên hô lớn. Cần thiết sao, tôi tin Kim gia chủ không phải loại người như thế. Diệp Phàm giật giật miệng nói, liếc nhìn Kim Tinh Hiền, nói. Nếu tại hạ may mắn thắng, hy vọng Kim gia các ông phải chữa khỏi chân tật cho Trương Cầm. Thắng, cậu không có cơ hội. Kim Tinh Hiền liếc nhìn Diệp Phàm, quay người còn nói thêm. Tuy nhiên, nếu cậu thắng, về việc Trương Cầm sẽ đưa cho cậu cách trị liệu cho Trương Cầm. Chương 1359, ký tử ước. Được, nếu ông đánh bại, thì bệnh của tiểu thư Kim Mộng Na tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa trị. Diệp Phàm tức giận nói. Con có ổn không? Kim Tinh Hiền căn bản là không tin con gái Kim Mộng Na từ lúc bị Trương Cầm vô ý đánh thương lại bị bệnh thần kinh. Kim gia đã đưa đi chữa trị khắp nơi nhưng không khỏi, vì vậy mới giận cá chém thớt, đổ lên đầu Trương Cầm. Tôi đường đường là người Trung Quốc. Các người có thể so sánh được sao? Diệp Phàm nói, giọng điệu cũng khá là kiêu ngạo. Lên đi, chàng trai. Kim Tinh Hiền hừ nói, nhưng không xuất quyền trước. Được. Diệp Phàm tung chân lên đạp một cái. Hừ. Kim Tinh Hiền thuận tay ra trưởng cắt về phía đùi của Diệp Phàm. Tuy nhiên, ngay sau đó, Diệp Phàm liền biến chiêu. Hắn dùng khai bi thủ của Lô ra bổ về phía Kim Tinh Hiền. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Kim Tinh Hiền nhanh như chớp đã bị bật ra khoảng 5 mét. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Được lắm, một chiêu đã đả thương được lão rồi, lão già chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Tề Thiên và Mai Thiên Kiệt cùng hô lên, vì bọn họ phát hiện bàn tay của Kim Tinh Hiền đã bị chảy máu. Mặc dù Kim Tinh Hiền giữ chặt nhưng máu tươi vẫn chảy xuống, rơi xuống đất. Người nhà Kim gia bỗng nhiên như hóa thạch. Bình thường ông cụ Kim trong mắt bọn họ giống như là thần thánh. Nhưng không ngờ chỉ trong một chiêu đã bị một thanh niên người Trung Quốc đánh bại, lại còn chảy máu nữa chứ. Điều này đúng là khiến Kim gia khó có thể chấp nhận được. Đây, đương nhiên là vì Kim Tinh Hiền đã bị trúng bẫy của Diệp Phàm. Diệp Phàm đã kết hợp khai bi thủ của Lô gia và thủ đao của Âm Vô đao. Hơn nữa khi xuất trưởng đã dùng 10 thành công lực mới có thể đánh lén thành công. May mà người này cũng là một cao thủ, tránh né kịp thời. Nếu không cả cánh tay cũng bị đả thương rồi. Diệp Phàm đã dùng hai loại vũ khí bí mật và toàn lực mới chỉ làm cho Kim Tinh Hiền bị xước một lớp da da như vậy. Tuy nhiên, những người ngồi bên ngoài đều có cảm giác Kim Tinh Hiền không đánh lại được Diệp Phàm. Trong một chiêu đã khiến Kim Tinh Hiền bị bại trận. Được lắm, thủ pháp quỷ dị, hãy tiếp một đạp của lão phu. Kim Tinh Hiền liền hung hăng đạp qua một phát. Diệp Phàm có cảm giác mặt đất cũng giống như đang sợ hãi sức mạnh của bàn chân Kim Tinh Hiền. Trong chốc lát chỉ thấy Kim Tinh Hiền ngồi xổm xuống mặt đất giống như một con cóc vậy. Mẹ nó, Tây Độc Âu Dương phong các mô công thời hiện đại cũng có, lại còn bị người ngoại quốc học lén nữa sao? Diệp Phàm thầm mắng một câu. Không lâu sau, Kim Tinh Hiền đột nhiên tung người lên cao chừng một thước, trên không trung, khiến cho Diệp Phàm có cảm giác lão ta đột nhiên có thêm mười mấy cánh tay. Giống như tay Phật vậy. Phật chăm tay, đại ca hãy chú ý. Đúng lúc này, Phí Nhất Độ đứng bên cạnh hô to, có lẽ ông cụ Phí đã nhắc nhở cho gã về tuyệt kỹ của Kim gia. Thật là giống hoan hỷ Phật. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ, thân mình nhảy lên giống như một con thỏ. Sau ba cú nhảy, nhờ lực quán tính thân mình lại bật lên cao chừng một mét, lao vào vồ Kim Tinh Hiền giống như con chim ưng lao xuống đất mồi vậy. Không khí xung quanh giống như bị xé rách. Hình thành nên một tấm lưới vô hình bao vây lấy hai người. Khiến cho Tề Thiên và Phí Nhất Độ đang đứng cách xa 50 mét cũng cảm thấy luồng gió lạnh, sắc bén như những mũi dao. Mai Thiên Kiệt trợn tròn mắt, đứng nép vào bên cạnh Phí Nhất Độ, hai tròng mắt giống như sắp bị rớt xuống đất đến nơi. Mà đám Kim Tử Hoàn tự nhiên khó mà giữ bình tĩnh được nữa. Cả đám mặt nhăm nhúm, mồ hôi vã ra như tắm. Lợi hại thật, đây chính là gió nhân tạo. Đây chẳng lẽ là cao thủ thất đẳng đang giao chiến?
Phí Nhất Độ miệng lẩm bẩm, thực ra chính xác hơn là cao thủ bát đẳng, Phí Nhất Độ có phần bị ngợp, rồi. Đại ca đúng là thần, lúc nào tôi mới được như vậy chứ? Tề Thiên vẻ tiếc nuối, nhìn Mai Thiên Kiệt lẩm bẩm nói. Sao giống con cóc vậy? Thì vốn là một con cóc già mà. Mai Thiên Kiệt nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Cáp mô công này lợi hại thật chứ? Tề Thiên nói nhỏ. Đúng vậy, không biết sư phụ có tiếp được không? Trận gió kia giống như những mũi đao thổi đến. Mẹ kiếp, đây đâu phải là đấu võ, mà đấu thế gió thì đúng hơn. Mai Thiên Kiệt không kìm được, lau bầu một câu. Đây chỉ những người siêu cấp mới có thể dùng nội công để hóa thành những mũi đao, cậu thì biết cái gì? Hãy mở rộng tầm mắt đi, có lẽ cả đời cậu cũng không có cơ hội được nhìn thấy một lần nữa đâu. Tề Thiên giáo huấn Mai Thiên Kiệt một hồi. Mai Thiên Kiệt tưởng thật nên cũng gật gật đầu. Thực ra Tề Thiên cũng chỉ nói lung tung mà thôi. Mai Diệp Thu hai mắt tròn xoe, chăm chú quan sát giống như là một fan hâm mộ vậy. Một âm thanh truyền đến, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Diệp Phàm và Kim Tinh Hiền trên không trung tay như bị dính vào nhau, rồi cùng rơi xuống đất. Hừm. Hai người cùng phát ra một âm thanh, song song lùi 7-8 bước. Diệp Phàm quay đầu hướng ra chỗ xa ói ra một búng máu. Kim Tinh Hiền thì ngược lại, trông như chẳng việc gì, chỉ ngậm chặt miệng. Người nhà Kim gia ai ấy đều mừng ra mặt, xem ra việc Diệp Phàm bị thương khiến bọn họ cảm thấy rất hưng phấn. Mà đám Phí Nhất Độ vẻ mặt liền nghiêm trọng, lo lắng cho Diệp Phàm. Nôn ra đi, cứ nhịn thì khó chịu lắm. Diệp Phàm đột nhiên hừ nói. Kinh Tinh Hiền bị kích thích, mặt nhăn nhúm, quả nhiên lại như thể rất nghe lời, không ngờ cũng nôn ra một ngụm máu tươi. Đây đương nhiên là Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật để kích thích ông ta, nếu không nôn ra thì có lẽ ông ta sẽ bị ngụm máu kia làm cho nghẹn chết. Lão già này hóa ra là đang cố giả bộ vậy thôi. Lão nôn ra máu còn nhiều hơn cả của đại ca, chắc chắn bị thương nặng hơn. Tề Thiên nói, sư phụ của tôi là ai, một lão già Hàn Quốc có thể đánh lại sao? Mai Thiên Kiệt hơi có chút đắc ý nói, quả nhiên là thân thủ lợi hại, tuy nhiên, chàng trai, có dám ký tử ước không? Kim Tinh Hiền cảm thấy mất mặt nên tung ra những lời này. Hôm nay không đòi lại thì còn mặt mũi nào về Hàn Quốc mà lăn lộn nữa? Tử ước? Diệp Phàm thản nhiên nói một câu. Đại ca, không thể. Tề Thiên hô lên. Trương Đạo Lâm cũng lo lắng nói. Không được ký, chuyện này không thành thì thôi. Phí Nhất Độ cũng nhíu mày khuyên nhủ. Mà bên phía Kim gia, Kim Tử Quý cũng là người đầu tiên phản đối việc cha mình đòi ký tử ước gì gì đó. Tuyệt đối không thể. Những người khác cũng nhao nhao hô phản đối. Tôi là chủ nhà hay các người là chủ nhà? Kim Tinh Hiền lông mi dựng lên, hừ nói. Lập tức người của Kim gia cũng không dám hé răng nữa. Ba, việc này là do con gây ra, ba nói cách cho bọn họ đi. Lúc này một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe lăn được một người khác đẩy đến. Mộng Na, ba tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đã làm tổn thương con. Ba không muốn con phải chịu đau khổ cả đời. Việc này không ai được khuyên tôi nữa, còn coi tôi là gia chủ thì hãy cổ vũ cho tôi. Kim Tinh Hiền vung tay nói. Ký. Diệp Phàm nói, giống như không hề do dự vậy. Diệp Thiên Sinh, nếu ký tử ước, ngoài súng ống, lựu đạn, không được dùng ra thì những thủ đoạn công kích có liên quan đến võ thuật đều được dùng, có đúng không? Kim Tinh Hiền vẫn khá bình tĩnh nói. Điều đó tôi không có ý kiến gì. Diệp Phàm vừa nói vừa nhìn tiểu lý đao trên cổ tay mình, sờ vào lạc bảo tiền và chuông sao băng mà Kiều Viên Viên lúc đi tặng cho hắn. Bụng nghĩ chắc chắn Kim Tinh Hiền cũng có vũ khí bí mật gì đó. Đúng lúc này có một người đàn ông trung niên cầm một cái hộp đến. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cái hộp đó, chắc chắn bên trong có vũ khí lợi hại nào đó. Ha ha! Kim Tinh Hiền đột nhiên hào hứng đưa tay mở chiếc hộp ra, cuối cùng thì vật đó cũng lộ diện. Một vật nhỏ hơn quả bóng chuyền một chút, màu đen xì, có phát quang rất kỳ lạ. Vật kim gia chúng tôi lưu truyền đã gần năm nay. Diệp tiên sinh, hôm nay có thể chết dưới nó đó là vinh dự của ngài. Kim Tinh Hiền thận trọng cầm thấy vật đó nói. Ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Diệp Phàm thản nhiên lắc đầu, không chút hoang mang. Lúc này lão quản gia đột nhiên hô lên. Xã trưởng Phác đến. Cùng với tiếng hô đầy sự cung kính, một ông già đi đến. Trông bộ dáng thì đã khoảng trên 60 rồi,
nhưng trông bộ dáng vẫn rất có tinh thần. Ông ta mặc một bộ trang phục Hàn Quốc. Xã trưởng Phác, hôm nay mời ngài đến đây là để làm nhân chứng. Kim Tinh Hiền nhiệt tình chào một tiếng, rồi quay sang nói với Diệp Phàm. Vị này là xã trưởng Phác Thái Húc, hôm nay ông ấy sẽ làm chứng, để sau này có chuyện gì xảy ra còn dễ giải quyết. Xã trưởng Phác còn là phó chủ tịch hội thương mại thành phố Seoul. Chương 1360, rất thảm. Lai lịch không nhỏ nhỉ. Diệp Phàm trong lòng hừ một tiếng, hai tay ôm quyền nói. Diệp Phàm, tôi hôm nay ký tự ước này, mong xã trưởng Phác làm chứng. Lập tức có người phiên dịch những lời của Diệp Phàm ra, hai bên lại ký một bản thỏa thuận chứng kiến nữa. Phác Thái Húc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã gọi là tự ước, thì có nghĩa là Kim Tinh Hiền của Hàn Quốc và Diệp Phàm tiên sinh của Trung Quốc luận bàn võ thuật, trừ súng ống không được dùng ra, những loại binh khí cổ đại đều có thể sử dụng. Thủ đoạn công kích không giới hạn, nhưng chỉ được song phương đơn binh chống đỡ. Nếu một bên bị thương, thậm chí là tử vong thì người thân, bạn hữu không được gây mâu thuẫn với nhau. Phác Thái Húc, tôi nhận lời mời của hai bên, cùng với xã trưởng Thôi Chính Hạo, xã trưởng An Vô Hưu đến để làm nhân chứng. Phác Thái Húc nói xong, cả ba người liền ngồi lên ghế gỗ. Gia chủ Kim, mời. Diệp Phàm hai tay ôm quyền, nói. Tôi là chủ, tôi lên trước. Kim Tinh Hiền giật giật quả phi ngư thứ trong tay nói. Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát quả phi ngư thứ kia, trong lòng có chút buồn bực. Quả phi ngư thứ này căn bản chính là minh bất phù thực. Đã gọi là, thứ, thì một cọng cũng không nhìn thấy được, chẳng lẽ đây là đồ giả hay sao, trông nó có chút giống với chuông sao băng của mình. Hai bên liền đứng như vậy, nhìn chằm chằm vào đối phương. Mà những người đứng ngoài đều dường như đang nín thở, tất cả mọi người đều hiểu, trong cái sự bình tĩnh kia chính là một cuộc chiến sinh tử đáng sợ. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, nửa giờ trôi qua. Hai bên vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Lúc này, chính là đang đấu sự kiên nhẫn và định lực. Ai có bất kỳ sơ suất nào thì sẽ mất tiên cơ. Lúc mặt trời chói chang, đột nhiên, một điểm sáng theo phi ngư thứ của Kim Tinh Hiền hiện lên. Quả phi ngư thứ cuối cùng cũng động lên, một chùy khai sơn đập về hướng đầu Diệp Phàm. Kim Tinh Hiền quả nhiên ra tay rất độc. Một cầu đã muốn giải quyết Diệp Phàm rồi. Diệp Phàm không nhúc nhích, cho đến khi quả phi ngư thứ gần đập vào mình rồi mới đưa tay ra đỡ. Khi nắm đấm vào vật hình cầu kia va chạm nhau, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Trên vật hình cầu kia đột nhiên lộ ra những chiếc gai nhọn giống như tiên nhân trưởng, hơn nữa, còn tương đối dài, phỏng chừng phải đến 7-8 phân. Nếu chúng phải thì e rằng phải có mấy chục lỗ máu mất. Diệp Phàm đương nhiên cũng là dùng đòn gió. Nhanh chóng tránh ra phía sau quả phi ngư thứ kia, nhằm về phía sợi dây. Hừ! Kim Tinh Hiền hừ lạnh một tiếng, làm sao mà lão có thể để Diệp Phàm bắt lấy quả phi ngư thứ được chứ? Sợi dây kia vừa chuyển, lập tức giống như linh xà, quấn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng một đoạn chủy tước hướng về quả phi ngư thứ kia. Đoang một tiếng, đoạn chủy bị Kim Tinh Hiền phát lực, văng xa mấy mét. Phi ngư thứ xoay vòng, quay về phía đầu Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêng người, khó khăn lắm mới tránh được phi ngư thứ. Ngư ảnh đi theo. Kim Tinh Hiền thấy một chiêu không hiệu quả, liền tức giận, giống lên một tiếng. Phi ngư thứ liền điều chỉnh xoay tròn. Lập tức, lấy Kim Tinh Hiền là trung tâm. Phi ngư thứ lao tới Diệp Phàm giống như con sóng phập phồng. Lập tức như có thêm cả chục quả phi ngư thứ nữa, khiến người ta không phân biệt được quả nào là thật, quả nào là giả. Xung quanh thân mình đều có phi ngư thứ lao đến. Tề Thiên và Phí Nhất Độ mặt mày nhăn nhúm, bởi vì bọn họ còn chưa thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Thật may, Diệp Phàm có đôi mắt chim ưng, tránh né được, hai bên đã qua mấy chục chiêu rồi. Phi ngư thứ vẫn rất khó để quấn lấy. Bình thường cái bóng thật của chúng ta luôn đi theo chúng ta, một khi không cẩn thận bị nó đập trúng, có lẽ sẽ tiêu đời luôn. Dần dần, hai bên đều hao phí thể lực rất lớn. Trên người Diệp Phàm đều ướt đẫm mồ hôi. Còn Kim Tinh Hiền lại tỏ ra thoải mái hơn một chút, bởi vì quyền chủ động khống chế nằm trong tay lão. Ba nhân chứng vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, chẳng ai nói nửa lời, chỉ ngồi nhấp trà mà thôi. Đám người bên phía Tề Thiên và Phí Nhất Độ ai nấy mặt mày đều trùng xuống, âm thầm lo lắng cho Diệp Phàm. Còn người nhà Kim gia thì có vẻ thoải mái hơn, bởi vì hiện tại cục diện là do Kim Tinh Hiền khống chế, Diệp Phàm vẫn đang bị vây đánh. Nửa giờ qua đi.
Mồ hôi Diệp Phàm vã ra như tắm, phi ngư thứ của Kim Tinh Hiền cũng chậm lại. Đúng lúc này, Diệp Phàm tránh né không kịp, cánh tay bị phi ngư thứ trượt qua, lập tức máu chảy ra, trông rất đáng sợ. Được. Người nhà Kim gia hô lên bằng tiếng Hàn Quốc. Đại ca. Tề Thiên và Phí Nhất Độ đều hốt hoảng hô to. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thân mình đột nhiên bay lên không, lợi dụng phản xạ của ánh mặt trời, phi đao trong tay liền bắn ra, một bên Lạc Bảo Tiền xoay vòng bay ra giống như oan hồn vậy. Kim Tinh Hiền quả nhiên lợi hại, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Quả phi ngư thứ kia giống như có một lực hút, năm chiếc phi đao đều bị đánh rơi. Tuy nhiên, quả Lạc Bảo Tiền cuối cùng mới là đòn sát thủ của Diệp Phàm. Một tiếng S, A, T vang lên. Kim Tinh Hiền cảm giác da đầu như run lên, người nhà Kim gia không kìm nổi, hô lớn. Dừng lại. Diệp Phàm sớm đã đến bên người Kim Tinh Hiền, dùng 10 thành công lực tung một cước, làm cho Kim Tinh Hiền lăn lông lốc 7-8 vòng, giống như một quả bóng cao su vậy. Diệp Phàm không, nhân từ, nữa, theo sau như hình với bóng, thình thịch, thình thịch. Mấy chân đá liên tiếp khiến Kim Tinh Hiền toàn thân đầy máu, bởi vì da đầu của Kim Tinh Hiền đã bị Lạc Bảo Tiền rạch ra rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm xuống tay có mức độ, không bị tổn thương xương cốt, chỉ là mất đi một lớp da, đương nhiên thần kinh trung ương của não điều khiển toàn thân nên có chảy máu vẫn rất đáng sợ. Trung Hoa khí phách lớn như vậy, lẽ nào một mình tiểu Hàn Quốc có thể ngăn cản? Diệp Phàm hét to một tiếng, nâng lên chân lại phải đá xuống. Bên này, Kim Tử Hoàn sớm hoảng sợ liền đánh về phía Diệp Phàm, băng địa một tiếng, thằng nhãi này rất cứng đầu, không ngờ quỳ gối trước mặt Diệp Phàm, hét lớn. Tử Hoàn dùng tính mạng của mình để đổi lấy mạng của ông nội tôi. Thằng nhãi này, mày muốn thất hứa sao? Xã trưởng Phác, anh nói như thế nào? Xã trưởng Phác, nhà họ Kim chúng tôi có thể lấy bất cứ thứ gì để đổi lấy tính mạng của ông nội tôi. Kim Tử Hoàn gào lên. Cậu Diệp, cậu xem thế nào? Xã trưởng Phác có vẻ công bằng, hỏi. Tuy nhiên, Phí Nhất Độ, Tề Thiên và Mai Diệp Thu, Mai Thiên Kiệt, Lý Cường đều tụm lại một chỗ. Hơn trăm người nhà họ Kim cũng vây kín xung quanh, xem ra, không đồng ý điều kiện sẽ vây đánh. Nếu các người muốn hủy hoại nhà họ Kim thì lên đây cho ông. Diệp Phàm đột nhiên tràn đầy khí thế, chỉ vào đám người nhà họ Kim và xã trưởng Phác. Tay vung lia lịa về phía một chậu hoa, những tiếng cắt xoẹt xoẹt tới tấp vang lên một hồi. Sau những tiếng soàn soạt qua đi, người nhà họ Kim lập tức run sợ nhất loạt. Bởi vì, Diệp Phàm đồng thời phi ra hơn 10 ngọn phi đao, khiến chậu hoa cách đó trăm mét toàn bộ trụi hết đầu. Hoa rơi lá rụng xác sơ tung ra khắp khoảng không gian mấy chục mét. Nhìn lên như thiên nữ, thực ra, ẩn chứa trong đó cũng là một lần đẫm máu. Nếu như phi vào thân người thì hẳn là rơi xuống từng miếng thịt lớn. Những lời Diệp Phàm nói tuyệt đối không phải đùa. Anh Diệp, chẳng lẽ không thể thương lượng linh động được? Xã trưởng Phác trợn tròn mắt, ba người chứng kiến liền lùi về phía sau rất nhanh. Cách chữa mà các anh cần, tôi sẽ đưa cho anh. Cộng thêm 10 triệu đô la Mỹ. Kim Tử Hoàn hét lớn. 10 triệu, rất nhiều sao? Anh xem thường chúng tôi chưa nhìn thấy tiền bao giờ có phải không? Diệp Phàm giọng lạnh lùng nói. Vậy anh cần bao nhiêu, đưa ra một con số đi. Kim Tử Hoàn hỏi, đúng lúc này, Kim Mộng Na điên lên giống như chính mình ngồi xe lăn vọt lại đây, cả người lao về phía trước vồ nhào vào người cha Kim Tinh Hiền, khóc lóc nói. Đều là tôi gây ra, người Trung Quốc kia, anh giết chết tôi đi, giết chết tôi đi. Hãy xin lỗi Trương Đại Sư. Diệp Phàm nói. Rất xin lỗi Trương Đại Sư, cháu sai rồi. Kim Tử Hoàn cháu đã sai rồi. Kim Tử Hoàn đúng là lấy được hạ, vốn có tính kiêu hùng, không ngờ lập tức tới trước mặt Trương Đạo Lâm, soạt một tiếng, quỳ xuống đất, xin tha thứ. Cậu sai rồi, cậu có biết, hành động của cậu làm con gái tôi phải ròng rã ngồi xe lăn suốt nhiều năm. Nỗi thống khổ của nó cậu có biết không? Tuy nói em gái cậu cũng bị thương, nhưng đó là lỡ bị thương trong trận đánh trực diện. Còn con gái tôi thì bị cậu dùng thủ đoạn đánh lén. Đúng là vô liêm sỉ. Trương Đạo Lâm bắt đầu chửi. Lão già này gần đây bị chuyện của con gái giày vò đến mức sắp sụng rồi. Tiếng mắng chửi liên tiếp vọng đến, mắng đủ vài phút liền. Cuối cùng cũng ngất miệng, lão ta xua tay nói. Thôi được rồi, đều đã qua rồi. Nói ra cách thức đi. Tiền của các người, Trương Đạo Lâm tôi không thiếu. Siêu sao, quả đúng là siêu sao,
đúng là có phong cách của đại gia. Phương pháp chữa bệnh đã được gửi đến, nhà họ Kim còn tặng thêm một tấm chi phiếu 10 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Diệp Phàm và Trương Đạo Lâm đều chưa chia tay ra. Mặc dù Tề Thiên mắt thèm thuồng nhưng Diệp Phàm chưa hé răng nên đành âm thầm cào nhau nói. Tiền đáng lấy thì không lấy, dù thế nào cũng thế cả. Thật đáng tiếc, những 10 triệu đô la Mỹ. Cái này gọi là phong cách của đại gia. Phí Nhất Độ cười nhạt nói. Phong cách đại gia thì có thể mài ra mà ăn không? Thật là anh hùng rơm. Tề Thiên nói nhỏ cãi lại. Ngu si. Phí Nhất Độ bị thằng nhóc này chọc giận đến mức gần hết chỗ nói. Xin cáo từ. Diệp Phàm chắp hai tay, đã băng bó xong cho Kim Tinh Hiền, nói với đám người của xã trưởng Phác. Người trẻ tuổi mà có thể không tham, giỏi lắm. Một âm thanh tràn đầy khí lực dội đến. Ông nội, cuối cùng ông đã trở lại rồi. Toàn bộ người nhà họ Kim toát lên vẻ rạng rỡ. Mẹ nó, không thể là lão già Kim Duệ Thiên đó quay lại đấy chứ, phiền phức rồi. Diệp Phàm chợt sợ hãi trong lòng, da đầu có chút tê dại. Nghe ông Phí bên nhà họ Phí nói là khả năng của Kim Duệ Thiên và ông ta cũng không khác biệt lắm. Hơn nữa, nghe nói người này tuổi tác chưa được coi là lớn, hiện tại chắc là 70 mấy tuổi, đẳng cấp hẳn đến mức cửu đẳng, không phải là bản thân có khả năng chống lại được. Không lâu sau, một ông lão vẻ mặt điềm đạm, dáng vẻ ôn hòa, mũi hơi hồng hồng bước ra, trông hao hao vài phần Kim Tinh Hiền, tuy nhiên so với phong thái của Kim Tinh Hiền thì điềm đạm hơn nhiều. Ông là ông Kim ạ. Ông nội của cháu Phí Trường Thiên nói là nếu may mắn gặp được ngài, dặn cháu gửi lời hỏi thăm của ông cháu đến ông. Phí Nhất Độ cũng rất tinh danh, biết chắc rằng khả năng của lão già này là thâm sâu khó lường. Vậy còn không mau hạ giọng, nói ngọt một chút để lão già này nếu muốn làm khó dễ tổng hội còn nương tay một chút. Và lại, từ một góc độ khác mà nói, Phí Nhất Độ trong lúc vô ý đã đem ông nội Phí Trường Thiên ra để nói cũng có tác dụng ảnh hưởng. Chương 1361, càng thảm hơn. Là cháu của Thiên Ưng à, thật không thể ngờ, tuổi trẻ tài cao thật. Kim Duệ Thiên hơi có vẻ bất ngờ, liếc mặt nhìn đứa con buộc dây băng trên đầu, nhướn mày nói. Có chuyện gì vậy? Cha, cái này. Cả người Kim Tử Hoàn đột ngột run lên, xem ra, áp lực vô hình mà Kim Duệ Thiên đặt lên gia tộc này cũng khá lớn. Cái này cái kia gì cơ? 10 năm nay ta không về. Rút cục các người làm những gì? Nếu không, sao mà Phí gia ở Hoa Hạ lại không quản ngàn dặm xa xôi đến gõ cửa nhà? Mặt mũi của Đông Tháp Kim gia đều bị các người hủy hoại hết. Lão già Kim Duệ Thiên cũng thật là xảo quyệt, giả nhân giả nghĩa, đầu tiên là răn dạy con cháu Kim gia. Đầu mâu vừa chuyển, chẳng ngờ lại khiến Phí gia xuất hiện. Chắc chắn muốn Diệp Phàm cậu và Phí Nhất Độ không tính toán gì mà đi thì cũng không thể được. Ông! Việc này đều là do tôi gây ra, ông có trách phạt cháu không? Kim Tinh Hiền không dám mở miệng, Kim Tử Hoàn khẩn trương ra hiệu bằng ánh mắt cho em gái Kim Mộng Na. Phải biết rằng Kim Mộng Na ở nhà rất được ông cụ chiều chuộng. Dù là làm sai cái gì, tin là ông cũng không trách phạt gì nặng lắm. Chuyện gì? Kim Duệ Thiên liếc nhìn Kim Tử Hoàn, hỏi Kim Mộng Na. Bởi vì đám người Diệp Phàm đều ở đây, Kim Tử Na cũng một năm một mười. Không dám giấu giếm sự thật, đều nói hết ra. Tuy nhiên, Kim Mộng Na cường điệu hành động đánh lén cô của con gái Trương Đạo Lâm, Trương Cầm xem như cô tự mình khóc lóc bắt anh trai Kim Tử Hoàn đi làm. Kim Mộng Na vội vàng giơ tay ra, Kim Duệ Thiên kiểm tra rồi đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng. Thử qua về khí huyết, hỏi phản ứng của Kim Mộng Na, kết quả xem chừng không mấy hiệu quả. Con gái cậu đâu? Kim Duệ Thiên đột nhiên hừ nói. Tiền bối muốn chữa bệnh cho cô ấy sao? Diệp Phàm hỏi. Kim gia ra tay gây ra, tôi sẽ thực hiện lời hứa. Lời nói của Kim Duệ Thiên có chút lạnh lùng. Diệp Phàm và Phí Nhất Độ đều cảm thấy không ổn. Xem chừng lão già này nhìn thấy phần eo chị không dứt điểm thành bán tê liệt của Kim Mộng Na, hiện nay muốn chút giận lên hai người. Trương Đạo Lâm vội vã đón con từ khách sạn đến, thật đúng là mau lẹ. Với tay nghề của loại cao thủ cửu đằng như Kim Duệ Thiên, không ngờ chỉ sau vài giờ, sau khi dùng thuốc, Trương Cầm đã có thể đứng lên. Nghỉ ngơi khoảng nửa năm, có thể hoạt động bình thường. Kim Duệ Thiên khoát tay áo. Đại sư, trước tiên ông đưa Trương Cầm về khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Phàm nói với Trương Đạo Lâm. Vậy tôi đi trước đây, Trương Cầm quả là cũng cần nghỉ ngơi. Trương Đạo Lâm đáp, thấy Kim Duệ Thiên cũng không cản, vội đưa người đi.
Ông ấy biết, ý của Diệp Phàm là bảo mình nhanh chóng thoát thân. Đối với tình hình trước mắt, xem chừng muốn đi cũng không dễ. Kim Duệ Thiên chắc chắn là phải lấy lại thể diện. Phải biết rằng, người Hàn Quốc rất thích sĩ diện. Nghe nói phụ nữ trước khi ra ngoài đều phải dành cả nửa tiếng để chọn trang phục, trang điểm. Nếu chưa trang điểm xong thì sẽ đeo khẩu trang vào để che mặt đi. Mà công ty tuyển người cũng có lúc sẽ xem tướng mạo. Với kiểu xem trọng hình thức bên ngoài như thế, thể diện cả quốc gia, Kim Duệ Thiên sẽ không dễ dàng tha cho đám người Diệp Phàm, đó là chuyện không thể xảy ra. Quả nhiên, Trương Đạo Lâm vừa bước chân đi, Kim Duệ Thiên thản nhiên hừ nói. Cậu tên Diệp Phàm. Đúng vậy, Kim tiền bối. Diệp Phàm chắp tay lại. Như này đi, đã đến Đông Tháp Kim gia, con cháu ta không chịu thua kém, bị đánh cũng bị đánh rồi. Tuy nhiên, xem thân thủ của cậu chắc cũng vừa qua bát đẳng hả? Kim Duệ Thiên thản nhiên nói. Vâng, vãn bối vừa qua, vừa rồi cũng là may mắn, nếu không, còn chưa biết kết quả sẽ thế nào. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Nghe Diệp Phàm nói vậy, Kim Tử Hoàn cuối cùng lộ vẻ mặt kinh hãi. Chính Tề Thiên cũng chút nữa cứng miệng. Tuy nhiên, trường hợp này không dám hỏi, mà Phí Nhất Độ mí mắt cũng giật giật vài cái. Mai Diệp Thu mặt thất thần, Mai Thiên Kiệt há hốc mồm, mặt sắt lại. Như vậy chính là công khai cho mọi người biết sư phụ của mình là cao thủ bát đẳng. Vậy chắc chắn lệnh sư cũng là cao nhân, có thể dạy dỗ được một học trò xấp xỉ 20 tuổi thành cao thủ bát đẳng. Tài năng thiên phú của cậu, có thể chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Kim Duệ Thiên thản nhiên cười. So với thế hệ đi trước, cũng không có gì to tát. Diệp Phàm nói, nịnh nọt lão già này một câu. Ôi, lão phu đã lâu không gặp một cao thủ có khả năng như vậy. Như vậy đi, tiểu tử, không ngại nếu chúng ta giao đấu chút chứ, lấy 20 chiêu làm hạn định là được. Kim Duệ Thiên rút cục lòi đòi cáo. Ông ta đang ép Diệp Phàm, thực ra chính là nếu cậu có thể đỡ được 20 chiêu, thì cậu có thể thoát thân. Phí Nhất Độ vừa nghe, mặt thiếu chút nữa sầm lại. Trong lòng thầm mắng lão già vô sỉ này, miệng vội nói. Kim tiền bối, ngài là quốc thuật giới Thái Sơn Bắc Đẩu Hàn Quốc. Diệp Phàm dù sao cũng chỉ mới gần 20 tuổi, lại vừa mới qua bát đẳng, sao có thể cũng ngài so tài. Tôi bảo so tài sao? Cậu ta còn chưa đủ tư cách, chỉ là giao lưu chút thôi, chẳng lẽ Kim Duệ Thiên tôi lại không lấy lại được chút thể diện? Mặt Kim Duệ Thiên trầm xuống, hừ nói. Đây chính là ép buộc, không đấu chắc chắn không xong. Vậy 20 chiêu? Diệp Phàm thận trọng gật gật đầu. Nghỉ ngơi một tiếng. Cậu ra chiêu đi. Kim Duệ Thiên đứng giữa sân, khí thế tràn ra, như Thái Sơn, khiến người khác cảm giác được một loại áp lực vô hình rất mạnh. Cao thủ cửu đẳng, thật đáng sợ. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay loạn vũ một trận, lập tức đem ra hơn 10 phi đao, toàn bộ bao vây lao tới phía Kim Duệ Thiên. Hừ, chỉ có bản lĩnh bé nhỏ thế thôi sao? Kim Duệ Thiên thản nhiên cười, cũng không biết làm thế nào. Bàn tay to của ông ta hướng lên không trung, lập tức. Một vòng tròn khí xoáy tụ trên không trung hình thành dòng xoáy tròn. Phi đao quỷ dị cậu Diệp Phàm đều bị vòng mãnh khí xoáy tụ này bay lả tả trên không trung như những chiếc lá héo úa. Không lâu, lần lượt rơi cả xuống đất, đương nhiên chưa đụng tới người Kim Duệ Thiên tí nào. Diệp Phàm trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, cổ nhiên là cao thủ siêu cửu đẳng, phi đao không gì địch nổi của mình ở trước mặt ông ta đều biến thành món trò chơi của con nít. Nếu là đánh lén thì còn có thể có chút tác dụng. Đối mặt trực diện thì căn bản là đùa giỡn. Hôm nay mình xem chừng kết thúc không thể đấu lại được Kim Tinh Hiền được mấy. Xem ra, năng lực kém thì vũ khí gì cũng không có tác dụng. Tính một chiều. Kim Duệ Thiên thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Được. Diệp Phàm đành phải kiên trì đến cùng, huy động quyền cước đá hướng về phái Kim Duệ Thiên. Lập tức cuốn theo sức gió linh hoạt đã sang. Ha ha, Kim Duệ Thiên tiện tay vừa xé, cước quyền với sức nặng 3-4 ngàn cân của đôi chân không ngờ bị biến thành vô hình. Hơn nữa, bởi vì quán tính quá lớn, lảo thảo suýt nữa ngã trên đất. Tiếp đi, mới 2 chiêu. Kim Duệ Thiên thản nhiên cười nói, từ đầu đến cuối giữ vẻ rửng rưng. Mẹ nó, lão già này đang đùa mình. Diệp Phàm trong lòng lập tức trào dâng một cảm giác bi thương. Khoảng cách đẳng cấp quá lớn. Cao thủ bát đẳng như mình không ngờ thành đồ chơi trong tay ông ta. Táp! Diệp Phàm nổi giận, khí thế toàn thân bùng nổ tuôn ra, bắn lên 3 cao 3 thước.
trên không trung lại xuất hiện phi đao, bên này, hai quả lạc bảo tiền xoay tròn bay ra. Biện pháp cũ không có tác dụng rồi. Kim Duệ Thiên thản nhiên cười một tiếng, lại là kế cũ diễn lại, hai tay xoay tròn, dòng khí xoải tụ hùng mạnh thoáng xuất hiện. Phi đao vẫn rơi hết xuống đất, thuận tay ném một quyền về phía đùi Diệp Phàm. Băng một tiếng. Diệp Phàm cảm thấy như bị thiết chùy nặng mấy vạn cân đập vào, toàn bộ thân mình lùi lại như bị đâm vào hỏa tiễn. Diệp Phàm lúc này bị đập vào ngã bay vào trong một bồn hoa, lập tức, cỏ dại hoa dại bám đầy người. Hừ! Kim Duệ Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhún người thả đạn về phía Diệp Phàm. Dáng người như chiếc lá bay. Tuy nhiên, đột nhiên có tiếng sát, Kim Duệ Thiên vội thu người. Nhưng cũng hình như đã chậm một chút. Không ngờ mái tóc dài gần 20 mét bị lạc bảo tiền của Diệp Phàm xoay tròn cắt đứt một nhúm. Lạc bảo tiền còn có điểm tốt này, có thể xoay tròn một vòng lớn khi tấn công đối thủ. Kim Duệ Thiên cũng chưa chứng kiến Diệp Phàm đấu với con trai Kim Tinh Hiền, cho nên, chỉ tập trung đánh rơi phi đao, nhưng lại không phát hiện ra lạc bảo tiền. Sắc mặt Kim Duệ Thiên trông hơi khó coi, tuy nói không bị thương thân thể, nhưng nhúm tóc bị cắt mất này. Đối với một nhân vật hàng đầu trong giới võ thuật Thái Sơn Bắc ở Hàn Quốc, cũng được xem là một nỗi nhục lớn. Diệp Phàm đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, nhún người lên, tay vừa động, lại bắn ra mấy phi đao, toàn bộ vây quanh bắn về phía Kim Duệ Thiên. Một đường linh dài bí mật bay ra, đây đương nhiên chính là sao băng linh do sư phụ của Kiều Viên Viên dựa vào huyết trích tử chế ra. Sao băng linh kia trên không trung như một đóa hoa sen nở ra, hướng về phía đầu Kim Duệ Thiên chụp lại. Huyết trích tử thời ung chính chuyên chụp đầu, hơn nữa, ra tay là chuẩn, lại thêm dùng tay túm lại, đầu của đối phương liền chuyển vị. Là biện pháp xé hạ đầu đối phương rõ như ban ngày, quả thực vô cùng độc ác. Nói là chậm nhưng đó là nhanh. Hừ, Kim Duệ Thiên nổi giận, tùy tay nắm lấy cây búa trên đất phi ngư đâm cây búa lại. Thình thịch sát một tiếng nổ, một vầng ánh sáng chói mắt như đóa sen nổ tung. Sao băng linh và phi ngư đâm nhau dữ dội. Diệp Phàm cảm giác miệng hổ một trận đau đớn, biết rằng miệng hổ đã mở. Sao băng linh dùng hợp kim thép của tổ khoa học năng lượng tổ đặc nhiệm A chế tạo nên, không ngờ bị vặn vẹo biến thành hình xoắn quẩy, căn bản là thành sắt vụn. Đôi mắt chim ưng hình như phát hiện phi ngư đâm hình như cũng biến hình. Xem ra, là hai hổ cắn nhau, con bại con bị thương. Đang lúc hoảng hốt, một đạo bóng người đạn đến, vội vàng nghênh chiến, không còn kịp nữa. Thân mình như bị cây cột thép ném mạnh vào, trong đầu chỉ thấy cảm giác ong ong, cả người bị ném ngã cách mấy chục mét. Đại ca, Tề Thiên và Phí Nhất Độ đồng thanh kêu lên thảm thiết, vội đi như bay về phía Diệp Phàm. Phi ngư đâm của Kim gia bị hủy, hơn nữa, tóc của Kim Duệ Thiên bị cắt mất một nhúm. Lão già này rốt cục nổi giận, căn bản là không để ý tới thân phận, dùng 10 phần công lực hướng về phía Diệp Phàm. Kim Duệ Thiên có ý nghĩ phải kết liễu Diệp Phàm. Đối với một cao thủ trẻ tuổi đáng sợ như vậy của Hoa Hạ, Kim Duệ Thiên chắc chắn sẽ không để Diệp Phàm dễ dàng thoát thân. Chẳng lẽ lại vì Kim gia mà chôn đi kẻ thù dũng mãnh rồi đợi ngày hắn khôi phục lại công lực sẽ đến báo thù sao? Không thể không công nhận, Kim Duệ Thiên đúng là hạng người lòng dạ lang sói. Chương 1362, một chiếc khăn tay hồng. Phí Nhất Độ và Tề Thiên đột nhiên cảm nhận được một lực mạnh truyền đến. Thân mình bị cái gì đó va chạm thật mạnh trực tiếp vào liền ngã ra xa hơn 10 thước, phần eo đau kinh khủng. Đương nhiên là Kim Duệ Thiên đã hạ thủ, ông ta nhất định không cho người khác đến cứu Diệp Phàm. Mai Diệp Thu nghiến răng, đột nhiên đánh về phía Kim Duệ Thiên. Hơn nữa Mai Diệp Thu cũng không chậm, tuy nhiên, ông ta nhẹ nhàng vung quyền lên, hai chị em ngã ra đến hơn 7-8 mét. Mai Thiên Kiệt đau đến nỗi không đứng lên được, Mai Diệp Thu rất ngoan cường, lại xông lên. Tề Thiên cũng chạy tới, hai người lại đá hướng về phía Kim Duệ Thiên. Không biết điều, Kim Duệ Thiên hơi nổi giận, nhấc chân một cước một, hai người lập tức cùng nhau ngã xuống. Phí Nhất Độ muốn đứng dậy, tuy nhiên lại bị Kim Duệ Thiên đá một quá trời giáng lại té ngã xuống đất. Thân thể Diệp Phàm thình thịch một tiếng mắt nhìn thấy mình như bị một pho tượng điêu khắc đá hoa cương cứng nhắc đập vào mình từ cách đó hơn 20 mét. Đột nhiên, một chiếc khăn tay hồng bay ra từ trên người Diệp Phàm. Bên trên thêu nhiều đóa hoa mai tươi đẹp như màu máu. Điều kỳ lạ là hoa mai lại màu đỏ, vì là màu đỏ nên các đóa hoa trông khá rõ ràng, cũng không biết thêu kiểu gì. Sau đó, Diệp Phàm còn phát sinh một điểm khéo léo.
Khăn tay không ngờ còn có thể tỏa hương thơm của hoa, Diệp Phàm cảm giác khá thoải mái, nên hay mang theo người. Ừ, Kim Duệ Thiên vừa thấy chiếc khăn tay, đồng tử lập tức co lại một chút. Với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, ông ta phóng ra phi ngư đâm, vòng trang sức đó như hình con rắn, tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, trong chớp mắt hướng về phía Diệp Phàm. Một quyền kéo tới, Diệp Phàm như chiếc lá bay bị chiếc vòng cuốn theo cả Tề Thiên và Phí Nhất Độ. Hai người vội vồ lên đỡ được, Mai Thiên Kiệt sớm đã nhặt lại được chiếc khăn tay hồng. Đi đi, sau này đừng quay lại, nếu không, hừ. Kim Duệ Thiên hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt như tấm thép, tiện tay chỉ về đám hoa cách đó 3-40 mét, đám hoa toàn bộ đều bị tàn úa rắc đầy mặt đất. Đây đương nhiên Kim Duệ Thiên lợi dụng chút nội khí có thể tràn ra kéo theo không khí mà tạo nên. Cũng không thể nói Kim Duệ Thiên đã đạt tới trình độ nội kinh ngoại thả. Trình độ đó là dấu hiệu của cường nhân tiên thiên, Kim Duệ Thiên còn kém xa lắm. Phí Nhất Độ và Tề Thiên vội nâng Diệp Phàm lên, mấy người vội vã đi ra. Vừa tới cửa, gặp Đại sư Trương Đạo Lâm vội vàng đến. Mai Phán Nhi nhìn đầy vẻ lo lắng, hơn nữa còn dẫn theo mấy cảnh sát người Hàn Quốc. Xem ra, Trương Đại sư đi mời viện binh. Diệp Phàm sao rồi? Mai Phán Nhi sốt ruột, hỏi lớn khi thấy người Diệp Phàm toàn là máu. Mau đưa tới bệnh viện, để lát nói sau. Phí Nhất Độ kêu lên. Một đám người vội vã đi về hướng bệnh viện. Sau khi kiểm tra, xương sườn ngực bị gãy hai cái, thân thể có nhiều chỗ bị thương gân cốt, nhiều chỗ chảy ra, chỉ là người thì vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ não bị đánh nghiêm trọng thì sẽ dày già. Lão Tạp Mao, Tề Thiên ta và ông còn chưa xong đâu. Tề Thiên giống lên lúc đi qua đường. Ầm ĩ cái gì, khua môi múa mép có tác dụng sao? Lấy thực lực ra thì mới là người Nam Tử Hán. Phí Nhất Độ rất điềm tĩnh, gọi điện nói chuyện này với lão thái gia. Việc này bình thường, đổi lại là cậu tôi cũng làm như thế. Kim Duệ Thiên, ông ta muốn hủy hoại Diệp Phàm, kỳ lạ, sao lại đột nhiên buông tha cho cậu ấy? Phí lão thái gia có chút nghi ngờ không lý giải được. Không rõ lắm. Phí Nhất Độ lắc lắc đầu, còn nói thêm. Kim Duệ Thiên không thể nào tự nhiên thành người lương thiện được. Ở đây khẳng định là có nguyên nhân sâu xa. Chẳng lẽ có cao thủ âm thầm dọa dẫm ông ta? Hẳn là không thể rồi. Người có thể khiến Kim Duệ Thiên sợ hãi, trừ phi là một trong ngũ cực hoa hạ chúng ta. Phí lão thái gia hừ nói thêm. Lập tức nghĩ cách quay về nước, bên ngoài không an toàn. Ông, vì sao lại tha cho ông ta? Kim Tử Hoàn có chút bất mãn, miệng sưng lên nói. Việc này sau này không nhắc đến nữa. Nghiêm cấm người nhà Kim gia đi tìm bọn họ gây phiền toái. Kim Duệ Thiên mặt trầm xuống hừ nói. Ba, có phải có cao thủ nào âm thầm tác động? Kim Tinh Hiền trên đầu đeo băng hỏi. Không có, có một người ẩn danh. Tuy nhiên, thân thủ cũng không quá cao. Người này vẫn luôn không lộ diện. Kim Duệ Thiên hừ nói. Ông, việc này dù sao ông cũng phải giải thích rõ ràng cho chúng cháu một chút, tránh con cháu của ông đến Hoa Hạ phải chịu thiệt thòi. Kim Tử Hoàn ấm ức nói. Hoa Hạ có ngũ cực. Kim Duệ Thiên nói. Nói như vậy, ngũ cực đó đã đều đạt đến tiên thiên. Kim Tử Hoàn quả nhiên có chút thất kinh. Vốn cứ nghĩ ông nội Kim Duệ Thiên của mình là người mạnh nhất, không thể tưởng tượng được trên đầu ông còn có loại siêu cao thủ tuyệt đỉnh Hoa Hạ ngũ cực. Không rõ lắm, tuy nhiên, ít nhất thì cũng mạnh hơn ta nhiều lắm. Tuy nhiên, hiện nay họ đều đã trăm tuổi rồi, phỏng chừng hầu hết đã chết. Nhiều nhất còn hai người còn sống, các con cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, sau này mấy đứa đến Hoa Hạ phải chú ý Phí gia. Nghe nói Phi Ưng Phí Trường Thiên đã so tài với cao thủ người Nhật, đã bị phế rồi. Tuy nhiên, đứa con trai Phí Thanh Sơn của Phí Trường Thiên là người đứng đầu lục tôn Hoa Hạ Tân Quật Khởi, xưng là tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn. Người này xem chừng đã qua cửu đẳng từ lâu, thực lực so với ta chắc cũng không thua kém gì. Hôm nay ta suýt nữa hủy được tên đó, ôi, đều là do cái khăn tay kia. Kim Duệ Thiên thở dài, trên mặt đột nhiên hiện lên nét ưu tư. Một chiếc khăn tay hồng, ông, rút cục là chuyện gì vậy? Kim Tử Hoàn nóng nảy. Nếu ta đoán không lầm, khăn tay hồng thêu huyết mai kia chính là dấu hiện của Yên Phi Phi Hồng Cực xếp thứ hai trong ngũ cực. Mấy chục năm trước, chiếc huyết mai khăn bị người trong Hoa Hạ gọi là thiệp mời cái chết. Huyết mai vừa xuất hiện. Tất sẽ có người chết. Hơn nữa, đều là bị roi cắt đứt thành hai mảnh mà chết,
làm người ta nghe tin đồn mà đã sợ mất mật. Cô này lòng dạ lang sói, chính đất nước Hàn Quốc chúng ta từng có gia tộc động vào cô ta, kết quả, cả nhà 56 người đều bị giết chết, đến trẻ nhỏ cũng không buông tha. Kim Duệ Thiên thở dài, vẻ mặt có chút suy sụp. Xem ra uy danh của Hồng Cực quả là có chút đáng sợ. Vậy, nếu quả thật là... Kim Tinh Hiền mặt xám lại. Có lẽ không phải, nếu quả thật như vậy, cô ta có lẽ chết rồi, chắc là hậu bối của cô ấy tặng cho người thanh niên tên Diệp Phàm này. Khăn này không thể tặng cho người khác, tặng cho người ta chính là nói lên người này sẽ là hôn phu của cô ấy. Ôi, chỉ mong... Kim Duệ Thiên khoát tay áo, trở về nghỉ ngơi, để lại đám người Kim ra vẻ mặt khó chịu. Trấn tướng quân, việc lớn không xong rồi. Tề Thiên trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại. Chuyện gì, tiểu tử cậu cả kinh nhất động, đang lúc năm mới lại có chuyện gì không tốt. Trấn Đông Hải tức giận hừ nói. Diệp phó soái vì giải quyết việc riêng, đến Đông Tháp Kim gia ở Hàn Quốc. Gia chủ Kim gia, Kim Tinh Hiền bị anh ấy đánh cho răng rơi đầy đất. Tế Thiên mới nói tới đây, Trấn Đông Hải lập tức hô. Dừng lại, nếu tôi nhớ không nhầm thì gia chủ Kim gia, Kim Tinh Hiền là bậc cao thủ khai nguyên bát đẳng. Diệp Phàm làm sao có khả năng đánh cho cậu ta răng rơi đầy đất? Là thật, sau đó, ông cụ của Kim gia, Kim Duệ Thiên đột nhiên về nhà. Nghe nói ông ấy đã 10 năm không về nhà. Kết quả, Diệp phó soái bị ông ta ra tay nặng quá bị thương, hiện đang nằm ở bệnh viện Seoul, đang hôn mê bất tỉnh. Tôi sợ Kim gia không buông tha anh ấy, lại âm thầm dở trò, cầu xin tổng bộ cứu viện. Tề Thiên thiếu chút nữa khóc nức nở. Kim Duệ Thiên, đó không phải cao thủ siêu cường cửu đẳng sao? Trấn Đông Hải tay run, suýt nữa rơi điện thoại. Đúng vậy, ông ta nói Diệp phó soái vừa cao bát đẳng. Tuy nhiên, Kim Duệ Thiên cũng bị Diệp phó soái cắt mất một nhúm tóc, đồ gia truyền của Kim gia, phi ngư đâm cũng bị Diệp phó soái làm hỏng. Tuy nhiên, hiện nay Diệp phó soái, ôi! Tề Thiên thở dài. Các cậu phải toàn lực bảo vệ cho tốt Diệp phó soái, tôi lập tức phái người qua đó. Sau khi buông điện thoại, vẻ mặt Trấn Đông Hải nghiêm túc. Ngẫm nghĩ một chút rồi gọi mã điện thoại màu đỏ. Không lâu sau, một chiếc chuyên cơ bay lên trời. Còn Đại sứ quán Hoa Hạ tại Hàn Quốc, Đại tá quan Võ Lâm Chí mấy phút sau liền tới bệnh viện Seoul. Trấn Đông Hải vội vàng đi vào một tứ hợp viện cổ kính. Vương Lão, đồng chí Diệp Phàm. Trấn Đông Hải nói. Bát đẳng, qua bát đẳng rồi, thiên tài, thật là thiên tài. Người luôn điềm tĩnh như núi như Vương Lão không ngờ cả kinh đứng lên vỗ đầu gối. Hiện nay đang hôn mê bất tỉnh, Kim Duệ Thiên dù sao cũng là một cao thủ siêu cường cửu đẳng. Chỉ e, Trấn Đông Hải sắc mặt tối lại như mực. Kim Duệ Thiên nếu thực sự dám làm như vậy, Phí Thanh Sơn của Phí gia kia nhất định sẽ kêu người san bằng Đông Tháp Kim gia. Vương Lão khoát tay áo, trên mặt cũng khá ngưng trọng. Như thế cũng còn tác dụng gì đâu. Vương Lão, nếu Kim gia thực sự dám làm thế, tôi Trấn Đông Hải không cần cái mũ quan này, san bằng Đông Tháp Kim gia, quyết không ngơi nghỉ. Trong mắt Trấn Đông Hải bắn ra một tia hàn quang khiến người ta sợ hãi. Từ trước đến nay chưa từng linh hoạt, sắc bén đến vậy. Hồ đồ! Vương Lão giáo huấn quát lên, nhìn Trấn Đông Hải có chút kích động, hừ nói. Cậu xem, cậu dù sao cũng đã hơn 60 rồi, còn chưa trưởng thành. Chuyện quốc gia quan trọng hơn tất cả. Đương nhiên, Đông Tháp Kim gia có người sẽ ra tay. Một Kim gia nhỏ bé của Hàn Quốc sao có thể sánh với Hoa Hạ mênh mông. Cậu ngẫm lại đi, sư phụ Diệp Phàm sẽ tha cho Đông Tháp Kim gia sao? Có khi sư phụ của cậu ấy cũng là một vị cao thủ cửu đẳng. Hơn nữa lại thêm Phí Thanh Sơn, mấy cái Đông Tháp cũng có thể san bằng đến trời. Nếu thật không xong, chẳng phải còn có tôi sao? Trấn Đông Hải vội vàng trở lại tổng bộ. Không lâu sau, Cố Toàn và Lý Khiếu Phong đều tới, ba người ngồi trong phòng đều lặng thinh không nói. Con cháu nhà rùa, mẹ nóm. Lý Khiếu Phong mở miệng mắng. Mấy giờ sau, chuyên cơ dừng ở một sân bay quân dụng của thủ đô. Đội viên tổ đặc nhiệm A Võ Trang hạng nặng cùng nhóm chuyên gia của bệnh viện tổng cẩn thận nhận người tới bệnh viện tổng. Mai Phán Nhi cũng không còn tâm trạng nào để thương lượng, trực tiếp về nước. Tuy nhiên thực ra một loạt từng hàng quân nhân vai vác súng ngầm, đạn lên nòng, lại khiến Mai Phán Nhi trong lòng khiếp sợ không ngừng. Lén lút hỏi Mai Diệp Thu. Con nhỏ này, có phải lại kêu ông cụ ra tay? Không có. Mai Diệp Thu lắc đầu, xoay tròn nói.
là nguyên ủy viên quân ủy Lý Khiếu Phong ra tay. Con của ông ta và Diệp Phàm là anh em kết nghĩa. Vừa rồi Tề Thiên gọi điện cầu cứu, Lý Lão dùng quyền lực đặc thù. Chương 1363, chuyên cơ quân đội. Mai Diệc Thu đương nhiên sẽ không nói ra cơ mật của tổ đặc nhiệm, Mai Phán Nhi dĩ nhiên cũng tin. Năng lực của Lý Khiếu Phong đương nhiên lớn, ngay cả Mai Gia Lão Gia Tử cũng có thể làm được điều này. Phái chuyên cơ là có thể làm được, hơn nữa, cũng không phải chuyên cơ quân dụng, mà là loại chuyên cơ dân dụng nhỏ. Đương nhiên, Mai Phán Nhi cũng hiểu được, cái này kỳ thật chính là chuyên cơ quân dụng. Chỉ là phủ thêm cái áo dân dụng bên ngoài mà thôi. Bệnh viện quân đội, Thiết Chiêm Hùng và Lang Phá Thiên cùng với bọn Trương Hùng, Tề Thiên ở trong hành lang ngồi xổm xuống đất hút thuốc. Bên cạnh có mấy cái ghế dài, thế nhưng họ cứ không ngồi yên, cực kỳ gấp gáp. Thằng bé sẽ tỉnh lại chứ? Vương Lão hỏi. Cái này. Trấn Đông Hải nói ra hai chữ, không nói được nữa, liếc nhìn Vương Lão. Tổ chuyên gia đang nghiên cứu, phát hiện ngoại thương cũng không phải quá nghiêm trọng. Chỉ là người vẫn hôn mê bất tỉnh, đã một ngày một đêm. Nếu như theo như bình thường, người hôn mê bất tỉnh quá lâu thì sẽ phiền toái lớn, chỉ sợ sẽ có mầm họa. Điều tra rõ chưa, Kim Duệ Thiên làm sao lại đột nhiên thả nó? Vương Lão hừ nói. Cha không được, theo Tề Thiên báo cáo. Nói là lúc đó vô cùng kỳ lạ, Diệp Phàm sắp đụng vào mặt đá hoa cương thì lão già kia đột nhiên đổi chủ ý, dùng phi ngư đâm cứu lấy Diệp Phàm. Trấn Đông Hải nói. Trong đó chắc chắn là có nguyên nhân, thật đúng là kỳ quái. Vương Lão hờ hững khẽ gật đầu, nhìn Trấn Đông Hải nói. Cậu đi gọi toàn bộ bác sĩ, tôi đi kiểm tra một chút. Nhìn xem có phải nội kinh bị tắc không, khí không thông suốt cũng có khả năng làm cho con người hôn mê bất tỉnh. Có điều, phí gia làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh, chẳng lẽ phí Thanh Sơn còn chưa về nhà? Còn chưa về nhà, từ khi cậu ta có mặt ở Đỗ Gia thành phố Phổ Hải thì sau đó như nhàn vân dã hạc, đến nay vẫn không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ gần đây lớp tinh hoa trong giới quốc thuật có biến cố? Trấn Đông Hải vẻ mặt lo lắng. Chuyện này, tổ đặc công chẳng những phải chịu trách nhiệm an toàn cho sự kiện lớn của quốc gia, hơn nữa, phương diện môn phái võ công đều là do tổ đặc công quản lý. Nhân viên quá ít, mỗi người đã phải mệt mỏi mệt dã rời. Nghe nói mấy cao thủ Nhật Bản gần đây có toan tính, chẳng lẽ bọn họ đang bí mật tổ chức đến nơi nào đó quyết đấu lại? Những cao thủ này, hiếu chiến là bản tính của bọn họ. Hơn nữa, trong chiến đấu cũng có thể gia tăng kinh nghiệm và năng lực. Bọn họ cả đời cũng không thiếu cái gì, đối với quyền lực tiền tài không có hứng thú. Cả đời đều say mê võ học, cứ mấy năm lại ở nơi nào đó quyết đấu một phen, cho dù là thương tàn, thậm chí bỏ đi cái mạng già, cũng không hối hận. Vương Lão hờ hững nói ra, Akiyama Lifu không lâu nữa sẽ đến Hoa Hạ một chuyến, chẳng lẽ chính là tới nghênh chiến? Trấn Đông Hải nói, ta lại nhớ tới một chuyện, đã mấy chục năm rồi, ai? Vương Lão đột nhiên thở dài, lục lọi trong đầu một hồi, mới lên tiếng. Mấy chục năm trước, Hoành Đoạn Tỉnh Điền của gia tộc Hoành Đoạn ở Nhật Bản đến Hoa Hạ chúng ta rêu rao, sư phó của Đại sư Trần Vô Ba ở Thái Cực Môn bây giờ nhịn không được cùng ông ta quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng thảm bại, buồn bực mà chết. Phí Trường Thiên không nhịn được, quyết định ứng chiến. Về sau, ở đỉnh Hoa Sơn đấu một trận, kết quả, Phí Trường Thiên chỉ là hơi thắng thế một chút. Trên thực tế cũng coi là lưỡng bại câu thương, hai bên ước định vài thập niên sau. Chính là năm 2003 tỷ thí lại lần nữa quyết chiến Hoa Sơn. Chẳng lẽ Phí Thanh Sơn đúng là đang chuẩn bị chuyện này, nếu như hậu duệ của Hoành Đoạn Tỉnh Điền Lang đến, đoán chừng là Trần Vô Ba cũng sẽ ra mặt. Xem ra, một chu kỳ võ lâm tụ hội mới lại sắp xảy ra. Có lẽ Akiyama Lifu chính là được gia tộc Hoành Đoạn mời đến. Trấn Đông Hải khẽ gật đầu. Vương Lão, thật có chuyện này ư? Đặc công chúng ta có phải cũng nên phái cao thủ đi một lần? Cao thủ, đặc công còn có cao thủ cái gì? Những người kia, tất cả đều là cao thủ tám đẳng trở lên. Hiện tại, ngoại trừ Diệp Phàm đang hôn mê, đi chỗ nào tìm tám đẳng? Hơn nữa, đi không bằng không đi. Những người kia, ghét nhất quốc gia nhúng tay. Vương Lão hừ một tiếng. Cũng phải, chẳng qua, những người kia dường như cũng sẽ không tạo thành tổn hại gì đối với quốc gia. Có điều, tôi lo lắng là lớp cao thủ Hoa Hạ chúng ta bị tổn thương. Tuy nói bọn họ không trực tiếp ra sức vì nước, nhưng, lực uy hiếp tiềm tàng của bọn họ vẫn có.
Hơn nữa, rất nhiều đặc công tinh anh của chúng ta đều là đệ tử hay con cháu của bọn họ. Lớp trên nếu như bị trọng thương, lớp sau theo không kịp. Trấn Đông Hải băn khoăn. Đừng nóng vội, thật sự không được ta sẽ gặp bọn họ trước khi đi du lịch. Vương lão khoát tay áo, nhìn Trấn Đông Hải, cười nói. Tiểu Trấn Tử, cậu có thể nghĩ ra chính là chủ ý này à? Ha ha! Trấn Đông Hải lại như đứa trẻ cười gượng một tiếng. Ngày thứ ba, Diệp Phàm tỉnh lại. Bọn Thiết Chiêm Hùng cũng thở phào, trong phòng bệnh ngồi đầy mấy anh em chí cốt. Mẹ nó, vốn nghĩ đám các cậu sẽ chỉ cho Kim ra một trận, tôi còn hối hận làm sao lại có chuyện không đi được. Không ngờ lại gặp phải lão thất phu Kim Duệ Thiên kia. Đại ca, xem ra, cao thủ này, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Lang Phá Thiên mắng một câu. Lão Lang, lần này anh may mắn không đi, bằng không thì thảm rồi. Tiền không kiếm được lại tổn thương gân cốt, vậy thì không đáng rồi. Thiết Chiêm Hùng nở nụ cười. Ai nói, tôi thích nhất tham gia náo nhiệt, con mẹ nó, thằng cha Kim gia kia đừng đụng phải tôi, bằng không thì, hừ. Lang Phá Thiên hừ nói. Lão Lang, đừng chát vàng lên mặt, anh nhìn xem Diệp Phàm giờ thế nào rồi. Anh tự tin có thể chịu được mấy chiêu của Diệp Phàm. Thiết Chiêm Hùng chớp thời cơ đả kích đồng chí Lang Phá Thiên. Ai, cái này, ha ha. Lang Phá Thiên sờ cái cằm không một sợi râu, cười gượng một tiếng không đáp. Bị tê liệt, Lạc Bảo Tiền còn 3 miếng chưa thu hồi lại. Phi đao lại mất đi hơn 10 chiếc, món nợ Kim gia này, tôi sẽ đi đòi lại. Diệp Phàm đột nhiên hừ nói. Đúng, cho chúng ta thời gian 10 năm, san bằng Đông Tháp Kim gia. Tề Thiên gào lên. 10 năm, khó, trừ phi Diệp Phàm có thể đột phá cửu đẳng. Việc này, có khả năng sao? Thiết Chiêm Hùng lắc đầu. Trong phòng nhất thời trầm mặc. Rất lâu sau, Diệp Phàm hừ nói. Không có việc gì, 10 năm không được 20 năm chắc chắn được. Lão già Kim Duệ Thiên kia, hy vọng hắn có thể sống đến ngày đó. 20 năm sau lão già kia đã 90 tuổi, nhưng cứ hy vọng đi. Bằng không thì, Kim gia xui xẻo rồi. Thiết Chiêm Hùng lại khẽ gật đầu đồng ý. Việc này có muốn nói cho Viên Viên một tiếng hay không? Tề Thiên hỏi. Không cần, để tránh làm cô ấy lo lắng. Diệp Phàm xua cánh tay đang băng bó, nhìn mọi người, đột nhiên nói. Các anh nói có lạ không, đêm qua, tôi cảm giác hình như trên người có lửa. Gặp phải giấc mơ kỳ quái, hình như có người luôn nắn bóp lấy thân thể của tôi. Một luồng khí như lửa đi vào, ban đầu ít, về sau càng lúc càng mạnh. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cảm giác thân thể này thoải mái hơn nhiều. Nằm mơ à lão đại, người ta gặp đều là mộng đẹp, còn anh, chỉ gặp toàn giấc mơ kỳ quái. Tề Thiên chép miệng, vẻ mặt xem thường, hừ nói. Chẳng lẽ có cao thủ âm thầm chữa thương cho cậu? Thiết Chiêm Hùng kinh nghiệm, hỏi. Có thể, không phải là vị đó chứ? Lang Phá Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, cười thần bí. Vị nào? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, một trong lục tôn A. Đáng tiếc, tôi không tốt số, có một người bác như vậy. Lang Phá Thiên cười nói. Ha ha, Phá Thiên, anh đi thành phố Phổ Hải gặp Trung A cô một lần, đảm bảo chuẩn bị có chuyện tốt rơi vào đầu anh. Diệp Phàm cười thần bí, nói ra. Trung A cô, lão già giả vờ câm điếc kia, hắn không đánh gãy chân tôi đã là may rồi, còn muốn chuyện tốt, tôi nhổ vào. Lang Phá Thiên hừ nói, căn bản là không tin. Không tin thì thôi, nói đến thế thôi. Diệp Phàm cười nhạt nói. Thực sự có chuyện tốt rơi vào đầu tôi. Lang Phá Thiên kinh ngạc, xem vẻ mặt lão đại Diệp Phàm, hình như không giống làm bộ. Có thể tiết lộ trước một chút hay không? Đi mà hỏi sư phụ của anh. Diệp Phàm cười nói. Sư phụ tôi, anh biết sư phụ tôi, không có khả năng. Lang Phá Thiên lắc đầu. Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao, tôi từng gặp ông ấy ở một thôn. Ông ấy còn biết làm món cá ăn mày, lúc ấy còn dạy cho tôi, mùi vị không tệ. Diệp Phàm lời này vừa nói ra, Lang Phá Thiên nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Diệp Phàm, cái miệng, đích xác há rất to. Ha ha, tin có hay không? Diệp Phàm cười nói. Phục rồi, đại ca, anh thật sự là thần nhân, chút vốn liếng của Lang Phá Thiên tôi đều bị anh lôi ra rồi. Lang Phá Thiên rốt cục cúi thấp đầu xuống, giống như đứa trẻ bị người khác nhìn thấu bí mật, rõ ràng có chút mất mát.
mà Thiết Chiêm Hùng dĩ nhiên là âm thầm khiếp sợ, không ngờ sư phó lão lang lại là Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao, lão nhị của Hoa Hạ Lục Tôn, lợi hại thật. Lão lang, giấu kỹ đó, đứng thứ hai trong Lục Tôn. Thiết Chiêm Hùng mỉa mai nói. Ha ha, việc này, sư phó không cho ta nhắc tới tên tuổi của lão nhân gia. Hơn nữa, lão già này thích nhất rong chơi, đi bộ khắp nơi, mà ngay cả tôi cũng nhiều năm rồi chưa gặp ông ấy. Nghe nói là cái xó Nam Cực ông ấy cũng đến rồi. Lang Phá Thiên cười gượng một tiếng. Liếc nhìn Diệp Phàm, nhịn không được hỏi. Đại ca, chuyện này, có quan hệ rắm gì với Trung A Cô? Lão lang, có một buổi tối, tôi nghe một lão nhân nhắc đến anh. Nói anh là do sư phụ của anh từ trong bầy sói cứu ra. Mà có lần vị lão nhân kia trong lúc ôm anh, tiểu tử anh lại tiểu lên người người ta. Sư phụ của anh lúc ấy cười nói, nhóc con, người to gan lớn mật, lại dám tiểu lên đó, sau này vậy gọi là Lang Phá Thiên. Ha ha ha, biết chuyện này không? Lang Phá Thiên sờ lên đầu, ngượng ngùng, cười nói. Đích xác có chuyện như vậy, sau này có nghe sư phó nói qua. Vị tiền bối kia ngay cả sư phụ tôi còn phải gọi là Thái Tuế. Không ngờ cái chuyện bữa này đại ca cũng biết được, lạ thật. Ha ha. Diệp Phàm chỉ cười không đáp, khiến cho Lang Phá Thiên vô cùng buồn bực. Còn nói ủy viên Lý Khiếu Phong điều động chuyên cơ đưa Diệp Phàm về Yến Kinh, việc này mới là lạ. Diệp Phàm là một cán bộ cấp phó sở, dựa vào cái gì có thể kinh động Lý ủy viên ra tay. Phí Nhất Hoàn hỏi con trai Phí Nhất Độ. Tuy nói là nhìn qua giống chuyên cơ dân dụng, nhưng, con biết rõ, đó chắc chắn là chuyên cơ bí mật của quân đội. Phí Nhất Độ vô cùng khẳng định, nói. Chương 1364, Triệu Bảo Cương cắn răng. Việc này bố đã biết, mày đừng nói ra ngoài. Phí Nhất Hoàn nói. Vâng, có điều, con cảm giác Diệp Phàm hình như càng ngày càng làm cho người khác thấy khó hiểu. Phí Nhất Độ nói. Trên đời này có nhiều thứ khó hiểu lắm, đó là bởi vì, mày còn chưa tới cấp độ đó. Đang ở trong cuộc làm sao thấy rõ được toàn cục. Phí Nhất Hoàn thản nhiên nở nụ cười. Nghe nói Quách Phác Dương bởi vì chuyện của Mã Quốc Chính mà bị liên lụy. Lần này điều về thủ đô, không biết Trung ương sẽ sắp xếp cho anh ta chức vụ gì. Quách Phác Dương đi rồi, chú không phải có hy vọng sao? Phí Nhất Độ nói. Việc này không phải là vấn đề mày cần quan tâm, chuyện của chú mày có chút phiền toái. Nét mặt Phí Nhất Hoàn trở nên có chút trầm trọng. Chẳng lẽ là có biến cố? Phí Nhất Độ trong lòng cả kinh, nhìn chằm chằm vào ông bố. Có lẽ, tuy nhiên, tám phần. Phí Nhất Hoàn nói ra mấy từ không liên tục, khiến cho Phí Nhất Độ không hiểu ra sao. Năm cũ trôi qua, Diệp Phàm đón Tết âm lịch trong phòng bệnh. Trước Tết Nguyên Tiêu, hắn ngồi không yên, một mực đòi ra viện. Bởi vì, chuyện cán bộ chuyển quân còn chưa làm xong, trong lòng hắn sốt ruột. Tuy nhiên, Trấn Đông Hải không đồng ý, thậm chí lấy thân phận ủy viên quân ủy, yêu cầu lãnh đạo bệnh viện không được phê chuẩn lời xin ra viện của Diệp Phàm. Thêm 5 ngày, tình hình vết thương của Diệp Phàm cũng đỡ dần. Cũng tới ngày 23 tháng 2, cách hạn chót ngày 1 tháng 3 mà trưởng ban tổ chức cổ hoài cho chỉ có 7-8 ngày. Đang lúc Diệp Phàm lo lắng, Trương Hùng đến bệnh viện. Có tin tức phải không? Diệp Phàm mở miệng liền hỏi. Chuyện Trần Tiến Bình nói đã điều tra rõ toàn bộ, tình hình là thật. Thằng con trai Trương Xuân của Phó Tư lệnh viên Trương Thiên Minh quân khu Việt Châu quả là to gan lớn mật. Để trả nợ khoản nợ lớn do đánh bạc ở Macau, đã dám cuỗm đi hơn 200 khẩu súng bán ra ngoài. Mà Chu Thế Dã lúc ấy vì cá nhân cầu hòa, điều động một trung đội. Kết quả trúng bẫy của Trương Thiên Minh, bị nổ chết 5 binh sĩ. Trương Hùng nói, Chu Thế Dã kia cũng là bị oan uổng rồi. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Ừ, thủ đoạn của Trương Thiên Minh rất cao minh, đa mưu túc trí. Hơn nữa, tư lệnh quân khu Việt Châu Tăng Khai Đồng là cấp trên cũ của Trương Thiên Minh. Có thể nói Trương Thiên Minh là do Tăng Khai Đồng từng bước dìu lên. Trương Hùng sắc mặt rất ngưng trọng. Chẳng lẽ tư lệnh viên Tăng Khai Đồng cũng có dính dấp trong đó? Nét mặt Diệp Phàm cũng trở nên nghiêm túc. Tăng Khai Đồng nếu như có liên lụy trong đó, thì vấn đề này lớn rồi. Phải biết rằng, Tăng Khai Đồng là một vị ủy viên rất có phân lượng trong quân ủy. Quân khu Việt Châu là quân khu lớn, vị trí đứng đầu của ông ta là không thể coi thường. Tăng tư lệnh thì không có vấn đề gì, chỉ là quá tín nhiệm Trương Thiên Minh, thuần túy là bồi dưỡng Tăng Thiên Minh làm người nối nghiệp.
Trương Hùng lắc đầu. Việc này anh báo cáo cho Trấn lão đại chưa vậy? Diệp Phàm hỏi. Tôi nói với cậu trước, cậu không phải bởi vì vấn đề chuyển quân mà buồn phiền sao? Trương Hùng trả lời rất khéo léo. Vậy được, tài liệu này anh cho tôi một bản. Mặt khác, anh lập tức báo cáo cho Trấn tướng quân, không thể qua loa. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi làm mấy bản, bản này là đặc biệt để cho cậu, cho Trấn tướng quân có bản kia. Tôi lập tức đi ngay. Trương Hùng khẽ gật đầu. Chỉ sợ Trấn Đông Hải động thủ quá nhanh chóng, cho nên, Diệp Phàm lập tức đến Triệu gia. Đã có Trần Tiến Bình sắp xếp thì Triệu Sương Sơn khó mà làm khó dễ được. Vậy việc này đầu tiên phải thực hiện công tác đả thông Triệu gia. Bằng không thì, chuyện của Trần Tiến Bình không thể thu xếp được. Triệu Bảo Cương đang uống trà trong phòng, nhận được đề nghị của Diệp Phàm lập tức đồng ý. Diệp Phàm vừa đến, hai người liền vào thư phòng. Diệp Phàm lập tức đem tài liệu tình tiết vụ án có quan hệ đến Trương Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy tới, Triệu Bảo Cương sau khi nhận lấy cẩn thận nhìn một lần. Đồ khốn kiếp! Triệu Bảo Cương đập bàn, khuôn mặt giống như là thiên lôi, rất đáng sợ. Triệu gia thiếu cậu một món nợ ân tình, nói đi, mục đích cậu tới là gì? Triệu Bảo Cương thẳng thắn nói. Trần Tiến Bình! Diệp Phàm đem chuyện của Trần Tiến Bình nói một lần. Việc này dễ xử lý, cậu cứ về đi. Triệu Bảo Cương không giữ Diệp Phàm. Diệp Phàm biết rõ lão sẽ lập tức thông báo cho Triệu Sương Sơn, cho nên cũng không quấy rầy, về thẳng. Phải biết rằng Trương Thiên Minh là môn sinh của Triệu gia ở quân khu Việt Châu, không ngờ thằng môn sinh này lại to gan lớn mật đến thế. Triệu gia sẽ bị liên lụy hay không, cái này thì khó nói. Diệp Phàm chịu đem việc này nói trước cho Triệu Bảo Cương, Triệu Bảo Cương trong lòng dĩ nhiên là nhận ân tình này. Vài ngày sau, ở thủ đô có phản ứng. Phó tư lệnh viên Trương Thiên Minh bởi vì bệnh mà từ chức. Chuyện về sau thế nào thì không phải là vấn đề Diệp Phàm có thể quan tâm. Mà Trần Tiến Bình hai ngày sau được sắp xếp vào văn phòng tỉnh ủy đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm. Dấu ngoặc là cán bộ cấp chính sở. Đồng chí Tăng Khai Đồng, tư lệnh quân khu Việt Châu cũng được điều vào bộ chính trị đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm. Hơn nữa, chức vụ ủy viên quân ủy bị thu lại. Cái này, rất rõ ràng là giáng chức. Mà Chu Thế Dã một lần nữa được đề bạt làm phó tư lệnh viên quân khu Việt Châu, chỉ là Trần Tiến có chút ít tiếc nuối. Bản thân không quay lại quân đội được, tuy nhiên vẫn còn may. Triệu gia đền bù cho anh ta cái chức phó chủ nhiệm văn phòng cấp chính sở, coi như là không lỗ vốn. Vấn đề cán bộ chuyển quân đã hoàn thành toàn diện trước ngày 1 tháng 3 cũng khiến cho Cổ Hoài trong lòng vô cùng buồn bực. Chẳng những không vì chuyện đó tìm được khiếm khuyết của Diệp Phàm. Hơn nữa, ngay cả phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng bởi vậy mà mất. Bởi vì vấn đề chuyển quân thu xếp tốt đẹp, Trương Lâm Hoa hiện tại đã trở thành trưởng phòng chính thức của phòng cán bộ 1. Từ giờ, đã có Trương Lâm Hoa trấn giữ phòng cán bộ 1. Cán bộ phòng 1 đã trở thành địa bàn của Diệp Phàm. Trương Lâm Hoa rất xúc động, trước đó không lâu vẫn còn vì mất đi cái chức chủ nhiệm văn phòng mà nản lòng thoái chí. Không lâu sau lại được điều đến phòng 1 quyền lực hơn, đảm nhiệm chức trưởng phòng. Tuy nói cấp bậc không thay đổi, nhưng cán bộ phòng 1 so với chủ nhiệm văn phòng, quyền lực không chỉ là lớn hơn một tẹo. Đồng thời một vài cán bộ ở ban tổ chức tỉnh ủy cũng đỏ mắt, cũng từ đó thấy được năng lực mạnh mẽ của phó trưởng ban Diệp Phàm mới đến. Lần này rõ ràng trưởng ban Cổ Hoài phải ngậm bồ hòn. Còn đồng chí Ngũ Đương Gia Lôi Nhất Hưng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đương nhiên thiếu chút nữa hộc máu. Vốn cho rằng Diệp Phàm sẽ không quản nổi phòng 1 thì còn có thể về lại tay mình. Không ngờ Diệp Phàm chẳng những giải quyết được vấn đề chuyển quân, hơn nữa ngay cả vị trí trưởng phòng phòng 1 cũng bị hắn gắp lấy. Cán bộ phòng 1, nghiễm nhiên trở thành địa bàn của phó trưởng ban Tiểu Diệp. Cổ Hoài, dĩ nhiên là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đương nhiên, Diệp Phàm trong lúc may mắn cũng đồng thời cảnh giác. Tin rằng đồng chí Cổ Hoài tuyệt sẽ không nhận thua như vậy. Phương pháp này không được, hắn đường đường là trưởng ban. Tuyệt đối sẽ nghĩ ra biện pháp khác để chỉnh đốn mình. Tuy nhiên, lần này Triệu Sương Sơn tỏ thái độ tương đối cứng rắn, ở trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy trực tiếp khen ngợi phó trưởng ban tổ chức, đồng chí Diệp Phàm không hổ là thanh niên xuất sắc đến từ trường đảng Trung ương. Giải quyết vấn đề cán bộ chuyển quân nan giải rất tốt. Hơn nữa, khiến cho quân đội địa phương và bản thân lão hài lòng. Triệu Sương Sơn cứng rắn tỏ thái độ, kỳ thật chính là một cái trong chóng đo chiều gió. Lão ta muốn báo cho đám quan chức trong tỉnh biết, Diệp Phàm,
sau này sẽ là cấp dưới thân tín của Triệu Xương Sơn tôi, các người có muốn động chạm đến hắn hay không cũng phải để ý đến mặt mũi của Triệu Xương Sơn này. Đặc biệt là Cổ Hoài, cảm thấy trên hội nghị thường ủy Triệu Xương Sơn lên tiếng quả thực chính là nhằm vào bản thân mình. Thằng cha này, tuy nói cũng theo Triệu Xương Sơn mà khen ngợi Diệp Phàm vài câu, nhưng kỳ thực trong lòng thì thiếu chút nữa hộc máu. Cổ Hoài không biểu lộ thái độ không được, bí thư Triệu Xương Sơn còn khen ngợi công tác của Diệp Phàm, với tư cách người đứng đầu của ban tổ chức tỉnh ủy, ông mà tỏ thái độ thì không phải là ngang nhiên làm trái với bí thư tỉnh ủy sao? Người mà Triệu Xương Sơn tôi khen ngợi không lẽ Cổ Hoài ông không hài lòng? Quản Nhất Minh lại tỏ ra thản nhiên, giống như việc này chả liên quan rắm gì đến lão. Cổ Hoài thầm mắng lão hồ ly này, đồng thời cũng đâm ra cảnh giác với Quản Nhất Minh. Thời gian loáng một cái đã tới ngày 1 tháng 7 năm 2000. Mấy tháng này, trong ban tất cả vẫn bình thường, tuy nói cũng triệu tập hội nghị đảng ủy trong ban mấy lần, Diệp Phàm chỉ làm khán giả. Không lên tiếng, lúc giơ tay thì cả đám. Tuy nhiên, dần dần lại phát hiện Phượng Quốc Hưng và Cổ Hoài hình như đã có một chút bất hòa. Vị trí của Phượng Quốc Hưng dần dần vững chắc, người này cũng đang gắng sức lung lạc cấp dưới, xây dựng vây cánh cứng cáp rồi dĩ nhiên muốn bay cao. Cổ Hoài còn tưởng tượng một tay khống ban tổ chức tỉnh ủy như trước kia, dần dần mới thấy xuất hiện khó khăn. Buổi chiều, Phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Trần Tiến Bình đến với vẻ mặt hớn hở, tự mình đến văn phòng của Diệp Phàm ở ban tổ chức tỉnh ủy mời Diệp Phàm ăn bữa cơm tối. Hơn nữa, còn là mời khách tại nhà. Diệp Phàm vui vẻ đồng ý, cảm thấy mình ăn bữa cơm này hẳn là thoải mái. Buổi tối, Diệp Phàm xách đến hai chai Mao Đài. Trần Tiến Bình được phân một căn hộ, xe Diệp Phàm vừa mới dừng lại ở dưới khu nhà, đã có người bước nhanh đến mở cửa xe cho mình. Trong lòng hơi kinh ngạc, mới phát hiện người mở cửa xe này, rõ ràng đúng là Trần Tiến Bình, bên cạnh còn có một người trung niên dáng người cao gầy, vẻ mặt oai hùng. Phó trưởng ban Diệp, vừa xuống nhà đã thấy cậu đến rồi, ha ha. Trần Tiến Bình mỉm cười bắt chuyện. Người trung niên kia lại vươn tay ra, vẻ mặt cảm kích, nói. Phó trưởng ban Diệp, chào cậu, tôi là Chu Thế Dã. Tư lệnh Chu, chào anh. Diệp Phàm nhiệt tình bắt tay. Kỳ thật, trong lúc tra án Diệp Phàm đã từ tài liệu Trương Hùng cung cấp thấy ảnh của Chu Thế Dã, cho nên, dĩ nhiên sớm nhận ra. Có điều, nhận ra là một chuyện, nhưng chào hỏi lại là một chuyện khác. Lúc đầu Diệp Phàm dĩ nhiên muốn giả ngu. Phó trưởng ban Diệp, việc của Thế Dã may nhờ có cậu. Bằng không thì... cuộc đời này của Thế Dã cũng không còn hy vọng gì. Không còn hy vọng là chuyện nhỏ, chỉ là trên người Thế Dã phải gánh vết như cả đời. Điều này đối với một quân nhân như tôi mà nói, là chuyện bi thảm nhất. Không giấu gì Phó trưởng ban Diệp, Thế Dã đã từng nghĩ đến việc đi đến quân ủy thỉnh cầu xét xử Trương Thiên Minh. Có điều, bởi vì liên lụy quá nhiều, Thế Dã cuối cùng không làm như vậy. Thế Dã cho rằng chuyện khó với lên trời, cứ để Phó trưởng ban Diệp giải quyết. Chu Thế Dã nói xong, tuy không nói ra một chữ cảm ơn, nhưng, từ lời nói, Diệp Phàm có thể cảm giác được sự chân thành của Chu Thế Dã. Một tướng quân có tinh thần trọng nghĩa như vậy, Diệp Phàm cảm thấy, người như thế đáng để làm bạn. Chương 1365, Tập đoàn Hòa Thượng. Chu tướng quân, hành động của anh làm cho tôi bội phục. Ở xã hội mà xu hướng đặt lợi ích của mình lên trên hết như bây giờ, Chu tướng quân một thân chính khí rất làm cho tôi bội phục. Đương nhiên, đối với vụ án, tôi cũng là may mắn gặp dịp. Vừa vặn gặp đúng người, ha ha. Diệp Phàm cười thản nhiên nói. Lời nói tuy qua loa, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tán thành đối với Chu Thế Dã của hắn. Chúng ta lên nhà chứ? Trần Tiến Bình mời nói. Ba người đi lên lầu. Vợ và con trai Trần Tiến Bình vẻ mặt nhiệt tình cảm kích đi ra nghênh đón. Như là tiếp đãi khách quý, khiến cho Diệp Phàm hơi ngược. Đồng thời, cũng có chút tự hào. Ăn uống một lát, hai bên càng thêm hòa hợp, cũng bắt đầu tán chuyện. Phó trưởng ban Diệp, nghe nói cậu đang điều tra tiếp sau thảm án 88. Chu Thế Dã thu lại nụ cười, nói. Việc này Chu tướng quân cũng biết. Diệp Phàm giật mình, đích xác hơi bất ngờ. Trung ương sẽ không vô cớ phái đặc phái viên, Thế Dã tuy là một kẻ vũ phu, nhưng có vài chuyện cũng có thể suy đoán được một chút. Chu Thế Dã rất khiêm tốn, nói. Diệp Phàm dứt khoát gật đầu thừa nhận. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm giác Chu Thế Dã có thể có chuyện muốn nói. Nghe vụ thảm án rắc rối phức tạp,
Thế Dã lúc nhàm chán cũng có xem qua bản tin đề cập đến. Tôi cảm thấy rằng, Lô An Cương tuyệt đối không nói ra kẻ đầu têu phía sau màn. Hắn tối đa chỉ có thể coi là đại tướng, tiên phong, mà thôi. Chu Thế Dã nói ra gây kinh động. Tôi cũng hơi hoài nghi, chỉ là, chứng cứ thật sự khó có thể tra được. Diệp Phàm có chút tiếc nuối, lắc đầu. Nghe nói Lô An Cương trước kia là do chính tư lệnh quân khu tỉnh đồng chí Vu Thăng đề bạt. Chu Thế Dã nói đầy ẩn ý. Diệp Phàm nghe xong, giật mình, cố ý nói. Việc này chúng tôi cũng biết, đồng chí Vu Thăng lúc ấy còn vô cùng đau lòng. Chửi mình mắt bị mù này nọ, chuyện này, ở trong thể chế thuần túy là bình thường. Lãnh đạo đề bạt cấp dưới, sao có thể biết rõ bọn cấp dưới nghĩ cái gì? Đúng thế. Trần Tiến Bình khẽ gật đầu. Thế Dã trong lúc vô tình đã nghe được một ít tin tức nhỏ. Chu Thế Dã nói đến đây liếc nhìn Diệp Phàm. Chu Tư lệnh mời nói. Diệp Phàm nói. Bố của Lô An Cương tên là Lô Cư Nhất, từng cùng quản Nhất Minh làm việc cùng nơi. Thời kỳ đó là thời kỳ đặc thù, bọn họ gọi là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Lô Cư Nhất và quản Nhất Minh hai người đều rất trẻ, hơn nữa, đồng thời cùng yêu một cô gái trong thị trấn tên là Lý Muội Dung. Kỳ thật, Lý Muội Dung quen Lô Cư Nhất trước, thông qua Lô Cư Nhất mới biết được quản Nhất Minh. Lý Muội Dung trên thực tế là thích Lô Cư Nhất, chỉ là, Lô Cư Nhất khá trung thực, tương đối chú trọng phương diện tình cảm. Hơn nữa, hoàn toàn không dám mở miệng thổ lộ lời yêu. Mà quản Nhất Minh thì lợi hại hơn nhiều. Lại xảy ra việc tiên hạ thủ vi cường đem gạo sống nấu thành cơm. Nghe nói là đêm hôm đó Lý Muội Dung uống say, quản Nhất Minh đưa bà ấy đi về, xử lý tại chỗ ngay trên bãi cỏ tranh. Chu Thế Dã vừa nói đến đây, Trần Tiến Bình há miệng mắng. Xúc vật. Ừ, quản Nhất Minh xử lý Lý Muội Dung trên thực tế vẫn còn có mục đích. Bởi vì bố của Lý Muội Dung lúc đó vẫn còn là phó chủ tịch huyện. Quản Nhất Minh dĩ nhiên là nhìn thấy chỗ tốt này mà hành động. Mà đồng chí Lô Cư Nhất vẫn cứ chẳng hay biết gì, chỉ cảm giác là Lý Muội Dung làm sao dần dần xa cách với mình. Về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì mà biết được việc này, Lô Cư Nhất giận dữ, chạy đến đánh cho quản Nhất Minh một trận. Từ đó, hai người trở thành oan gia đối đầu, mà quản Nhất Minh mượn thế lực của bố Lý Muội Dung. Sau đó không lâu bay thẳng lên mây, lại vứt bỏ Lý Muội Dung. Để đền bù. Lý Muội Dung lại được gả cho em trai của quản Nhất Minh là quản Thanh làm vợ. Sinh ra quản phi nhưng thật ra là con của quản Nhất Minh. Chẳng qua, Lô Cư Nhất vẫn vụng trộm chiếu cố Lý Muội Dung, có quan hệ nam nữ hay không thì tôi không rõ. Chỉ có điều, chuyện này lại bị quản Nhất Minh phát hiện ra. Từ đó ghi hận trong lòng. Vài năm sau, quản Nhất Minh đã tìm được cơ hội. Lúc ấy Lô Cư Nhất đảm nhiệm chức cục trưởng cục xây dựng thành phố Hải Châu. Bởi vì tòa nhà Hải Châu Nguyệt Lượng bị sập mà phải vào tù, cuối cùng bị chết ở trong tù. Quản Nhất Minh lúc ấy đã là cán bộ cấp chính sở, người này đem giận dữ chút lên người nhà của Lô Cư Nhất. Vẫn cứ đuổi tận giết tuyệt, muốn đem toàn bộ thân thích của Lô Cư Nhất bóp chết ở trên quan trường. Tuy nhiên, về sau Lô An Cương gặp được Vu Thăng, có đồng chí Vu Thăng che chở, quản Nhất Minh muốn ra tay cũng khó khăn, dù sao hệ thống quân đội là hệ thống riêng, từ sau đó Lô An Cương đi theo Vu Thăng. Tuy nhiên, có một cơ hội ngẫu nhiên rơi xuống. Tôi lúc ấy điều tra chuyện của Trương Thiên Minh, lại tra ra một ít chuyện của Vu Thăng. Chu Thế Dã nói đến đây uống một hớp rượu, Diệp Phàm thì vẻ mặt chú ý. Vu Thăng lúc trẻ đã từng cứu một hòa thượng trên Ngũ Đài Sơn tên là Chí Dã. Có điều, người này bây giờ cũng là một cao thủ. Nghe nói, một cước có thể đá gãy cây to bằng cái bát ăn cơm. Đứa cháu họ xa của hắn tên là Chu Thanh. Người này luyện vài chục năm công phu quyền cước cùng Chí Dã, cũng rất cao minh. Lúc ấy lý do tôi mất đi 5 tên thủ hạ bộ đội đặc chủng, chính là Chu Thanh lén ra tay, dùng phi tiêu phi chết trước. Sau đó mới cho thuốc nổ nổ tung. Trương Thiên Minh với Vu Thăng lại không có liên hệ gì, Chu Thanh chỉ là cùng với con trai Trương Xuân của Trương Thiên Minh là bạn bè thân thiết mà thôi. Chu Thế Dã nói đến đây thì dừng chủ đề lại. Cảm ơn. Diệp Phàm chỉ nói hai chữ. Cơm nước xong xuôi, Diệp Phàm gọi cho Túc Nhất Tiêu, Vương Chiêu đến chỗ Trương Hùng. Lúc Diệp Phàm đem tin tức Chu Thế Dã cung cấp nói ra, mấy người trong phòng tâm tình đều rất nặng nề. Chẳng lẽ kẻ đầu sỏ sau màn chính là tư lệnh viên Vu Thăng, việc này quá kinh người. Túc Nhất Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, nói. Tôi chỉ cảm thấy có một cao thủ, người này so với tôi lợi hại hơn nhiều.
chỉ là, người này cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng. Chỉ có thể cảm giác mà không thấy được người thật, chẳng lẽ người này chính là Chí Dã? Vương Chiêu nói, Chu Thanh đã bị bắt chưa vậy? Diệp Phàm hỏi, Chu Thanh mất tích, tạm thời còn chưa tìm được. Đặc phái viên của Thủ tướng Trần Hằng Phong nói, người này là nhân vật mấu chốt, có lẽ, hắn sẽ biết được một ít chuyện của Chí Dã. Có điều, phải điều tra trọng điểm thêm Chí Dã. Diệp Phàm nói, quay người nhìn Túc Nhất Tiêu, hỏi, tập đoàn Dương Điền gần đây có chiều hướng gì hay không? Chiều hướng, nếu như nói chiều hướng khá lớn chính là đình chỉ hợp tác với Thủy Châu bên kia. Mà công ty khai thác mỏ ở Ngư Đồng vẫn khai thác bình thường. Quản phi từ nước Mỹ trở về, nhìn không thấy khác gì. Chỉ là đi cà nhắc. Túc Nhất Tiêu nói, giám sát biến thái, đồ chơi không có, lại để ý đi đường không bình thường. Vương Chiêu vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Tuy nhiên, các anh phải chú ý một chút, tôi đang theo dõi quản phi đồng thời phát hiện ra một chuyện ngoài tình huống. Bên cạnh quản phi có một tên hòa thượng, vốn không biết hắn là hòa thượng. Chỉ là một lần ngẫu nhiên thấy hắn sửa sang lại đầu, mới biết được hóa ra là đội tóc giả. Người này không phải là từ Ngũ Đài Sơn đến chứ? Túc Nhất Tiêu nói, nhìn Diệp Phàm và Vương Chiêu, còn nói đem. Hơn nữa, ảnh của anh và Vương Chiêu bị quản phi treo trên tường dưới tầng hầm. Quản phi mỗi ngày đều phải đến đâm mấy đao mới hả giận. Xem ra, trưởng ban Diệp, hai chúng ta thành đống cỏ khô rồi. Vương Chiêu còn có thể ha ha cười nói. Các anh phải cẩn thận một chút, quản phi hận các anh như thế. Có thể âm thầm ra tay hay không cũng khó nói, loại người như thế bây giờ đã không phải là một người bình thường, chuyện gì cũng có thể làm. Trương Hùng nói, lão Túc cũng chú ý điểm này, đừng làm cho bọn chúng phát hiện ra. Diệp Phàm dặn dò, không có việc gì, tôi rất cẩn thận, gọi người khéo léo đi làm, cũng là trong lúc vô ý thấy một cao thủ. Nếu bàn về quyền cước hắn không được tốt lắm, nhưng, về phương diện theo dõi, trèo tường thực là một cao thủ. Nghe nói tổ tiên của hắn trước kia là làm nghề ba ngón. Túc Nhất Tiêu thản nhiên nói. Trộm! Vương Chiêu lại có hứng thú, tuy nhiên, Túc Nhất Tiêu không chịu tiết lộ thân phận người này, Vương Chiêu đành phải chép miệng buồn bực, bộ dáng như muốn bức hỏi lại thôi. Vương Chiêu, trên đời này, mỗi người đều có bí mật. Bí mật này chính là mấu chốt sống còn của họ. Anh không phải cũng có rất nhiều bí mật giám đốc Sở Túc Kê cũng không biết sao. Diệp Phàm cười ha ha nói. Tôi hiểu, chỉ là hơi hiếu kỳ mà thôi. Vương Chiêu khẽ gật đầu. 2 giờ qua đi, một người trẻ tuổi đi đến, đưa cho Trương Hùng một phần tài liệu. Hắn nhìn một lần lại đưa cho Diệp Phàm, cười nói. Theo tin tức điều tra sơ bộ được, Hồng Môn Tự, trên Ngũ Đài Sơn đích xác có một hòa thượng tên là Chí Dã. Tuy nhiên, người này hình như tinh thần hơi thất thường. Cả ngày điên điên khùng khùng, nghe nói thường xuyên mất tích. Mỗi lần đi là 10 ngày nửa tháng. Tất cả mọi người cho là hắn là kẻ điên, cũng không ai quản hắn. Có điều, Chí Dã mặc dù điên, nhưng bối phận rất lớn. Nghe nói còn là sư huynh đệ của chủ trì Chí Lâm. Cho nên, có lúc Chí Dã làm chuyện điên cuồng khác người, ví dụ như, ở trong chùa ăn thịt chó uống rượu, những cái đó hòa thượng biết rõ thân phận của hắn dọa người, cũng không ai dám đi quản hắn. Bởi vì... chủ trì Chí Lâm đều mắt nhắm mắt mở thì những người khác nào dám đi trêu chọc ôn thần này. Hồng Môn Tự ở Ngũ Đài Sơn tương đối có danh tiếng, chủ trì Chí Lâm đại sư là cao nhân một đời. Ở phương diện Phật Pháp dưỡng sinh còn rất có thành tựu, nghe nói có mấy quan to cấp tỉnh hay cấp bộ nào đó vẫn thường xuyên đến Hồng Môn Tự cùng Chí Lâm đại sư tham thiền lý Phật, trò chuyện một chút về con đường Phật Pháp dưỡng sinh vân vân. Chí Lâm chẳng những Phật Pháp cao thâm, võ công lại càng tinh thâm. Dùng thuật ngữ quốc thuật mà nói, hắn là cao thủ 8 đẳng. Ngay cả những ngành bí mật của quốc gia đối với hắn cũng đều rất tôn kính. Trương Hùng nói đến đây, thần sắc hơi quái dị liếc nhìn Diệp Phàm. Bởi vì Diệp Phàm chính là cấp 8 đẳng, gã nghĩ là có thể kiềm chế Chí Lâm. Xem ra, việc này còn có điểm khó giải quyết. Nếu như muốn động Chí Dã, khẳng định là phải lên tiếng chào hỏi với Chí Lâm. Bằng không thì... Chí Lâm vận dụng sức ảnh hưởng của hắn muốn gây chút phiền toái cũng rất đau đầu. Diệp Phàm nhíu mày, không ngờ một tên hòa thượng lại là cao thủ 8 đẳng. Ừ, hắn cũng không phải đại biểu cho một người, mà là đại biểu cho một cái chùa, nói quá lên, là cả một tập đoàn hòa thượng. Nếu như chúng ta động đến Chí Dã, Chí Lâm sẽ làm khó dễ.
đoán chừng sẽ giật dây tất cả hòa thượng cả nước đi ra lý luận. Cái đội ngũ này cũng không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa, nếu như ngay cả Thiếu Lâm tự cũng đứng ra, vậy thì càng đau đầu. Trương Hùng lông mày nhíu lại tương đối chặt. Chương 1366, lấy loạn giành thắng lợi. Hừ, bất luận liên quan đến người nào, đều bí mật bắt giữ. Diệp Phàm hừ giọng nói, giống như hạ mệnh lệnh, liếc mắt nhìn Trương Hùng một cái nói. Hòa thượng thì có thể vi phạm trầm trọng pháp luật quốc gia sao? Chí Lâm muốn càn quấy, chúng ta có thể công bố việc Chí Dã gây nên. Nói vậy Chí Lâm cũng không muốn thấy sư đệ thân bại danh liệt, làm tổn hại đến danh dự của Hồng Môn. Đương nhiên, có thể làm bí mật thì bí mật một chút. Việc này chúng tôi có cách, ngay cả Chí Lâm cũng không ngờ được. Trương Hùng thản nhiên cười cười, thật ra Diệp Phàm không có nghi ngờ lời của anh ta. Tổ đặc nhiệm A muốn làm thì sợ thiếu cách hay sao, làm hiện trường giả, khiến Chí Dã biến mất khỏi thế giới này, một chút vấn đề đều không có. Phó trưởng Ban Diệp, biệt thự quản phi quả nhiên đã bí mật rời đi cái gì rồi. Hiện ở bên trong đã rỗng tuếch, trước kia chắc chắn có đồ vật gì đó, bằng không, sao dưới biệt thự lại có tầng hầm lớn vật. Có 4 tầng lầu, bên trong ban đầu để chẳng lẽ chính là chim hóa thạch hay sao? Tuy nhiên, bây giờ không biết đã rời đến đâu rồi. Vương Triều nói, khi cậu đi vào không ai phát hiện chứ? Diệp Phàm hỏi, tuyệt đối không ai phát hiện, tôi vô cùng cẩn thận. Vương Triều nói, ôi, mất thời cơ chiến đấu à? Lúc ấy nếu không bị Quản Nhất Minh ngăn cản, đã sớm lộ rõ chân tướng. Diệp Phàm thở dài, trong mắt đầy phẫn nộ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Cọp chết để ra, người chết để tiếng. Tôi không tin tập đoàn Dương Điền bền chắc như thép không thể đi vào. Chỉ cần phạm chuyện gì, luôn có chỗ để chui. Trần Hằng Đỉnh lạnh giọng hừ nói. Cuối tháng 8, Diệp Phàm nhận được thông báo của Cổ Hoài, nói là để hưởng ứng kêu gọi tỉnh ủy. Phải điều một số cán bộ tới Tây Tạng tạm giữ chức. Hơn nữa làm cuộc kiểm tra một số sinh viên mới phân bổ, chọn những người ưu tú trúng tuyển, điều phối vị trí thích hợp. Diệp Phàm sau khi trở về phòng làm việc liền gọi trưởng phòng Trương Lâm Hoa lại. Sau khi xem toàn bộ tài liệu, Trương Lâm Hoa không ngờ nhíu mày lại. Phát hiện điều gì sao? Diệp Phàm hỏi. Vấn đề tương đối lớn, trước kia trong bộ chỉ tổ chức đi có 3 năm. Hơn nữa, chỉ cần cán bộ có chí tiến thủ, tất cả đều tranh nhau ghi tên. Trên thực tế là sau khi chấm dứt 3 năm, trở về còn được đề bạt. Việc này đã thành cầu thang thăng quan. Những cán bộ này, đơn giản chỉ là đi thử vàng mà thôi. Lần này mệnh lệnh tỉnh ủy truyền đạt có chút hà khắc, thời gian 3 năm sửa thành 5 năm. Lấy cớ là tỉnh Việt Đông chúng ta ủng hộ người cho Tây Tạng, thúc đẩy hai bên giao lưu. Thời gian tận những 5 năm, đời người có mấy cái 5 năm chứ? Trưởng phòng Trương Lâm Hoa thở dài. Việc này còn không phải là điểm mấu chốt, anh nhìn kỹ xem. Diệp Phàm duỗi tay chỉ vào mấy chỗ ở tài liệu. Sau khi Trương Lâm Hoa xem qua, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, nói. Lần này cán bộ hai bên giao lưu chỉ sợ không đơn giản, bên trong có phải có ngụ ý khác hay không? Người chúng cử phải là cán bộ lão thành có kinh nghiệm phong phú. Tuổi phải từ 40 đến 50 mới được gọi là cán bộ lão thành kinh nghiệm phong phú. Đúng vậy, cấp cán bộ này, nói như vậy đều phải là cấp cục trưởng, thậm chí là cấp phó giám đốc sở, giám đốc sở. Cán bộ này ở tỉnh Việt Đông chúng ta tương đối nhiều, nhưng đều là cán bộ chiếm chức vị quan trọng. Như trưởng phòng mà nói, bình thường đều là lãnh đạo một huyện, hoặc cục, thành phố, mà phó giám đốc sở lại càng lợi hại. Diệp Phàm nói, liếc mắt nhìn Trương Lâm Hoa một cái, lại nói thêm. Đào đâu ra người, lần này, phỏng chừng không dễ lựa chọn. Trước kia là mọi người tranh nhau đi, lần này tôi thấy không phải cơ hội, mà là vũng bùn. Một cán bộ 40 tuổi, có mấy người chịu ở 5 năm. Chờ bọn họ giữ chức trở về, thì vị trí trước đây cũng chẳng được ấy chứ. Mà tuổi cũng qua thời Hoàng Kim, đâu còn sức mà bon chen nữa. 5 năm là rất dài, doanh trại thì cố định còn người lính thì thay đổi liên tục, sau này anh có còn được ở đây công tác nữa không đã rất khó nói rồi, chứ đừng nói đến lãnh đạo tỉnh ủy. Đến lúc đồng chí này trở về không có vị trí tốt, lãnh đạo lại thay đổi người. Họ tìm ai khiếu nại đây? Trương Lâm Hoa gật gật đầu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói. Chẳng lẽ là ỏ tỉnh có tác động gì, muốn tẩy trừ ai? Không loại trừ khả năng này,
ví như, cậu làm lãnh đạo, cậu không thích một người nào đó. Hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để đem người đó đi Tây Tạng. Còn được tiếng là giúp đỡ Tây Tạng, Tân Cương nữa. Diệp Phàm hừ nói, cái này có gì khác thời cổ đại xung quân, đến lúc đó không ai đăng ký, lại muốn hoàn thành chỉ thị tỉnh ủy, phòng cán bộ chúng ta liền khó làm. Ép người ta đi, thì đắc tội với người ta. Hơn nữa, nhóm người lần này có 5-60 người, số lượng không ít. Nếu không bố trí tốt sẽ xảy ra chuyện gì? 5-60 phó giám đốc sở, cán bộ cấp giám đốc sở, cũng không thể khinh thường lực lượng. Vẻ mặt Trương Lâm Hoa ưu tư. Không biết trưởng ban Cổ Hoài có chỉ thị gì? Còn chỉ thị, cậu không phải không biết. Hiện nay trong cảm nhận của lão ấy, chúng ta là cái gì, tự cậu ngẫm lại xem. Diệp Phàm hừ nói. Trưởng ban Diệp, anh xem làm sao bây giờ, anh nói tôi phải chấp hành như thế nào. Trương Lâm Hoa tỏ thái độ, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cậu ta đã một lòng đi theo Diệp Phàm. Việc này để tôi xem xét một chút rồi nói sau, phải biết rõ ý đồ lãnh đạo mới được. Bằng không, chọn người lung tung, cậu nói chọn ai đi. Nói khó nghe một chút, đem người mà lãnh đạo vừa ý đến Tân Cương, Tây Tạng thì phỏng chừng cái mũ của tôi cũng bay đi mất. Người ta còn có thể nói như thế nào, nói cậu không lĩnh hội được ý đồ lãnh đạo. Cuộc đời vốn là như vậy đấy. Diệp Phàm nói, chuyện kiểm tra sinh viên mới phân bổ, thì xử lý như thế nào? Trương Lâm Hoa xin chỉ thị nói, quy củ cũ làm như thế nào? Diệp Phàm hỏi, trước kia đều là kiểm tra trước, sau đó căn cứ vào năng lực công tác. Tuy nhiên, việc này, đều chỉ là làm bề ngoài, xem anh có bản lĩnh không. Trên thực tế, việc bố trí người trong bộ sớm đã định rồi, chỉ có điều làm cho nhóm sinh viên xem, ra vẻ công bằng mà thôi. Trương Lâm Hoa cau mày, nói, cậu có phát hiện ra lần này sinh viên phân bổ có chỗ nào khéo léo không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm tài liệu hỏi. Trương Lâm Hoa lại cẩn thận xem lại tài liệu một lần, cuối cùng chỉ đích danh nói. Xếp hạng người này có chút cổ quái, anh xem, người này là bạn học Lý Sâm, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Xem như là đại học của quốc gia chúng ta, tuy nhiên, rất kỳ lạ là đứng cuối cùng, vì đến từ nông thôn. Mà cô gái xếp thứ nhất Ngô Nguyệt này, theo thân phận lý lịch, là con gái giám đốc sở tài chính tỉnh Ngô Dạ Lâm. Tuy nói Ngô Nguyệt tốt nghiệp đại học khoa chính quy, nhưng là đại học hạng 2. Việc này chẳng phải có chút bất thường sao? Ừ, cậu cũng nhìn ra vấn đề này. Nhìn thấy không, lần này tỉnh ủy và cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh muốn nhận 100 sinh viên. Đã trải qua sơ tuyển lần thứ 2 và lấy được 300 người, 3 người chọn 1, áp lực cạnh tranh vẫn còn rất lớn. Mà những người sắp xếp ở phía trước đều có chút bối cảnh mạnh mẽ. Bên trong chẳng những có thần tài như giám đốc sở Ngô, còn có phó sở thân thích các quan lớn ở tỉnh. Vừa rồi Ngô Ngôn tùy ý nhìn một chút, nhận ra người xếp hạng thứ 10 là Chu Khôn, chính là cháu của phó chủ tịch tỉnh Chu Phương Ninh. Tôi lúc ấy không chú ý tới việc này, từ Ngô Ngôn nói ra điều này, tôi cảm thấy việc này có thể không đơn giản như vậy. Có lẽ, cấp trên sớm lập danh sách, chúng ta chỉ có thể chấp hành. Tuy nhiên, như vậy đối với các sinh viên khác mà nói, rất không công bằng. Tuy rằng lần này Diệp Phàm tôi là quan chủ khảo của cuộc sát hạch, không thể làm hoàn toàn công bằng. Nhưng muốn là tương đối công bằng. Diệp Phàm thản nhiên nói. Anh nói đây là ý của trưởng ban Cổ. Nếu quả thật là như thế, phó trưởng ban Diệp, tôi thấy hay là chiếu theo ý cấp trên mà xử lý thôi. Chúng ta không nhất thiết phải gây ra phiền toái. Dù sao với những việc như thế này cũng là rất bình thường. Trương Lâm Hoa nói. Ha ha, không nhất định là ý của một mình ông ta. Như quản phó và lãnh đạo tỉnh ủy có thể mịt mờ nói vài câu để trổ tài miệng lưỡi của lãnh đạo. Đương nhiên, chắc chắn cũng có ý của trưởng ban Cổ. Vị trí tốt khẳng định được để cho các đồng chí ở phía trước. Diệp Phàm có vẻ hơi châm chọc nói. Những người đó tổ hợp cùng chỗ chính là một tập đoàn khổng lồ. Nếu chúng ta không theo ý của họ an bài, phỏng chừng sẽ bị công kích tập thể. Ha ha, chúng ta coi như không biết mà làm, nên làm như thế nào thì làm như thế. Tôi nói rồi, muốn tương đối công bằng một chút. Bằng không, sẽ có người đâm cột sống tôi. Hơn nữa, việc này, lại nói tiếp mặc kệ anh như thế nào người ta đều có ý kiến. Ví như cậu bố trí cho con gái giám đốc sở Ngô Ngô Nguyệt vị trí tốt, nhưng phó chủ tịch tỉnh Chu lại có ý kiến. Có lẽ phía sau lại chợt hiện ra giám đốc sở Lý, chủ tịch tỉnh Vương, chủ nhiệm Trương,
dù sao cậu đều không thể công bằng. Diệp Phàm thản nhiên nói, mặc dù đang cười, nhưng vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Trương Lâm Hoa cũng cảm giác rất đau đầu. Giành chiến thắng trong hỗn loạn, trước tiên định ra một trình tự. Ví như tầng thứ nhất gồm 10 người đầu tiên, tầng thứ hai từ 11 đến 20, cứ như vậy đến 100, chia chức vị thành 10 bậc. Mà sát hạch 10 đồng chí đối lập nhau, 10 vị này cần rút thăm. Lấy mẫu ngẫu nhiên công việc nào thì làm việc đó. Đương nhiên, việc này cũng phải theo chú ý theo chuyên môn của bọn họ mới được. Theo chi tiết của người đó thiết kế là được. Diệp Phàm nói, rút thăm, từ trước tới giờ chưa có làm qua. Làm như vậy liệu những người khác có thể chỉ trích chúng ta không làm tròn trách nhiệm hay không, bố trí công tác cũng có thể loạn như chim uyên ương. Tuy nói phù hợp chuyên môn phân loại ra, nhưng, luôn làm cho người ta có cảm giác không nghiêm túc. Vẻ mặt Trương Lâm Hoa kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu lên. Ha ha, phù hợp chuyên môn thì có gì chỉ trích chúng ta? Ví như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ đều chuyên môn làm thư ký, mà văn phòng tỉnh ủy cần thư ký. Văn phòng ban tổ chức cán bộ chúng ta cũng cần thư ký. Bọn họ lấy ngẫu nhiên chỗ nào thì đi làm chỗ đó. Dù sao đều là làm thư ký, có cái gì khác nhau? Kể từ đó, các lãnh đạo không thể chỉ trích chúng ta bố trí loạn, không theo ý tứ bọn họ mà bố trí cái gì. Chỉ có thể trách bọn họ không may mắn thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười. Tôi hiểu rồi. Trương Lâm Hoa gật gật đầu, lại hỏi. Lần này địa điểm sát hạch chuẩn bị ở chỗ nào? Chương 1367, để trong lòng. Thâm Quyến đang cải cách mở cửa, thì sắp xếp về đấy đi. Để cho những sinh viên này cũng nhận thức một chút cái gọi là hiện đại hóa, cái gọi là cải cách mở cửa. Diệp Phàm cười nói, liếc mắt nhìn Trương Lâm Hoa một cái, còn nói thêm. Phải tạo ra thanh thế, tuy nhiên, ở phương diện xử lý hoạt động chung phải nghiêm túc thực hành tiết kiệm, kinh phí trong bộ cũng không dư giả, lên chỗ trưởng ban xin ít tiền cũng rất khó. Việc này chỉ sợ hơi khó khăn, muốn chất lượng tốt, nhưng lại không thể tiêu nhiều tiền. Vẻ mặt Trương Lâm Hoa có chút buồn bực. Trưởng phòng Trương, thiếu tiền không có nghĩa là không làm được việc, cậu cứ tìm xem. Ví như khách sạn, sân bãi vừa thực tế lại tiết kiệm. Hơn nữa chất lượng cũng không thể quá kém, như kiểu nhà khách mà giống như cái tổ chim thì lại không được. Bằng không, có người sẽ nói ban tổ chức cán bộ chúng ta không tổ chức hoạt động mà chạy lên Thâm Quyến làm gì. Đây không phải là đốt tiền nhà nước hay sao? Diệp Phàm nói. Tôi nhớ tới một nơi, tập đoàn khách đô cũng rất được. Trương Lâm Hoa nói. Cậu đã ở đó chưa? Diệp Phàm hỏi. Thời gian trước khai trương, tôi đã có bạn ở đó. Nói là chất lượng 3 sao, nhưng phí nghỉ cũng không tính cấp tiêu chuẩn, thu phí như nhà khách bình thường. Trương Lâm Hoa cười nói. Tổng bộ tập đoàn khách đô không phải ở tỉnh thành, nghe nói rất có danh tiếng. Tài sản tập đoàn đạt tới 7-800 triệu. Sao lại không làm khách sạn cao cấp chứ? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Không phải tình hình như vậy, lúc ấy nghe nói có nhiều chi nhánh Thâm Quyến quy mô kém một chút, không đến 100 cái, cho nên, không thể nâng cấp khách sạn. Kỳ thật, khách sạn phục vụ, về mặt thiết bị còn kém cấp 3 sao. Hơn nữa, sinh viên mới chúng ta hơn 300 người, hẳn là ở được. Nghe nói, tập đoàn khách đô chỉ coi đây là nơi quảng cáo, tuyên truyền thương hiệu với khách hàng. Các chi nhánh chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong tập đoàn khách đô bọn họ mà thôi. Trương Lâm Hoa cười nói. Xem ra, lãnh đạo tập đoàn khách đô đúng là có chút thủ đoạn. Vì để quảng cáo, sẵn sàng kiếm ít tiền đi một chút để đề cao danh tiếng. Đối với việc buôn bán mà nói, độ nổi tiếng chính là tiền mặt. Giống như các công ty Matsushita, Toyota, Microsoft, tên chính là thương hiệu. Chỉ cái tên này cũng có thể bán đấu giá đến mấy tỷ. Diệp Phàm gật gật đầu. Kỳ thật, vừa rồi tôi còn có điều chưa nói. Tôi muốn nói chính là... Bộ dáng Trương Lâm Hoa hơi ngượng ngùng. Nói đi, chúng ta còn xa lạ như vậy sao? Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Chủ tịch Lý bánh mì của tập đoàn khách đô là bằng hữu của tôi, cho nên, việc này... Trương Lâm Hoa nói ra tình hình thực tế, có chút xấu hổ. Lý bánh mì... Tên này có ý chăng? Có phải từ nhỏ chưa ăn đủ bánh mì hay không? Cho nên, ngay cả tên cũng đặt là bánh mì. Hiện tại làm chủ tịch hội đồng quản trị, phỏng chừng là bánh mì kia cũng không ăn được, ha ha ha. Diệp Phàm không nhịn được cười to vài tiếng, liếc mắt nhìn Trương Lâm Hoa một cái, nói.
việc này giao cho cậu làm đi. Xoay người, Diệp Phàm trầm ngâm một chút nói. Cậu có nghĩ tới, Lý Bánh Mì kia có phải chính là ủy viên mặt trận Tổ quốc tỉnh Lý Bánh Mì hay không? Chính là ông ta, vẫn là đại biểu tỉnh và cả nước. Người này thích làm người khác vui, chỉ việc quyên tăng xây dựng đã đạt tới mấy chục triệu. Hơn nữa, Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần trước, Chủ tịch Lý đưa ra rất nhiều đề nghị. Ngay cả Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tiếp thu mấy phần. Chính là mở Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân, lời nói Chủ tịch Lý cũng tương đối có sức thuyết phục. Lần trước không phải biện luận về một đề tài triển khai trong cuộc họp cùng Phó Chủ tịch tỉnh Chu Phương Ninh sao? Cuối cùng bác bỏ được đồng chí Chu Phương Ninh, khiến mặt đồng chí đỏ thẫm, đường đường là Phó Chủ tịch tỉnh thiếu chút nữa biến thành con chuột chui cống mà đi. Tuy nhiên, nghe nói Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý rất thích bánh mì, mỗi ngày đều ăn bánh mì, một bữa không có bánh mì thì thấy ăn không ngon. Hơn nữa, bữa sáng khách sạn khách đô lấy bánh mì làm đồ ăn chính, là ham mê của Chủ tịch Lý. Nghe nói trước đây nhà Chủ tịch Lý kinh tế không tốt, khi còn bé nhìn thấy quán người ta nướng bánh mì nóng thèm chảy cả nước miếng. Cho nên, thề về sau thành đạt rồi thì muốn ăn hết bánh mì trong thiên hạ. Mà bánh mì khách đô làm tương đối ngon. Nghe bạn tôi nói là bánh mì khách đô đặc biệt thơm ngon. Cái da mỏng, hương vị ngọt ngào vừa phải. Trương Lâm Hoa cũng không dừng lại, mỉm cười. Ha ha ha, được, vài ngày nữa tôi cũng đi nếm thử bánh mì khách đô. Nếu là ủy viên Lý mở khách sạn kinh tế, về phương diện chất lượng như vậy không vấn đề gì. Dù sao, kiếm tiền còn không quan trọng bằng mặt mũi ủy viên Lý. Hơn nữa, xem ra, ủy viên Lý thật đúng là người vui vẻ thân thiện. Nếu ủy viên Lý vui vẻ thân thiện như thế, chúng ta mượn hoạt động giúp ông ấy một phen. Việc thiện thiên hạ chúng ta cũng muốn làm. Hơn nữa, Lâm Hoa cậu ngẫm lại xem, người như Chủ tịch Lý sẽ sợ cái gì? Diệp Phàm cười thần bí nhìn Trương Lâm Hoa. Sẽ sợ cái gì? Người ta nhiều tiền thế lớn, ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh chủ cũng dám chống lại, không nể mặt Tử Đô một chút, ông ta sợ ai? Trương Lâm Hoa đáp lại, cảm thấy vấn đề Diệp Phàm đưa ra thật khó hiểu. Nhiều tiền thế lớn có thể hoành tráng, Lâm Hoa, cậu nghĩ sai rồi. Tập đoàn tài chính lớn cũng chẳng qua là một chữ quan. Ví như nói công ty của Chủ tịch Lý, nếu Phó Chủ tịch tỉnh Chu muốn gây phiền toái. Cứ 2-3 ngày lại cho người đến công ty của ông ấy kiểm tra, tuy nói, sẽ không làm gì ông ấy, nhưng cũng có thể làm phiền ông ấy. Ông ấy còn nói gì, người ta là kiểm tra đứng đắn, một chút tật xấu của ông ấy đều có biện pháp tìm ra. Diệp Phàm cười nói. Vâng, quyền lực là lớn nhất, bởi vì, nhà nước đều là do cơ quan quyền lực nắm trong tay. Giống một số nước nhỏ, khi chính quyền loạn, nhà giàu có cũng bị phân sạch tài sản, có thời điểm, quốc gia phải thu hồi của cải của anh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đương nhiên, ở một quốc gia ổn định, vẫn phải có pháp chế. Trương Lâm Hoa nói. Cho nên, nếu đồng chí Lý Bánh Mì không sợ Chủ tịch tỉnh Chu, bên trong khẳng định có quan hệ dây mơ dễ má gì đó. Hơn nữa, năng lượng người đó có thể bé sao? Chúng ta ở chi nhánh cấp dưới tập đoàn của ông ta. Mặc dù một số đồng chí cuộc đời sau này không phải bác bỏ cái gì, Lý Bánh Mì cũng không phải thực sự ăn chay. Diệp Phàm mỉm cười. Hay, hay, trưởng ban Diệp mượn thế như vậy quả thực là dày công tôi luyện. Ngay cả thế của một thương nhân anh cũng không chịu buông tha. Nói vậy về sau có người muốn phê bình hoạt động sát hạch của chúng ta cũng phải dè chừng xem có làm đồng chí Lý Bánh Mì giận dữ hay không. Trương Lâm Hoa không ngừng cười to, nịnh nọt Diệp Phàm một chút. Ừ, đây là nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta đều phải cẩn thận. Tuy rằng ban tổ chức cán bộ thoạt nhìn yên ổn, kỳ thực, bên trong, mọi chuyện đều được cất giấu huyền cơ. Đặc biệt một số người muốn nhằm vào chúng ta, càng phải làm sao để không thể bắt bẻ mới được. Làm đẹp. Ai có thể làm gì chúng ta nào? Cứ như vậy, cậu đi trước đi, cố gắng làm hoàn thiện một chút. Diệp Phàm giải thích nói, Trương Lâm Hoa gật đầu rồi đi. Chu Phương Ninh, ha ha, xem ra Lý bánh mì này thật là có chút hương vị bánh mì. Có lẽ là một người diệu kỳ, nhưng thật ra có thể biết một chút. Nhìn theo bóng dáng Trương Lâm Hoa, Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Một gian nhà nhỏ trong thành Việt Châu hai đồng chí đang ngồi. Lão cổ. Ông muốn làm như thế nào? Chuyện đua thuyền rồng thằng nhóc đó làm lung tung thì cũng thôi, nhưng, anh xem, chuyện lên biên chế như thế nào lại giao cho hắn thì làm sao sóng yên biển lặng được. Chỉ còn vài ngày thời gian nữa. Quản Nhất Minh có thể có chút tức giận,
khi nói chuyện giọng điệu nặng lên không ít. Có biện pháp gì quản, nghe nói chuyện Trần Tiến Bình là từ miệng của Lão Triệu. Cổ Hoài vẻ mặt chua xót, trong lòng đương nhiên bốc hỏa, không thể tưởng tượng được đã hy sinh hai cấp dưới vẫn không thể làm gì Diệp Phàm. Hơn nữa, không duyên cớ đã đánh mất phòng cán bộ một. Lão Triệu tạo lỗ hỏng. Quản Nhất Minh vẻ mặt trầm xuống, nhìn Cổ Hoài. Việc này là thật, Lão Triệu tự mình hạ chỉ thị Diệp Phàm mau chóng xử lý biên chế ổn định. Diệp Phàm cầm Thượng Phương Bảo Kiếm, người nào ở bộ môn còn dám đứng ra chống cự. Cổ Hoài thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão Triệu gần đây có ý gì vậy? Quản Nhất Minh hừ nói. Có ý tứ gì, rõ ràng đấy thôi. Phải đứng ra vì tay sai ông ta nâng đỡ Diệp Phàm. Quả thực Cổ Hoài bị tức không ít, nói ra lời thô tục. Bởi vì, Cổ Hoài trong vấn đề chuyển quân ổn định lần này muốn chơi khó Diệp Phàm, tuy nhiên thất bại, sao không ngờ lại bị đồng chí Phượng Quốc Hưng âm thầm châm chọc vài câu. Thiếu chút nữa đồng chí Cổ Hoài tức giận đến mức nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế. Tuy nhiên đầu hổ Phượng Bảo Sơn này quá lớn, Cổ Hoài cũng chỉ có thể chịu đựng. Mà Cổ Hoài cũng hiểu được, Phượng Quốc Hưng đương nhiên hy vọng mình đấu kịch liệt với Diệp Phàm, anh ta ở một bên ngồi xem hổ đấu, luôn luôn là ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, Cổ Hoài là Cổ Hoài, ông ta đương nhiên không ngừng việc này. Phượng Quốc Hưng cũng là một trong những mục tiêu của ông ta. Ban tổ chức cán bộ này, vẫn là do Cổ Hoài tôi định đoạt. Mặc dù anh Phượng Quốc Hưng là một trong những con cháu của Cửu Thường, cũng phải biết quan huyện không bằng đạo lý. Lão Cổ, ban tổ chức cán bộ là địa bàn của ông. Quản Nhất Minh tương đối sâu cây, cố ý kích động Cổ Hoài. Ha ha, ông còn là lãnh đạo của tôi thì sao? Cổ Hoài cố ý cười nói, đương nhiên cũng là phản kích Quản Nhất Minh. Lão Cổ, chúng ta không thể lại chờ đợi. Quản Nhất Minh đành phải hạ giọng. Ha ha, Lão Quản, ông nói một chút xem nên như thế nào. Cổ Hoài cũng là dạng cáo già, chính mình không đưa ra cách, chờ Quản Nhất Minh ra chiêu. Phải hàng phục một người, đầu tiên phải gạt bỏ phụ tá đắc lực của hắn mới được. Phe cánh của hắn đầy đủ khó có thể áp chế, bởi vì bọn họ hình thành một tập đoàn. Cho nên, xuống tay từ dưới, chờ hắn thành tư lệnh quang can là lúc giải quyết tốt nhất. Quản Nhất Minh đằng phải nói, biết Cổ Hoài cố ý moi cách của mình, đạo lý này, Cổ Hoài nào có không rõ. Tuy nhiên trước mắt có việc lửa xém lông mày, nếu không xử lý chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn. Ha ha, Lão Quản, ông nói gạt bỏ như thế nào, tôi làm theo là được. Cổ Hoài vẫn tình nguyện làm người nghe, không phải biểu quan điểm. Lão Cổ, ông nói nghe một chút. Hai chúng ta có, để trong lòng không? Quản Nhất Minh rốt cục tức giận, giọng điệu tương đối nặng. Đương nhiên là có rồi, ở trong hội nghị thường vụ là đồng sự, ông lại là lãnh đạo cấp trên của tôi, sao lại không, để trong lòng, chứ? Vẻ mặt Cổ Hoài vẫn nghiêm túc, nói.